Linh Chu, Phong Phi Vân. Tập 6. Xem ra Phong gia thực sự muốn kiên quyết hạ thủ, diệt trừ đệ tử bị trục xuất khỏi gia tộc. Một màn thực sự quá đáng này khiến cho người ta thất vọng đau khổ, vì đối phó một tiểu bối, vậy mà điều động 5 vị nhân vật cấp bậc trưởng lão, hôm nay nếu Phong Phi Vân có thể chạy thoát khỏi vây giết, nhất định nổi danh khắp thiên hạ, sau này có thể trở thành một nhân vật chí dũng kiệt xuất. Rất nhiều người óc mặt ở đây đều vì Phong Phi Vân mà cảm thấy bất bình, nhưng mà cái này dù sao cũng là chuyện riêng của đại gia tộc người ta, không người nào dám quản, hơn nữa cũng không người nào nguyện ý làm loại chuyện phí sức không được cảm ơn này. Phong Phi Vân đứng ở trên thành tường thật cao, tuy là tuổi còn trẻ nhưng mà bóng lưng lại có vẻ kiên nghị bất khuất, chủ động nghênh sát, phải chiến cho gia thị phi công đạo. Trấn Ma Long Kỳ so với tưởng tượng của Phong Phi Vân càng thêm cường đại. Kỳ cao mười mấy trượng, đều là dây tơ kiếm dệt thành, lại thêm bị thú huyết rót vào, ngay cả vô địch thiền trượng cũng không thể nào dễ dàng phá vỡ được, dĩ nhiên đây cũng là bởi vì tu vi Phong Phi Vân không đủ để dẫn động linh tính và uy lực của vô địch thiền trượng. Phong Phi Vân một tay huy động vô địch thiền trượng, một tay đánh ra từng đạo trưởng ấn, trong những trưởng ấn này ẩn chứa một phần uy lực của miểu quỹ ban chỉ, mỗi một đạo trưởng ấn đều đánh ra hư ảnh tứ đầu kỳ ngưu. Chừng 8 vạn cân, đem một vị trưởng lão bị đánh cho từng bước lui về phía sau. Miểu quỷ ban chỉ tuy là cũng thuộc loại cấp bậc linh khí, nhưng mà chỉ có thể xem là linh khí cấp bậc thấp nhất, lúc này Phong Phi Vân chẳng qua chỉ dẫn động một tia lực lượng trong đó, căn bản không dám đem toàn bộ lực lượng linh khí đều bày ra. Một khi hắn dốc toàn lực, dự định lấy uy linh khí ra chấn sát 5 vị chấp pháp trưởng lão, như vậy thì với tu vi bây giờ trong thân thể hắn, nhiều nhất chỉ có thể khai triển ra một kích thì linh khí trong cơ thể cũng sẽ bị rút sạch, tuy là hoặc là có thể đánh chết 5 vị chấp pháp trưởng lão, nhưng mà hắn lại nhất định không cách nào dùng tiếp một chiêu thứ hai, thậm chí ngay cả đứng cũng có thể đứng không vững. Phong Phi Vân là đi cầu một con đường sống chứ không phải là muốn chết, loại chuyện ngu ngốc này hắn hiển nhiên sẽ không làm. Một trưởng đánh ra tứ ngưu chi lực, cho dù rất nhiều tu sĩ thần cơ trung kỳ cũng chưa chắc có thể làm được, cái này chính là tượng trưng cho nhân thuần lực lượng. Khai sơn liệt thạch, một trưởng có thể làm cho một người bị vỗ thành thịt vụn. Mặc dù có vô địch thiền trưởng, miểu quỷ ban chỉ, thậm chí là khí tượng và địa thế tương trợ, nhưng lại không cách nào bù đắp khoảng chênh lệch tuyệt đối trong tu vi. Ở dưới sự vây đánh của 5 vị chấp pháp trưởng lão, vòng chiến của Phong Phi Vân càng lúc càng nhỏ, trên người cũng có vô số vết thương, chính là bị Trấn Ma Long Kỳ làm cho chấn thương. Vết thương tuy là không sâu, nhưng mà máu lại chảy rất nhiều. Máu trong thân thể hắn chính là máu đen, giống như mực đặc vậy, khiến cho người ta cảm thấy quỷ dị vô cùng. Hừ, quả nhiên là con của yêu ma, ngay cả huyết dịch trong thân thể cũng có phần khác với người thường. Một vị trưởng lão nhấc một chân lên, hình dáng như bạch hổ đào tâm, đem vai phải của Phong Phi Vân cào lấy tạo ra 4 vết máu hung ác, khiến cho xương bả vai trắng hếu cũng lộ ra. Lần hạ thủ này không thể nói là không hung ác. Phong Phi Vân nhịn đau không khuất phục. Trong lòng cười khẩy không thôi, căn bản không hướng về phía bọn họ giải thích nhiều, vô địch thiền trượng trong tay xuyên qua khe hở của Trấn Ma Long Kỳ mà phá vỡ, công sát thẳng tới, làm cho nơi ngực trái của vị trưởng lão kia bị đánh thành một lỗ thủng đại huyết to bằng nắm tay. Phốc, vị trưởng lão kia vốn còn đang cười, nhưng mà lúc này lại thảm thiết kêu lên, không dám tái chiến nữa, lảo đảo về sau 2 bước, giữ khoảng cách rồi chạy trốn, tránh qua một bên để chữa vết thương. Phong Phi Vân mặc dù là dưới tình huống bất ngờ mà tấn công, làm cho một vị trưởng lão bị trọng thương nhưng lại lần nữa bị Trấn Ma Long Kỳ quét trúng, ở trên lưng tạo thành một miệng vết thương rất sâu, từ chỗ bên phải cái cổ kéo thẳng đến nơi thắt lưng, thiếu chút nữa đã chém hắn thành 2 đoạn. Trận chiến này thực sự rất lợi hại, tiên huyết nhiễm đầy đầu tường, huyết dịch màu đen và huyết dịch màu đỏ cùng tồn tại. Trên lưng của Đông Phương Kính Nguyệt là đôi quang cánh bạch sắc, trôi lơ lửng ở trên bầu trời. Quan sát phía dưới, đôi mắt hết sức bình tĩnh, lẳng lặng nhìn chằm chằm Phong Phi Vân đang càng đánh càng điên cuồng, một cổ chiến ý vĩnh hằng bất diệt, khiến cho nàng xúc động cực lớn. Thời khắc này Phong Phi Vân cùng với trước đây có sự bất đồng rất lớn, giống như là một người thay đổi vậy, một chút cũng không phải là hình ảnh của một tay ăn chơi bất cần đời, ngược lại là phải nghĩ đến một vị thần tướng vô địch đang ở trong vạn quân. Nàng lúc này giống như những người đứng xem khác. Cũng không có dậu đổ bìm leo đối với Phong Phi Vân, cũng giống như vậy, chuyện riêng của Phong gia, nàng là người ngoài nên cũng không quan tâm. Nàng lúc này càng thêm hiếu kỳ về việc vị đại thánh hiền kia rốt cuộc là người nào, Phong Phi Vân bị cường giả Phong gia truy sát,
một trong nguyên nhân trực tiếp nhất, chính là do vị đại thánh hiền kia nói lung tung. Nếu đã có thể được gọi là đại thánh hiền, như vậy thì liền tuyệt đối được xem là một nhân vật cấp bậc được mọi người kính trọng, nhân vật như vậy thì cần gì phải làm khó một tên tiểu bối Phong gia, đem Phong Phi Vân ép đến bước đường cùng, quan trọng nhất là còn đem nàng cũng kéo vào trong cuộc. Người này nếu không phải là rảnh rỗi không có chuyện gì làm thì nhất định là có mưu đồ. Từ nay về sau ta chính là con của yêu ma, giết người tuyệt không chùn tay. Phong Phi Vân hào khí ngất trời, trên đầu trưởng trường phát trùng thiên, liền xông lên trước 9 bước, trực tiếp đem đầu của một vị chấp pháp trưởng lão đánh bay ra ngoài. Một trượng này tàn nhẫn vô tình, mang theo vạn khoảnh chi lực, sau khi đem đầu của vị trưởng lão kia đánh bay ra, liền nổ tung, hóa thành từng mảnh nhỏ huyết nhục. Chỉ còn lại thân thể từ cái cổ trở xuống là vẫn đứng sững trên tường thành, sau đó bành một tiếng, bắn ra một đạo huyết tuyền đỏ tươi. 5 vị chấp pháp trưởng lão cùng nhau vây giết, nhưng mà Phong Phi Vân còn chưa chết mà bọn họ cũng đã một chết một bị thương, đây quả thực là rất chấn động, đây là muốn chống lại tập kích hay sao? Trong Tử Tiêu Phủ Thành có rất nhiều người quan tâm đến trận chiến này, trong đó không thiếu gì cao thủ tu tiên, nhưng bọn hắn cũng không coi trọng Phong Phi Vân. Dù sao thì lực lượng của một người vẫn là có hạn, nếu muốn chống lại với một gia tộc, thực lực và nội tình của Phong Phi Vân cũng là còn kém quá xa. Hơn nữa, lực lượng Phong Phi Vân tiêu hao thực sự quá lớn, tuy là thoạt nhìn chiến tích nổi bật, nhưng mà người sáng suốt đã nhìn ra được linh khí trong thân thể hắn đã tiêu hao quá lớn, hoàn toàn dựa vào một cổ năng lực ý chí mà chống đỡ. Cộng thêm việc khắp người Phong Phi Vân đều bị thương, máu chảy nhỏ giọt. Bất cứ lúc nào cũng có thể bởi vì thân thể không thể trèo chống tiếp được nữa mà ngã xuống. Một khi hắn ngã xuống, như vậy thì, cường giả Phong gia liền không bao giờ để cho hắn đứng lên nữa. Mặt trời chiều ngã về Tây, tà dương nhuộm đỏ. Một vầng mặt trời đỏ trôi dạt ở trên núi xa, một đạo khói lẻ lôi từ giữa ngọn núi xanh thẫm dâng lên, khiến cho người ta thấy được sự hiu quạnh của hoàng hôn. Tà dương chói lọi chiếu vào trên tường thành cổ thành cao trăm trượng. Đem gương mặt của Phong Phi Vân có chút chiếu đỏ lên, liền cùng với sát ý màu đỏ trong mắt hắn tưới ra công sát ý chí khiếp người. Sắc trời dần dần tối xuống, rất nhiều người cũng bắt đầu cau mày, mà gánh nặng trong lòng Phong Phi Vân lại được giải phóng, vì bóng đêm chính là lối thoát duy nhất của hắn. Trời mau tối lại đi chứ. Sau khi màn đêm buông xuống, nếu muốn ẩn náu trong Tử Tiêu Phủ Thành cũng không coi là một chuyện khó. Phong Phi Vân hiển nhiên biết rõ cao thủ của Phong gia chạy tới đây hiển nhiên không chỉ có 5 vị chấp pháp trưởng lão, 5 người này chẳng qua chỉ là một trong số đó, mà những người này đều ẩn núp trong bóng tối, một khi hắn muốn chạy trốn, những người này liền lập tức lao ra chặn đường. Đây mới là khốn thú chi đấu, thú bị nhốt trong cái đấu phễu. Cũng chính bởi vì nguyên nhân này, Phong Phi Vân mới không có vội vàng bỏ trốn, mà là đang chờ, chờ trời tối. Ngày rốt cuộc cũng hoàn toàn tối. Bành! Phong Phi Vân đột nhiên đánh ra một trường sau cùng, hư ảnh tứ đầu kỳ ngưu cự đại ùng ùng nghiền ép tới trước, mà cùng lúc đó, thân hình hắn cũng đột nhiên lui, trực tiếp nhảy xuống khỏi tường thành nội thành, hướng về phía Phúc Thành nhanh chóng bỏ chạy. 3 vị trưởng lão chấp pháp của Phong gia dùng chấn ma long kỳ dễ dàng chấn diệt tứ ngưu chi lực, nhìn theo hướng Phong Phi Vân chạy trốn, cùng hừ một tiếng. Tiểu tử này vẫn rất thông minh. Biết rõ nếu như hướng ra phía ngoài thành chạy trốn, tuy là có thể có khả năng chạy khỏi Tử Tiêu Phủ Thành, nhưng ở đâu cũng là con đường chết, có 4 vị cường giả Phong gia canh giữ ở hướng đó, giống như mở ra một cái túi vậy, chờ hắn nhảy vào bên trong. Nhưng mà, cho dù hắn hướng về trong Phúc Thành chạy trốn, cũng sẽ không có kết quả tốt gì, đệ bát trưởng lão đã canh giữ ở cửa vào Phúc Thành, nếu như hắn tới thì không có bất kỳ con đường sống nào. 3 vị chấp pháp trưởng lão vẫn là đuổi theo. Tuy là biết rõ Phong Phi Vân đã là cá nằm trong chậu, nhưng mà tóm được Phong Phi Vân chính là đại công, bọn họ cũng không muốn bỏ qua. Phong Phi Vân xuyên qua 9 con phố lớn, xuyên qua hơn 10 con hẻm nhỏ, trực tiếp xông vào trong một ngôi nhà, đem quần áo dính đầy máu trên người thay xuống, lại tìm lấy một bộ y phục màu xám cho rộng lớn của người giúp việc. Tóc xóa xuống được hắn dùng cái mũ nhỏ da dưa che lại, trong thời gian ngắn ngủi hắn cũng đã có sự thay đổi lớn. Giống như một người hàng rong bán kẹo hồ lô đi lại ở trên đường lớn. Vì che giấu tai mắt mọi người, hắn dùng một miếng vải đen che vô địch thiền trượng lại, lúc này mới đi ra khỏi nhà, hướng về Phúc Thành đi tới. Lần này hắn đến Tử Tiêu Phủ Thành là vì muốn tìm Nạp Lan Phật Y và Phỉ Thúy Phật Châu, bây giờ thời gian đã càng lúc càng cấp bách,
cho dù trên con đường phía trước đầy người muốn giết hắn mai phục khắp nơi, hắn cũng phải xông vào. Chịu sự ủy thác chân thành của người khác, Tử Nhục Hòa Thượng ngàn vạn lần dặn đi dặn lại, rất dễ nhận thấy chuyện này tuyệt đối không phải là chuyện đùa, nếu như tìm không được hai món Phật bảo kia, rất có thể thực sự sẽ phát sinh tai họa kinh thiên động địa. Tuy là Phong Phi Vân đã thay hình đổi dạng, nhưng tâm tư vẫn nặng nề, biết rõ nếu tối nay bản thân có thể đàng hoàng trốn ở trong một góc nào đó thì có thể tạm cứu được mạng sống của mình, nhưng nếu như đi tìm Phật viên kia, như vậy thì quả thực chính là cửu tử nhất sinh. Tường thành của Phúc Thành so với tường thành của nội thành càng là cao to hơn, chính là dùng từng cục cự thạch cân nặng mấy vạn cân xây đắp mà thành, cự thạch mài nhẵn hết sức bóng loáng vuông vức, cho dù là kiếm cũng không chen lọt vào trong khe hở. Lúc này Phong Phi Vân đã chạy tới ngoài cửa thành của Phúc Thành, mà ở ngoài cửa thành sừng sững đã có một vị nam tử tuổi khoảng 50 đang ngồi, vị nam tử này ngồi ở giữa cổng thành nơi người đến người đi tấp nập, hết sức bình tĩnh mà trật tự, trong tay đang cầm một quyển sách cổ, đọc sách tỉ mỉ, cũng ở đây thưởng thức nhân sinh. Ghế mây dưới người hắn dài chừng 3 thước, đặt ở giữa cửa thành, thật sự là có hơi cản đường. Nhưng mà một đội quân sĩ thủ vệ người mặc huyền giáp thì đứng ở nơi cách đó không xa lại không dám đem hắn đuổi đi, vậy thì địa vị của tên nam nhân kia thực sự rất lớn. Hắn đừng nói là đọc sách ở cửa thành Phúc Thành, cho dù hắn ở cửa thành giết người, cũng không có ai quản. Lúc Phong Phi Vân vừa mới đi tới cửa thành Phúc Thành còn cách chừng 100 trượng, cũng cảm giác được một cổ khế kỵ phong tỏa ở trên người hắn, loại cảm giác này giống như bị một con rắn độc nhìn chằm chằm vào mình vậy, thế nào cũng không thể tránh khỏi. Một cổ cảm giác kỳ dị từ mặt đất và cả trong không khí tản ra ngoài vây lấy người hắn, chủ định chạm vào người Phong Phi Vân. Loại cường giả có tu vi cấp bậc này đã đạt đến mức nghe nói kinh người, quả thực là làm cho không người nào có thể chạy trốn. Người này ở đâu? Ánh mắt Phong Phi Vân hướng về phía trước nhìn lại, mà tên nam tử ngồi đọc sách ở giữa cửa thành cũng đúng lúc vừa ngẩng đầu lên, thời gian đắn đo khá chính xác, hai người ở cùng một lúc bốn mắt nhìn nhau. Chính là hắn. Hắn là ai vậy? Tên nam tử này ngăn cản con đường mà Phong Phi Vân muốn đi qua, lúc này đã đem sách cổ ở trên tay gấp lại, mỉm cười quan sát Phong Phi Vân, không ngừng gật đầu, xem ra hắn đã chờ lâu rồi. Người này tuy là nhìn qua chỉ ở khoảng 50 tuổi, nhưng lại mang theo một cổ cảm giác tang thương khác biệt với người thường, số tuổi thật sự tuyệt đối không dưới 100 tuổi. Tuyệt đối được coi là một vị lão nhân. Chỉ là bởi vì tu vi cao tuyệt, lấy linh khí kiểm soát tốc độ già yếu, cho nên mới khiến cho người ta cảm thấy chỉ nằm trong khoảng 50 tuổi. Không ngờ tới ngươi lại có thể có khả năng xông tới nơi này, xem ra tiềm lực của ngươi thực sự là bị người ta đánh giá quá thấp. Hắn vẫn còn ngồi ở trên ghế, tuy là dòng người phía dưới qua lại không ngớt trên đường, nhưng lại giống như mình đang ngồi ở sau hoa viên, rất là thanh thản. Phong Phi Vân từ trên người của người này cảm thấy một cổ áp lực khổng lồ. Tuy là vẫn còn cách khoảng 100 trượng nhưng lại giống như đang ở rất gần với hắn, thật giống như hắn khẽ động là có thể đứng ở trước mặt mình. Đây là tín hiệu nguy hiểm. Trong Tử Tiêu phủ thành gió bắt đầu nổi lên, mây di chuyển, Phong gia xuất động rất nhiều cường giả ở khắp thành là vì chặn hắn, có thể nói là vây kín bốn bề. Cho dù trước mắt hắn là một ngọn núi lớn cản trở thì cũng phải oanh phá núi lớn xông qua, nếu không thì nếu như bị vây lại, muốn chạy cũng chạy không được. Người rốt cuộc là ai? Phong Phi Vân biết đối phương đã nhận ra hắn, coi như là phủ nhận cũng không cần thiết. Đệ bát trưởng lão Phong gia, Phong Duy Đình. Hắn nhàn nhạt cười nói. Chuyện của người ta đã rất rõ, đắc tội tứ tiểu thư của gia tộc Ngân Câu cũng không cho là việc lớn, chỉ cần ngươi thực sự là thiên phú xuất chúng, cho dù gia tộc hao phí số lớn tài phú cũng sẽ giúp ngươi xử lý công bằng chuyện này. Phong Phi Vân. Người có thể đánh bại Phong Lăng Cơ liền có thể nói rõ thiên tư vô thượng của ngươi, sau này nhất định thành tựu không thấp, nếu như ngươi chịu theo ta trở về, chuyện này chưa hẳn không có thể xoay chuyển được. Phong gia chính là gia tộc khổng lồ, ở Nam Thái Phủ có thể nói là bá chủ một phương, thành lập hơn ngàn năm, nội tình khá đáng sợ, nhân vật cấp bậc trưởng lão cũng đạt hơn mấy trăm người. Mấy trăm nhân vật cấp bậc trưởng lão, mỗi một người cũng có thể là nhân kiệt có thể một mình đảm đương một phía. Người ở trước mắt này lại có thể là một trong mấy trăm tên trưởng lão, hạng thứ 8, tu vi của hắn liền đã đạt đến tình cảnh siêu việt lạ thường, mà địa vị của hắn ở Phong gia chỉ sợ cũng khá cao, tuyệt đối không ở dưới gia chủ đương thời của Phong gia. Trọng lượng lời nói của hắn hiển nhiên rất lớn. Nếu như không có chuyện là con của yêu ma, Phong Phi Vân có lẽ sẽ còn tin tưởng lời của hắn,
nhưng mà bây giờ coi như 10 vị trưởng lão xếp hạng đứng đầu đều đứng ra, hắn cũng chẳng mảy may tin tưởng được. Phong Phi Vân đem miếng vải đen trên vô địch thiền trượng gỡ xuống, lộ ra khuyên đồng ánh vàng rực rỡ, cười nói. Sợ là các ngươi chỉ là muốn lấy máu yêu ma trong thân thể ta, tế luyện y bào huyết ma do mẫu thân ta để lại, cái này có lẽ mới là giá trị lớn nhất của ta đối với các ngươi. Đệ bát trưởng lão nhẹ nhàng xoa xoa trán, thở dài nói. Suy nghĩ của ngươi quá mức cố chấp, trong thân thể ngươi tuy là chảy dòng máu của yêu ma, nhưng mà còn giữ lại huyết mạch của phong gia ta, cùng huyết mạch trực hệ với phong gia, chúng ta làm sao có thể nhẫn tâm thực sự hạ sát thủ đối với ngươi. Những thứ kia đều là làm cho người ngoài nhìn mà thôi, cũng là làm cho người trong gia tộc Ngân Câu thấy, ngươi phải tin tưởng ta mới được. Người này không những tu vi cực cao, ngay cả tâm tư cũng tinh tế vô cùng, thảo nào cao tầng phong gia lại để cho hắn đi đối phó mình. Phong Phi Vân nói, ta làm sao có thể tin tưởng các ngươi vốn đã nhốt Gia Gia và hai vị thúc thúc của ta, lại còn phái người tới Linh Châu Thành chế tài phụ thân của ta trước, vậy cũng coi là thủ đoạn đối phó với người của mình sao? Hai, những thứ này là ngươi nghe ai nói chứ? Đệ bát trưởng lão nói, nghe ai nói không quan trọng, chuyện quan trọng, đây đều là sự thật. Phong Phi Vân chăm chú nhìn chằm chằm vào trong mắt hắn, thấy hắn cũng không có phủ nhận, liền biết đây chính là sự thật. Đệ bát trưởng lão không nói nữa, bởi vì hắn biết rõ có nói thêm gì nữa cũng là vô ích. Phong Phi Vân cũng không nói gì nữa, bởi vì hắn biết cho dù nói thêm, cũng là những lời nói nhảm. Phúc Thành hắn không thể không đi, nếu đệ bát trưởng lão nhất định phải ở nơi này chặn đường hắn, thì chỉ có thể đánh ngã hắn. Nếu ngươi có thể đi về phía trước thêm 3 bước, ta có thể thả ngươi qua cánh cửa này, nhưng nếu ngươi không làm được thì ngoan ngoãn cùng ta quay trở về từ đường tông tộc Phong Kiếm. Đệ bát trưởng lão tuy là không hiểu tại sao Phong Phi Vân lại muốn xông vào Phúc Thành, nhưng cũng chẳng mảy may ảnh hưởng đến quyết định của hắn. Không hổ là đệ bát trưởng lão của Phong gia, quả nhiên kiêu ngạo vô cùng, lại dám đánh cược Phong Phi Vân không cách nào đi thêm 3 bước, hắn đối với tu vi của mình cũng quá tự tin rồi. Lúc này hai người cách xa nhau 100 trượng, đó chính là khoảng cách hơn 300 thước, coi như lấy tốc độ thanh âm cũng phải truyền bá gần 1 giây đồng hồ. 1 giây đồng hồ đối với loại người cấp số như Phong Phi Vân mà nói, cho dù bước thêm 30 bước nữa cũng không cho là khó khăn. Phong Phi Vân tự nhận không phải là đối thủ của hắn, nhưng mà nếu như ngay cả bước về phía trước thêm 3 bước cũng không làm được, vậy thì cũng quá khoa trương rồi. Đây chính là ngươi nói. Phong Phi Vân đang nói chuyện thì lợi dụng thế nhanh như tia chớp hướng về phía trước nhảy tới, linh khí vận chuyển 2 chân, tốc độ quả thực sắp tới cực hạn. Nhưng mà bước đầu tiên hắn còn chưa có đứng vững thì liền cảm thấy bước này dường như đã dẫm vào trong vòng xoáy, có một loại cảm giác đạp hụt, giống như là hướng về vực sâu trong lòng đất mà ngã xuống. Ngón tay của đệ bát trưởng lão nhẹ nhàng đặt ở trên ghế gõ một cái, 12 đạo linh khí cùng lúc truyền vào trong lòng đất, linh khí sắc bén như đạo. Cắn giết mọi thứ trong thế gian. Chân của Phong Phi Vân còn cách mặt đất khoảng 1 tấc, giày và ống quần liền bị cắn nát, nếu không phải là lui về kịp, cả cái chân đều trực tiếp bị phế bỏ. Mạnh như vậy sao? Audio điện tử Võ Tấn Bền. Phong Phi Vân tự nhận là vừa rồi bất luận là tốc độ hay là phản ứng cũng đều là cực nhanh, nhưng vẫn là bị đệ bát trưởng lão bức cho không thể không lui về, cái này thực sự là quá biệt khuất. Trong lòng hắn hiển nhiên cũng không phục, đem vô địch thiền trường bất ngờ hướng về phía mặt đất kia chấn đến, muốn chấn vỡ sát khí dưới lòng đất kia. Bành! Nhưng hắn vẫn là quá xem thường cổ lực lượng này. Lực lượng vô địch thiền trường mạnh bực nào, dưới tình huống bình thường có thể đem mặt đất kia đạp ra rãnh sâu mấy thước, nhưng mà bây giờ lại bị một cổ lực lượng này làm cho bắn ngược lại, thiếu chút nữa đã làm cho bản thân bị thương nặng. Ong ong! Vô địch thiền trượng ở trong tay của Phong Phi Vân rung rung kịch liệt, phát sinh ra thanh âm run rẩy, mà cánh tay của Phong Phi Vân càng bị chấn đắc tê dại, đau đến muốn nứt ra. Tu vi của vị đệ bát trưởng lão này quả thực quá biến thái, cùng với những vị chấp pháp trưởng lão kia quả thực không phải là cùng tồn tại một cấp bậc, cách khoảng 100 thước, Phong Phi Vân quả thực là không cách nào bước về phía trước 1 bước. Chẳng nghi ngờ chút nào, hắn nếu như muốn đánh chết Phong Phi Vân, chỉ cần 1 chiêu là được. Tuyệt đối không thể nào dùng đến chiêu thứ 2. Đây chính là chênh lệch của thực lực, tu vi chênh lệch căn bản không phải là việc mà ngoại lực có thể bù đắp. Đệ bát trưởng lão vẫn ngồi ở trên ghế, một tay nắm sách cổ, một tay vuốt chòm râu trên cằm,
thản nhiên cười nói. Người trẻ tuổi, người vẫn nên từ bỏ can đảm dẫy dụa đi, ở trước mặt Phong gia, người vẫn có vẻ quá nhỏ bé, người của Phong gia mạnh hơn ta cũng không dưới 10 người, cho dù ngươi qua cửa ải này của ta thì con đường trước mặt ngươi cũng tuyệt đối không qua được. Hai mắt Phong Phi Vân kiên định, không thể nào chùn chân, có khí thượng long mã hà đồ từ trong thân thể lao ra, khí thế quyết chí tiến lên, lại là lướt đi về phía trước. Đệ bát trưởng lão khẽ thở dài, lắc đầu. Ngươi đã không chịu bó tay chịu trói, ta chỉ có thể ra tay mà thôi. Lần này hắn thực sự xuất thủ, nhưng tốc độ không để lại bóng dáng, cũng không có ai thấy tay của hắn. Hắn rời khỏi chỗ bay lên, thân thể không ngừng hóa thành tàn ảnh, một ngón tay hướng về đan điền của Phong Phi Vân. Hành động của hắn như gió, không có chút dấu vết nào, Phong Phi Vân ở trước mặt hắn chẳng khác nào tờ giấy cả, rõ ràng thấy hắn hướng lại gần mình, nhưng lại không cách nào xuất thủ phản công, thậm chí ngay cả di chuyển cũng không nhúc nhích được. Tu vi của hắn vậy mà cao như vậy, mạng của ta xong rồi. Phong Phi Vân biết không phải là bản thân né tránh không được, mà là đối phương quá mạnh mẽ, cái này căn bản cũng không phải là một lực lượng cấp tỷ thí. Cho dù muốn chiến, cũng là lực bất tòng tâm. Đệ bát trưởng lão kêu lên một tiếng, trên ngón tay nổ bắn ra huyết quang, cả người bị một cổ lực lượng mênh mông làm cho phản chấn trở lại. Bành! Đệ bát trưởng lão bị đánh văng vào trên tường thành của Phúc Thành, đem tường thành bị đụng phải tạo ra một cái rãnh sâu vài thước, phát ra tiếng chấn động kịch liệt. Ngươi, trong đan điền của ngươi là vật gì? Đệ bát trưởng lão vốn muốn điểm một cái phế bỏ đan điền của Phong Phi Vân, nhưng mà ngón tay của hắn lại bị một cổ thanh quang chấn vỡ, nếu không phải hắn đã sớm phát hiện có gì không ổn, lập tức thu tay lại thì chỉ sợ là cả cánh tay của hắn đều phải bị chấn vỡ. Phong Phi Vân chỉ cảm thấy huyết dịch trong thân thể sôi trào, ngũ tạng chấn động, một khẩu chọc khí dâng trào trong lồng ngực, trong miệng không khỏi phun ra một ngụm tiên huyết. Đan điền, trong đan điền, không phải là một con linh chu cổ lão sao? Phong Phi Vân chỉ cảm thấy trong đan điền tràn đầy thần quang màu xanh, chẳng khác nào một mảnh hải dương mù mịt, mà con linh chu cổ lão kia lúc này lại du đãng bên trong, toát ra thần quang lấp lánh. Quả thực là so với ánh sáng tiên căn của Phong Phi Vân cũng phải là lóa mắt hơn. Chính là bây giờ, Phong Phi Vân không nghĩ nhiều nữa, thừa dịp đệ bát trưởng lão bị linh chu bắn cho lui ra, trực tiếp lắc mình một cái vọt vào trong Phúc Thành. Phúc Thành hiển nhiên không được xem là trung tâm của Tử Tiêu Phủ Thành, nhưng mà mức độ phồn hoa sầm uất lại vượt xa ngoại thành và nội thành, người có điều kiện ở trong Phúc Thành thì là phi phú tức quý, không phú thì là quý, trong đó cường giả có tu vi tuyệt vời thì nhiều như cá giếc ở ngoài sông Trường Giang. Tàng long ngọa hổ, cao thủ như vân, chính là chỉ nơi này. Nhân tài ẩn dật, cao thủ nhiều như mây. Đêm nay thật sự là có chút oi bức, trên bầu trời có từng áng mây đen quyển động, càng đè càng thấp, khí tức ngột ngạt khiến cho người ta có chút bực bội. Đây là điềm báo cơn dông sắp tới. Đêm nay trời mưa chắc tuyệt đối không nhỏ, mây đen che vầng trăng, ve côn trùng không phát ra tiếng kêu, mang theo mấy phần sơ xác tiêu điều. Lộc cộc, lộc cộc. Phong Phi Vân mặc Phật y dị vực, xách theo thiền trượng kim sắc, đi tới bên ngoài một tòa phủ đệ lộng lẫy, ngẩng đầu lên nhìn hai vị thiết sư muốn cao hơn người ở trước mặt hắn, hùng tráng mà quyền thế, giống như hai vị tôn thần sư, e là ít nhất cũng nặng cỡ mấy vạn cân. Lại nhìn một chút vào trong tòa phủ đệ kia, mơ hồ có thể thấy được nóc của chín tòa Phật tháp, Phật khí thầm ngưng tụ bao vây. Gật đầu một cái, sau đó bước lên bậc thềm bạch thạch, dùng vòng cửa cổ đồng to lớn gõ vào trên cửa chính của tòa phủ đệ. Đây là phủ đệ, nơi ở chín tòa Phật tháp kia, Phật tháp nằm ở hậu viên, nhưng mà phía trước cũng là một gia đình, xem khí khái nơi này cũng biết là tuyệt đối không phải là người bình thường. Phong Phi Vân cũng không có trực tiếp xông vào, hắn còn có chút chuyện cần phải biết rõ ràng. Bành, bành bành. Ba tiếng gõ cửa. Rất nhanh, cửa chính sơn đỏ được một tiểu nữ đồng mở ra, dáng dấp của nàng nhìn qua cũng khoảng 7, 8 tuổi, gương mặt trắng nõn non nớt, trên đầu có buộc hai cái búi tóc, dáng vẻ khá là dễ thương. Hòa thượng đại ca ca, người muốn tìm ai? Thanh âm của tiểu cô nương non nớt, hết sức véo von. Phong Phi Vân cười nói. Ta đích xác là muốn tìm người, nhưng ta cũng không phải là hòa thượng. Vậy ngươi tìm ai đây? Tiểu cô nương nghiêng đầu, tò mò hỏi. Chủ nhân nhà các ngươi. Phong Phi Vân nói. Chủ nhân nhà chúng tôi, vô hạ công tử, chỉ sợ cậu ấy sẽ không gặp ngươi. Tiểu cô nương lắc đầu nói.
Phong Phi Vân bây giờ là toàn thân trọng thương, hơn nữa lại đang bị rất nhiều cao thủ của Phong gia truy sát, không muốn ở nơi này trễ nãi quá nhiều thời gian, nhưng mà hắn bây giờ không có cách nào để nổi giận với một cô bé đáng yêu như vậy, lại cười nói. Ngươi cũng chưa đi thông báo thì làm sao biết hắn nhất định sẽ không gặp ta? Tiểu cô nương nói. Bởi vì hắn chỉ gặp nữ nhân, hơn nữa còn là nữ nhân có dáng dấp xinh đẹp thì hắn mới gặp mặt, nam nhân giống như vậy, hắn tuyệt đối không thể nào muốn gặp. Phong Phi Vân hơi nhíu mày một cái, lỗ tai hướng về khắp nơi phát ra, chỉ nghe thấy trong phủ đệ tràn đầy tiếng khải đàn thổi sáo, còn có giọng ca tuyệt diệu, còn có tiếng bước chân nhảy múa, tiếng cười, đều là tiếng của nữ tử, hơn nữa nhưng thanh âm này đều rất hay, có thể tưởng tượng được trong này nhất định có vô số mỹ nữ. So với kỹ viện lớn nhất của Tử Tiêu Phủ Thành thì càng nhiều mỹ nhân hơn. Phong Phi Vân nhíu mày nhăn mặt càng lúc càng sâu, nếu như ở nơi này thực sự chính là Phật viên của Thương Sinh Tự mà trước đó trụ trì đã từng ở qua thì chủ nhân của nơi này tại sao lại là một hạng người phóng đãng háo sắc như vậy? Nhưng mà, dù sao cũng đã trôi qua hơn 1.800 năm rồi, cho dù lúc đó trụ trì của Thương Sinh Tự đã từng điều động người bảo vệ nơi này thì trong những năm tháng dài đằng đẵng đó, e là chủ nhân của phủ đệ đã sớm thay đổi không biết bao nhiêu lần. Vị vô hạ công tử này, rốt cuộc là hạng người gì đây? Tòa phủ đệ này Phong Phi Vân hiển nhiên là không thể không đi vào, nói. Tiểu muội muội, vẫn làm phiền ngươi đi thông báo một tiếng, cứ nói ta có đại lễ vật muốn tặng, chỉ muốn gặp được vị vô hạ công tử một lần. Bao nhiêu lễ vật cũng không gặp, đã từng có một vị lão bá bá đưa tới một bụi cây xương bồ nghìn năm, thuộc về cấp bậc linh thảo. Muốn cầu kiến công tử nhà chúng tôi một lần nhưng ngay cả thấy nửa cái bóng cũng không gặp được. Tiểu cô nương nháy mắt, nói. Cho nên trừ khi có mỹ nhân tới đây thì không thể nào có người có thể gặp hắn. Một bụi cây xương bồ giá trị tuyệt đối xa xỉ, dược lực càng hơn cả một giọt linh tuyền. Trên người Phong Phi Vân tuy là còn có hai giọt linh tuyền, nhưng mà cái này cũng là thần dược để cứu mạng, không phải vạn bất đắc dĩ thì không thể nào đem ra. Chẳng lẽ là thực sự không có cách nào gặp được vị vô hạ công tử kia? Phong Phi Vân hiển nhiên có thể trực tiếp đi đến Phật viên ở hậu viên phủ đệ, nhưng mà cho dù đi đến đó thì cũng không có bất cứ kết quả gì, cuối cùng vẫn sẽ bị món bất tử Phật y kia ném ra, căn bản không thể lấy được thứ đồ mà hắn muốn lấy. Nhưng mà tòa Phật viên kia nếu đã ở trong tòa phủ đệ này, thì nhất định có quan hệ không thoát khỏi tòa phủ đệ này, trong phủ đệ này nhất định cất giấu thứ gì đó. Nhất định chính là cái chìa khóa để lấy được món bất tử Phật y kia. Nếu đã nói không được, vậy cũng chỉ có thể dùng đến vũ lực rồi. Vô hạ công tử, Phong Phi Vân tới chơi. Phong Phi Vân nhún người nhảy một cái, thân thể bay lên cao mấy trượng, giống như một đại điểu bay thẳng lên trên nóc của cửa chính tòa phủ đệ, nhìn xuống phía dưới, bên trong đền đuốc sáng trưng, xa hoa mà phú quý, có tử trì nhục lâm, có một đám mỹ nữ đang nhảy múa. Có một dòng suối nước nóng tọa lạc bên cạnh tử trì, giật tán ra từng đạo vân vụ màu trắng, từng đám gia nhân tuyệt sắc đang tắm gội ở trong suối nước nóng, khe khẽ ca hát, giống như một tòa tiên gia phủ đệ vậy. Nơi xa hơn có một tòa cung điện dùng hoàng kim xây thành, cao 8 trượng 3 thước, chiều rộng 18 trượng, bất luận là vách tường hay là mái ngói đều là dùng vàng ròng chế tạo nên, ngay cả những cây cột có kích thước phải đến 5 người vòng tay ôm cũng đều là dùng vàng xây thành. Không nói nên lời luôn, chỉ là một toàn cung điện thuần kim, vàng ròng, này là đã có thể khiến cho các đại gia tộc khác trở nên thán phục rồi. Đâu đâu cũng thấy vô số nữ tử xinh đẹp, cũng không ít hơn 300, không có một người nào không phải là tuyệt sắc giai nhân, khiến cho người khác không khỏi cảm thán về năng lượng của vô hạ công tử thực sự quá lớn, cũng không biết hắn từ nơi nào mà có thể thu gom được quá nhiều giai nhân như vậy, thực sự là khiến cho người khác phải ghen tị phát cuồng lên. Ở chỗ này của ta không hoan nghênh nam nhân, hơn nữa lại càng không hoan nghênh nam nhân leo tường vào. Trong cung điện thuần kim truyền tới thanh âm của một vị nam tử trẻ tuổi, có vẻ hết sức lười biếng, dường như lúc này hắn cũng còn đang nằm trong sự dịu dàng của ai đó vậy, lại nói. Vân Nhi, theo như quy củ nơi này của chúng ta thì bây giờ nên làm cái gì? Móc mắt, chặt hai tay, từ nay về sau cũng sẽ không được nhìn nữ nhân, không được chạm vào nữ nhân. Một thiếu nữ khoảng 17, 18 tuổi, có vẻ hết sức nho nhã, mắt sáng mày cong, da thịt trắng nõn vô cùng mịn màng, trong hai mắt là quang mang tràn đầy trí tuệ, vừa nhìn thì đã biết không phải là loại bình hoa di động chỉ dùng để trang trí. Trong tay nàng còn cầm một cây bút vẽ, đang vẽ tranh lên một tờ giấy lụa thơm mát,
mặc dù mới vẽ được một nửa nhưng một cổ ý cảnh ở trong bức tranh cũng là so với các đại sư đương đại cũng không kém là bao nhiêu. Vậy thì giao cho ngươi. Vô Hạ công tử từ đầu tới cuối cũng không có lộ diện, thanh âm vẫn nghiền ngẫm như cũ mà nói. Dạ, chủ nhân. Vân Nhi vui vẻ cười một tiếng, sau đó không vẽ tranh nữa, đôi mắt sáng như trăng nhìn chăm chú về phía Phong Phi Vân, chỉ thấy vị thiếu niên này vậy mà mặc một bộ Phật y màu trắng, tay nắm chặt thiền trượng kim sắc, giống như một đệ tử Phật môn tục gia. Dáng vẻ ngược lại cũng khá tuấn lãng thần phong, tràn đầy khí khai hào hùng, nhưng mà Vân Nhi chẳng qua cũng chỉ đảo mắt qua một cái, càng nhiều hơn chính là đưa mắt ngưng lại ở trên vô địch thiền trượng trong tay của hắn. Người nàng đứng hơi nghiêng, đang ở trong xương trắng của tử trì, trong ngón tay bạch ngọc điêu trác nắm một họa bút còn chưa khô vết mực, họa bút nhẹ nhàng vung lên, một đạo mực nước bay ra, tiếp nối thành một đạo kiếm hình sát khí, xông đến cánh tay trái của Phong Phi Vân. Tướng mạo vị nữ tử này tuyệt hảo, có thể so với thần Nga, nữ thần xinh đẹp, bất luận đi đến nơi nào cũng đều có thể làm say mê vô số giai nhân thiên tài kiệt xuất, hơn nữa họa kỹ cao siêu, tu vi không dưới những nhân vật cấp trưởng lão khác, nữ tử như vậy, thế nào lại cam tâm làm người hầu của Vô Hạ công tử, tự nhận là làm tôi tớ nữa chứ? Phong Phi Vân không cách nào lý giải được lòng của cô gái này, chẳng lẽ vị Vô Hạ công tử này lại ưu tú như vậy, hoàn mỹ như vậy? Đúng rồi, là của cải trong phủ đệ này, cũng không biết là có thể thu hút nhiều vị thiếu nữ cam tâm tình nguyện đầu nhập dưới trướng, gia đại nghiệp đại, bất kể nữ nhân không nhiều lắm. Nhưng mà Phong Phi Vân tin là trên đời nãy vẫn có nữ nhân trông theo đuổi danh tiếng trục lợi, nhưng mà chỉ dựa vào kim tiền là thu gom nhiều tài năng không ngớt như vậy, hơn nữa nữ tử còn có tu vi cao tuyệt hiếm thấy. Đối với nữ nhân, ta sẽ không thủ hạ lưu tình. Phong Phi Vân đem vô địch thiền trượng vung lên, đánh ra một phiến kim mang, đem kiếm khí đánh quay trở lại nguyên hình, hóa thành vết mực đầy đất. Phong Phi Vân từ phía trên bay xuống, sải bước về phía cung điện thuần kim đi tới, nói. Vẫn là để cho Vô Hạ công tử nhà các ngươi tự mình xuất hiện giao thủ cùng với ta đi. Nếu vượt qua được cửa ải này của ta rồi hãy nói. Công tử nhà chúng ta cũng không phải là người tùy tiện giao thủ với bất cứ ai, lại không biết giao thủ với nam nhân. Vân Nhi lấy bút làm kiếm, vận chuyển linh khí lên trên ngòi bút sắt bén, họa bút vốn là mềm mại, trong một giây liền so với bảo kiếm còn phải sắt bén hơn. Một bút điểm ra, kiếm khí bắn ra bốn phía, Phật y trên người Phong Phi Vân bị cắt ra ba vết nhỏ. Nữ tử trong phủ đệ thực sự quá nhiều, mỗi người đều trẻ đẹp, có người lãnh nhược băng xương, ôm kiếm đứng, có người xinh đẹp quyến rũ, y sam che nửa người, có loại tài nữ khuynh thành xinh xắn lanh lợi đáng yêu, đang khải đàn cổ cầm. Mà lúc này các cô ấy đều quay đầu nhìn lại mỉm cười, ngón tay nhẹ nhàng che môi. Nhìn Phong Phi Vân bị Vân Nhi khiến cho không ngừng lui về phía sau, đó chính là nụ cười càng lúc càng trở nên vui sướng. Phong Phi Vân vẫn là chưa từng đứng ở trước mặt nhiều nữ nhân xinh đẹp như vậy, có vẻ có chút bối rối bó tay bó chân, tóc cũng đã bị Vân Nhi tước mất một ít. Bành! Phong Phi Vân không hề nương tay, sử dụng linh lực của Miểu Quỷ Ban Chỉ, đánh ra một trường tứ ngưu chi lực, làm cho cả người Vân Nhi bị chấn đắc run lên, liền lùi lại hơn 10 bước, không cách nào đứng vững được. Trên cánh tay của nàng có máu chảy ra, giống như là hồng mai trên tuyết trắng vậy, diễm lệ vô cùng. Vèo. Những cô gái khác thấy Vân Nhi không phải là đối thủ của Phong Phi Vân, liền lại có thêm hai thiếu nữ nữa xuất thủ, tay của các nàng như đang nắm hoa đào màu hồng phấn, từ nơi ngón tay vung vẩy ra, cứ như muôn hoa bay trong không trung, nhưng mà những cánh hoa này lại mang theo sự lợi hại, tùy tiện đem cự thạch cắt thành bột phấn. Tu vi của hai cô gái này vậy mà cũng chẳng yếu hơn Vân Nhi chút nào, hơn nữa dáng dấp lại giống nhau như đúc, là một đôi song sinh, hai người liên thủ uy lực lớn hơn nữa. Các nàng một người tấn công Phong Phi Vân một bên, hương thơm tràn đầy trong gió, tấn công được Phong Phi Vân Vô Hạ phân thần, dùng linh khí đem vô địch thiền trượng huy động chẳng khác nào một cái cối xay gió, bắt ra từng con long quyển. Một tiếng gào thé, Vân Nhi đã lấy lại sức lực, lần nữa cầm bút tung bay tới. Đâm thẳng vào mi tâm của Phong Phi Vân. Những nữ nhân này chẳng những đẹp, mà còn ác, đều thích ám sát, thật không dễ chọc chút nào. Đây là cảm giác duy nhất bây giờ của Phong Phi Vân, trong lòng đối với vị Vô Hà công tử chưa từng hiện thân càng thêm phần hiếu kỳ, đây rốt cuộc là loại kỳ nhân nào chứ? Phong Phi Vân đem thiền trượng vô địch bất ngờ cắm vào trong lòng đất, chấn động ra một đạo đại lãng kim sắc, đem mặt đất chấn đắc lên một hồi sôi trào. Bị một cổ đại lực này trùng kích,
hai vị nữ tử sinh đôi kia căn bản không cách nào đứng vững chân được, bị Phong Phi Vân xuất ra hai chưởng liên tục làm cho các nàng ấy bị đánh bay ra ngoài, ngã vào trong tử trì nhục lâm, hương diễm đầy đất. Bá! Trên ngón tay ngưng tụ tật phong, điểm tay một cái, đem họa bút trong tay của Vân Nhi bị chấn vỡ, dễ dàng giữ lại hai cánh tay ngọc của nàng. Vô địch thiền trượng trực tiếp chống ở chiếc cổ ngọc trắng nõn mịn màng của nàng, chỉ cần Phong Phi Vân hơi phát ra lực là có thể đem chiếc cổ của nàng bị xuyên thủng qua. Những nữ tử tuyệt sắc có mặt ở đây cũng không ít, các nàng ấy vẫn còn muốn ra tay nhưng lại do dự vì Vân Nhi đang ở trong tay của Phong Phi Vân. Trong lúc nhất thời một đám đông nữ tử đằng đằng sát khí xông tới, nhưng không có người nào động thủ. Vô Hà công tử, bây giờ ngươi có thể xuất hiện được chưa? Phong Phi Vân cất cao giọng hỏi. Trong tòa cung điện thuần kim kia vẫn im lặng thật lâu, chỉ có thể nghe được bên trong có tiếng rượu nhỏ giọt, rõ ràng là có thể nghe được. Mỹ ngâu của Vân Nhi nhẹ nhàng chớp động, giống như là dính thủy tinh vậy, tuy là bị Phong Phi Vân chế trụ nhưng lại không có chút sợ hãi nào, cười nói. Ngươi lại có thể lấy ta ra để uy hiếp công tử nhà ta, ngươi cũng đã quá coi trọng trọng lượng của ta ở trong lòng công tử rồi. Dung mạo Vân Nhi tuyệt sắc, tu vi không tầm thường, khí chất lại càng là hiếm thấy trong thế gian, cho dù là ở tại một nơi rất nhiều mỹ nhân nhưng cũng được coi là giai nhân nổi bật. Phong Phi Vân tuyệt không tin nàng ta ở trong lòng của Vô Hà công tử không có một chút trọng lượng nào. Nhưng mà lần này Phong Phi Vân lại đoán sai rồi. Vị Vô Hà công tử này không chỉ là một người đa tình mà còn là một người vô tình nữa, nữ nhân của mình bị tên nam nhân khác chế trụ, hắn thậm chí ngay cả một câu cũng không nói, có vẻ hết sức thờ ơ. Phong Phi Vân cuối cùng vẫn thực sự không thể giết Vân Nhi, trực tiếp buông nàng ra, sau đó liền sải bước về phía cung điện thuần kim mà đi tới, nói. Lần này ta tới đây thăm viếng cũng không phải vì muốn đánh nhau, chỉ muốn hiểu rõ một chuyện. Dừng bước. Sâu trong cung điện cuối cùng cũng truyền ra thanh âm của Vô Hà công tử, tiếng quát to làm cho Phong Phi Vân phải dừng bước lại. Lúc này, Phong Phi Vân vừa đúng lúc đứng ở ngưỡng của đại môn của cung điện thuần kim, kiên định dừng lại. Một hồi lâu sau, Vô Hà công tử lại nói. Một người mặc Phật y, cũng không phải là người ở trong Phật môn. Một tay cầm thiền trượng, mà cũng không phải là chủ nhân của thiền trượng. Xem ra người chính là một người trong lời tiên đoán. Ngươi tên là Phong Phi Vân đúng không? Hắn hình như đang lẩm bẩm lầu bầu, lại tựa như là đang nói với Phong Phi Vân. Phong Phi Vân nói. Lời tiên đoán gì? Tất cả mọi người sẽ không xuất thủ, lặng lặng nghe Vô Hà công tử nói ra một đoạn bí ẩn cổ xưa. Hơn 1000 năm trước, có một vị đại hiền Phật môn đã từng tiên đoán, hơn 1000 năm sau, sẽ có một người mặc Phật y, lại không phải là người trong Phật môn. Một tay cầm thiền trượng. Mà cũng không phải là chủ nhân của thiền trượng, đi đến lấy một món đồ vật trong Phật tháp. Món đồ này hết sức quan trọng, chỉ có người trong lời tiên đoán kia mới có thể giành được, những người khác nếu như dám vượt qua điều cấm sẽ gặp phải tai ương ngũ lôi oanh. Vô Hạ công tử chậm rãi nói, hiển nhiên là đã khẳng định Phong Phi Vân chính là người trong lời tiên đoán kia. Rõ ràng là có thể tiên đoán chuyện của hơn 1000 năm về sau, tu vi của vị đại hiền Phật môn này quả thực không thể đo lường được. Chủ yếu nhất chính là hắn đã hiểu rõ được thiên đạo vận hành, vượt qua xa người bình thường. Phong Phi Vân trầm ngâm chốc lát, nói. Nói như vậy thì tổ tiên của các hạ chính là người bảo vệ tòa phủ đệ này. Không, ta cũng chỉ là bị người khác nhờ vả mà thôi, cũng không ở lại nơi này lâu. Vô Hà công tử nói. Người nào nhờ? Phong Phi Vân nói. Người cũng đừng hỏi nhiều, dù sao cũng không phải là người của Vương Triều Thần Tấn. Giống như chúng ta chỉ là loại tiểu bang tiểu quốc, cho dù nói ra, ngươi cũng không biết. Vô Hà công tử hiển nhiên là không muốn nói nhiều lời. Bá, 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 bá. Tám tiếng xé gió vang lên, có tám đạo khí lưu từ trong cung điện truyền ra, trực tiếp bay ra ngoài, như tám đạo mũi tên nhọn. Ống tay áo của Phong Phi Vân vung lên một cái, liền đem tám đạo linh quang kia thu vào trong bàn tay. Mở bàn tay ra nhìn vào, đúng là tám tờ phù lục. Thương sinh động phù. Trong lòng Phong Phi Vân vui vẻ, tám tờ thương sinh động phù này cùng với tờ ở trên người của hắn là giống nhau như đúc, xem ra đây chính là cánh cửa để mở được cửa tòa Phật tháp kia, là mấu chốt để lấy được Nạp Lan Phật Y và Phỉ Thúy Phật Châu. Dưới sự chỉ dẫn của một tỳ nữ, Phong Phi Vân liền hướng về hậu viên của tòa phủ đệ bước đi, rất nhanh lại liền thấy được chín tòa Phật tháp dị vực đứng vững thật cao.
9 tòa Phật tháp này có lối kiến trúc khác thường so với tất cả miếu thờ ở Nam Thái Phủ, vừa nhìn thì đã biết là kiến trúc Phật môn dị vực, kết hợp với lời nói vừa rồi của Vô Hà Công Tử, khiến cho người ta không khỏi suy đoán vị Vô Hà Công Tử này có phải là một vị đại nhân vật của một quốc gia nào đó hay không. Vương Triều Thần Tấn tuy rằng chính là một tòa đại vật khổng lồ, địa vực hơn mấy chục vạn lý, nhưng mà xung quanh cũng có rất nhiều tiểu quốc gia phụ thuộc, của cải của Vô Hà Công Tử kinh người, tập tục kỳ dị, làm cho lòng người sinh ra vô số liên tưởng. Suy nghĩ nhiều như vậy để làm gì, cho dù hắn là vương tử của một quốc gia nào đó thì liên quan gì đến mình. Phong Phi Vân đem 9 tờ thương sinh động phù lấy ra, nắm ở trong tay, trực tiếp hướng về phía 9 cây cổ liễu to lớn bao lấy 9 tòa Phật tháp kia mà bước đến. Từ đầu đến cuối, Phong Phi Vân cũng không có gặp mặt vị Vô Hà Công Tử kia. Tiếng nước chảy róc rách. Trong cung điện thuần kim, mảnh màn màu trắng hạ xuống, có một thiếu nữ người mặc cung trang trang phục trong cung điện đang tắm gội cho Vô Hà Công Tử. Hắn nằm trong ôn tuyền liên trì, hồ nước nóng, sương mù lượn lờ, thấy không rõ bộ dáng của hắn. Tỷ nữ đưa Phong Phi Vân đi đến Phật viên cũng đã trở lại, cung kính quỳ mọp bên cạnh ôn tuyền liên trì. Hắn đã tiến vào. Vô Hà Công Tử nói. Dạ. Tỷ nữ rất cung kính, nói. 9 tờ động phù đều xuất hiện, Phật Y Phật Châu sợ là cũng phải xuất thế, xem ra hoạt tử nhân ở Kính Hoàn Sơn thực sự muốn sống lại. Thương sinh tự thực sự chìm vào trong lòng đất 1.800 năm sợ là cũng muốn từ trong lòng đất nổi lên. Chuyện lớn như vậy, nhất định sẽ kinh động đến tất cả đại thế lực ở Nam Thái Phủ, giai nhân tuyệt sắc đi vài nhất định không phải ít, loại náo nhiệt này bổn công tử cũng không thể bỏ qua. Vô Hà Công Tử tuy là nói rõ là vì tuyệt sắc giai nhân, nhưng mà Kính Hoàn Sơn xảy ra đại biến, xuất thế làm sao lại có thể chẳng qua chỉ có tuyệt sắc giai nhân, linh bảo nghìn năm trong đó chỉ sợ là hắn cũng muốn phân chia. Lần này đúng là một trận phong vân hội tụ, long hổ chi thế hiện ra, thế lực khắp nơi đều muốn lên đài. Đệ bát trưởng lão của Phong gia thăm hỏi, xin Vô Hà Công Tử hiện thân gặp mặt. Bên ngoài phủ đệ truyền tới một tiếng sóng âm trùng trùng điệp điệp, chấn đắc làm cho cung điện thuần kim trở nên run run. Vô Hà Công Tử căn bản là coi như không có nghe được một thứ gì. Hắn hình như ngay cả một câu nói cũng lời, mà trên thực tế là hắn đối với nam nhân cũng quả thực là rất ít nói chuyện. Lời của hắn cũng đều là nói cho nữ nhân nghe. Đệ bát trưởng lão lần theo khí tức của Phong Phi Vân mà tới, biết Phong Phi Vân đã đi vào tòa phủ đệ này. Đối với tiếng tăm của tòa phủ đệ này, hắn vẫn có nghe thấy, biết được chủ nhân của nơi này là một vị kỳ nhân, sau lưng có một thế lực lớn nâng đỡ, cho nên cũng không có trực tiếp xông vào. Thấy rất lâu mà không có câu trả lời, đệ bát trưởng lão lên tiếng lần nữa. Phong Phi Vân là kẻ phản đồ của Phong gia ta. Vô Hà Công Tử nếu như bao che cho tên phản đồ này, cũng là không nên chút nào. Đệ bát trưởng lão của Phong gia là loại tuân theo thân phận vô cùng, bình thường cũng rất ít lộ diện, một khi lộ diện nhất định sẽ có vô số người chủ động nghênh đón, vẫn chưa từng gặp phải sự thất vọng như hôm nay. Đã như vậy, thì Phong mỗ chỉ có thể đắc tội. Đệ bát trưởng lão chậm rãi hướng về phía trước đẩy ra một trường, từng đạo kinh khí màu đen lan tràn ra trên cánh tay của hắn, hóa thành từng vòng phong quyển. Cuối cùng biến thành hình dáng thực chất. Thất đầu kỳ ngưu chi lực. Mỗi một đầu kỳ ngưu đều cao đến mấy trượng, giống như một toàn núi nhỏ, 7 đầu kỳ ngưu cùng lúc bị đánh ra, vó sắt đạp phá trường không, như thiên quân vạn mã đánh giết tới, có thể dễ dàng đem cả tòa phủ đệ san thành bình địa. Thấy ngưu chi lực, chính là lực lượng 64 vạn cân, cái này cũng chưa phải là đệ bát trưởng lão toàn lực xuất thủ. Phong Phi Vân bây giờ cho dù nhờ vào miểu quỷ ban chỉ cũng có thể đánh ra tứ ngưu chi lực, tương đương với lực lượng 8 vạn cân, chênh lệch bực này, quả thực là không thể tính toán được. Nhưng mà lực lượng thất đầu kỳ ngưu còn chưa có chạy đến cửa chính thì đã bị một trưởng ấn từ trong cung điện thuần kim làm cho chấn vỡ, xé rách thành từng đạo bụi mù. Đạo trưởng ấn này có sức mạnh vô địch không gì có thể phá nổi, oanh phá kỳ ngưu, trực tiếp đanh bừa vào đệ bát trưởng lão một cái. Đệ bát trưởng lão liền lùi lại 3 bước mới có thể đứng vững chân, trên mặt đất cũng bị đạp thành ra cái vết chân sâu một thước. Tối nay bổn công tử mệt, không muốn xuất thủ nữa, người của Phong gia các người đừng trở lại chọc ta, nếu không ta sẽ giết người. Thanh âm của Vô Hà Công Tử mênh mông, giống như là sương mù trong mây, tràn đầy khó lường. Vị Vô Hà Công Tử này tuổi còn trẻ, tu vi thực sự đã là thâm sâu khó lường được,
Tuy là một trưởng vừa rồi của đệ bát trưởng lão cũng chưa phải là dùng hết toàn lực, nhưng mà đối phương có thể đẩy lùi được hắn, liền đủ để nói rõ thực sự bản thân cường đại thế nào. Nếu muốn kiên quyết tấn công không phải là không có khả năng, nhưng mà nhất định sẽ phát sinh ra đại chiến sinh tử, nếu như chọc tới thế lực sau lưng của Vô Hà công tử, đó chính là làm cho gia tộc gây thù chuốc oán với nhiều người, vì một tên Phong Phi Vân, thực sự là không có lời. Đệ bát trưởng lão cân nhắc trong chốc lát, phân tích lợi hại liên quan tới trong đó, liền chậm rãi thối lui, biến mất ở trong màn đêm. Ầm. Trên bầu trời vang lên một tiếng sấm rền vang, tiếp đó chính là vô số tia chớp đan vào nhau, rồi một trận mưa to đột nhiên đáp xuống. Trận mưa này thực sự là rất lớn, mưa ào ào như chút nước, gió rét gào thét, sấm sét đan xen, khiến cho cả Tử Tiêu phủ thành đều rơi vào trong màn mưa. Ầm ầm. Một tiếng sấm sét tựa như đồi núi bị đổ sụp, mấy đứa tiểu hài tử đứng dưới mái hiên xem mưa cũng cả kinh nên rụt cổ một cái, tiếp theo chính là ánh chớp màu trắng lóe mắt cắt đứt trường không, giống như một chuôi thiên đao đem cả thế giới chém thành hai khúc. Đây chính là thiên uy, nếu như bị lôi điện như vậy bổ chúng, cho dù là một vị trưởng lão tu tiên oai phong một cõi, sợ là cũng lập tức hóa thành cho bụi. Mà đang ở trong một đêm mưa thế này, một tin tức kinh thiên động địa truyền khắp Tử Tiêu phủ thành, vô số đại gia tộc và đại tiên môn đều triệu tập cường giả, cho đòi mở cuộc họp khẩn cấp, rất nhanh liền có rất nhiều cao thủ tu tiên, cưỡi thiết kỵ kỵ binh trùng trùng điệp điệp vội vàng đi ra khỏi cửa chính của phủ thành, hướng về phương xa chạy đi. Cái này đã định trước không phải là một đêm yên ổn rồi, có trận chiến vô danh xảy ra, làm vỡ nát một mảng lớn nội thành, lúc đội vệ binh của phủ thành đi tới, nơi đó chỉ còn lại những mảng tiên huyết đầy đất, huyết thủy cùng với nước mưa trộn lẫn vào nhau, cuối cùng là hoàn toàn bị cuốn đi mất. Chuyện Phong gia truy sát kẻ phản đồ cũng không có bị bỏ quên, khắp cái đại môn trong Tử Tiêu phủ thành đều bị bao vây, có cao thủ trấn thủ, Phong Phi Vân có chạy đằng trời cũng không thoát. Ầm ầm ầm, tiếng sấm vẫn còn đang gầm thét. Hạt mưa lớn chừng như ngón tay cái của con người vậy, rơi ở trên mái ngói Phật tháp nghìn năm, phát ra tiếng lộp bộp tí tách, thế nhân không cách nào yên tĩnh. Phong Phi Vân lần này là từ cửa chính đi vào Phật tháp. Cảm thấy bố cục đến nơi này cùng với bố cục của Phật Tháp Thương Sinh Tự có phần giống nhau, nhưng cũng có những chỗ khác nhau, mang theo phong tình dị vực. Trên vách tường loang lổ tràn đầy mạng nhện, có nơi bởi vì bị rỉ nước nên bị nước mưa xâm nhập làm cho ẩm ướt, phát ra mùi ẩm mốc. Men theo một cái cầu thang bằng gỗ uốn khúc đi lên, từng bước một cứ như đi vào trong bóng tối vô biên. Nhưng mà lần này lại chõ chỗ khác nhau. Chín tờ thương sinh động phù mà Phong Phi Vân nắm trong tay bắt đầu toát ra ánh sáng rực rỡ, nhẹ nhàng từ trong bàn tay bay lên, chín tờ giấy giống như những ngọn linh đăng chiếu sáng ở giữa không trung, rọi sáng con đường phía trước. Có chín tờ thương sinh động phù này soi sáng, đem những trận vân trên mặt đất và trong không khí đều được rọi sáng nên có thể thấy rõ ràng, Phong Phi Vân có thể tránh qua mê trận, từng bước đi vào trong trung tâm của Phật Tháp. Món Phật y kia vẫn nằm ở trong cái khay ở giữa tòa Phật Tháp. Phật y có màu xanh xám cho, vừa cổ lỗ sĩ mà lại bình thường, phía trên không mang theo bất cứ linh tính nào, ngay cả vải vóc sử dụng cũng là loại vải bông mỏng bình thường nhất. Trên Phật y có thêu một bụi hoa bỉ ngạn, viền hoa có dòng chữ nhỏ, hoa bỉ ngạn, 1000 năm mới nở, 1000 năm mới tàn, hoa lá vĩnh viễn không gặp nhau, tình không vì nhân quả, duyên đã định sinh tử. Thành ngữ của hoa bỉ ngạn nhiều thần thương. Thấy được dòng chữ nhỏ này khiến cho người ta không khỏi sinh ra một phần bi thương. Năm đó trụ trì của Thương Sinh Tự cũng bởi vì yêu một nữ nhân, đem bản thân nhốt vào trong tòa Phật tháp đen nhánh một màu mực, cả ngày niệm Phật tĩnh tâm, muốn quên đi một người mà đã đinh trước là không thể nào ở cùng nhau. Nhưng mà cho dù Phật pháp của hắn uyên thâm thế nào, cũng không ngăn được tâm ma quấy phá, sau khi biết tin vị nữ tử kia chết, hắn vẫn cởi bỏ Phật y, cầm đồ đao lên. Lấy tính mạng của hơn 1000 tăng nhân của cả Thương Sinh Tự, vậy mà cũng chỉ để đổi cho vị nữ tử kia có một chút sinh cơ, cuối cùng ngay cả bản thân mình hắn cũng đem đi luyện hóa. Đây chính là chân lý của hoa bỉ ngạn, lúc lá mọc dài ra, hoa còn chưa nở, chỉ có lúc lá rơi xuống ở trong bùn đất, biến thành phân, lấy tính mạng làm đại giá thì mới có thể làm chất dinh dưỡng cung cấp cho hoa, làm cho hoa trở nên nở rộ. Lúc đó trụ trì của Thương Sinh Tự ngồi chờ ở đây với tâm tình phức tạp, thống khổ, quả thực không phải là người bình thường có thể lý giải. Phong Phi Vân thở dài thật sâu, ánh mắt chăm chú vào trên bàn tay bạch cốt âm u tịch mịch kia, bàn tay đã sớm bị chặt đứt, giữa ngón tay hình như vẫn còn nắm lại thứ gì đó.
Người nào có thể đem cánh tay của một vị trụ trì cường giả như vậy của Thương Sinh tự chặt xuống được chứ, trong bàn tay này lại nắm vậy gì đây? Phong Phi Vân vẫn là không lý giải được, một người có thể nghịch chuyển cả thiên mệnh, ở vương triều thần tấn xem như là một người có cấp bậc cao cấp nhất, còn người nào có thể đem tay của hắn chặt xuống được chứ? Đúng rồi, lúc đó e rằng tinh thần của trụ trì đã lâm vào trong gút mắc cực độ, thần chí cũng bắt đầu mơ hồ, lúc này hắn mới cần phải chặt đứt cánh tay của mình, cố gắng làm cho bản thân thanh tỉnh, chỉ tiếc là cuối cùng lại là việc sắp thành lại bị hỏng. Một người có thể làm cho vị cao tăng của Phật môn si tình như vậy, sinh lòng yêu thương như vậy, mê tình nữ tử như vậy. Cô gái này tuyệt đối là một vị nữ tử hiếm thấy có một không hai trên trần gian. Phong Phi Vân không đợi lâu nữa, muốn trực tiếp đem 9 tờ thương sinh động phù đánh vào trên Phật y, sau đó mặc Phật y vào rời đi, nhưng mà... Bá! Phật y vốn đang nằm trên chiếc khay trên mặt đất vậy mà lại đứng lên, giống như đột nhiên lại biến thành một người, xoay người lại, đối mặt với Phong Phi Vân. Tuy là trong Phật y trống rỗng, chỉ có nơi ống tay áo có một bàn tay bạch cốt, nhưng mà dù sao thì Phong Phi Vân vẫn cảm thấy rằng nó là một vật còn sống, trong y phục dường như cất giấu một người, hắn đang dùng ánh mắt nhìn mình chằm chằm. Đừng làm tổn thương nàng, ta đáng chết, nàng nên sống sót. Một thanh âm già nua lâu đời từ trong Phật y truyền tới, đây không phải là ma quỷ đang nói chuyện mà là một cổ ý chí bất diệt, một người bởi vì nhớ mãi không quên mà còn để lưu lại viễn cổ hồi âm. Cái này mặc dù chỉ là một câu nói thật đơn giản nhưng mà tình cảm ẩn chứa trong đó lại làm cho người ta không kiềm được mà rơi lệ, cái này lại đại diện cho một vị cao tăng của Phật môn hơn 1000 năm trước, đang khẩn cầu một tiểu bối hơn 1000 năm sau. Đây là lời nói sau cùng của một người chết, tràn đầy bi thương và bất chấp đạo lý. Ta đáng chết, nên còn sống sót. Trong tai của Phong Phi Vân không ngừng quanh quẩn những lời này, hoặc là cũng bởi vì những lời này mà Phật y kia mới không có ngã xuống, đang kiên trì hơn 1000 năm, rốt cuộc thì Phong Phi Vân đã tới, phát ra lời giao phó hấp hối sau cùng với hắn. Lời giao phó cách nhau hơn 1800 năm. Đây là lời giao phó khiến cho người ta khổ sở dường nào đây? Dầm. Phật y cuối cùng vẫn không cách nào kiên trì đứng thẳng được nữa, mềm nhũn rũ xuống ở trên mặt đất, tạo ra một mảng khói bụi. Mà cánh tay bạch cốt âm u tính mịch kia cũng mất đi tinh khí sau cùng, rơi xuống đất, biến thành bột cốt đầy đất, ở giữa bột cốt có một chút tinh mang màu xanh biếc bắn ra, hết sức chói mắt. Một viên Phật châu lớn như quả nhãn vậy, toàn thân xanh biếc, phía trên có 9 lỗ nhỏ lớn như 9 lỗ kim, quang mang cũng là từ trong 9 lỗ nhỏ kia mà bắn ra. Phong Phi Vân đem Phật châu thu vào trong tay, sau khi chạm tay vào thì liền cảm nhận được sự lạnh buốt, vẫn là từ trong lòng bàn tay lạnh đến tận trong xương tủy, sau đó truyền vào sau ót, khiến cho đại não của con người trở nên yên tĩnh, không hề điên cuồng nữa. Trong tai loáng thoáng có Phật âm truyền tới, giống như là có vô số cao tăng Phật môn đang vì ngươi mà giảng thiệt, Phong Phi Vân có thể khẳng định rằng một khi nắm viên Phật châu này ở trong tay tu luyện, thì tuyệt đối không thể nào phát sinh ra chuyện tẩu hỏa nhập ma. Phật châu phỉ thúy thật là lợi hại, cũng không biết là bên trong ẩn chứa đạo tắc Phật môn của cao tăng Phật môn bao nhiêu đời nữa, nhất định chính là một món thánh vật của Phật môn. Trong khoảng thời gian này tu vi của ta tăng lên quá nhanh, dẫn đến căn cơ bất ổn, tiên căn không ngưng tụ, nhưng mà ta chỉ cần cầm nó ở trong tay trong tích tắc thì linh khí trong cơ thể trong nháy mắt liền khôi phục lại bình thường, ngay cả tiên căn cũng càng trở nên thuần khiết, phát ra sinh sơ bừng bừng, tựa như lại đột phá lần nữa như mấy ngày qua. Phong Phi Vân cảm thấy năng lượng thần bí của phỉ thúy Phật Châu không những chỉ có vậy, hắn dùng hai ngón tay nắm lấy Phật Châu, hướng về trong những cái lỗ nhỏ xí kia nhìn vào, chỉ thấy trong 9 cái lỗ lớn nhỏ này tràn đầy hào quang, bên trong giống như sa mạc Gobi vô ngần, có từng tòa Phật tượng tỏa ra hào quang ở bên trong, mang theo kim mang nhàn nhạt. Trong phỉ thúy Phật Châu dường như tự thành một thế giới khác, nơi đó vô cùng thần bí, Phong Phi Vân bởi vì tu vi quá thấp, chỉ có thể nhìn lén thấy một góc sơ khai thì liền bị một lực lượng vô hình cản lại. Phải đến lúc rời đi rồi, bây giờ Kính Hoàn Sơn sợ là đã bị các thế lực lớn bao vây lại, vô số cường giả sợ là cũng đã chạy tới. Phong Phi Vân đem 9 tờ thương sinh động phù dán vào bên trong lớp vải lót của Nạp Lan Phật Y, đem Nạp Lan Phật Y mặc vào người, cũng không có cảm giác được có cảm giác kỳ dị gì, nhưng mà cảm thấy cái Phật Y này thoải mái mềm mại cực kỳ, ngay cả thân thể của hắn cũng giống như trở nên nhẹ hơn vậy. Ác, làm sao lại bay lên?
Phong Phi Vân cảm thấy cơ thể bị một cổ lực lượng vô hình nào đó thôi động làm cho hướng vào trong bóng kia mà bay tới, đụng vào một tầng lớp cực mỏng mềm mại, chợt cảm thấy trên người mình ướt nhẹp, có vô số tiếng sấm vang lên ở bên tai. Phốc! Phong Phi Vân lại một lần nữa lọt tỏm vào trong sông Hộ Thành mênh mông như biển của Tử Tiêu Phủ Thành, cũng giống y hệt lần trước, vẫn không giải thích được tại sao, tựa như lại gặp cảnh ngộ xúc địa thành thốn, linh thông chỉ xích thiên lý kỳ ảo. Nhìn dặm gần trong gang tấc. Nếu đã ra khỏi Tử Tiêu Phủ Thành, trốn khỏi con đường mà các cường giả Phong gia vây quanh thì cũng được coi như là chạy thoát khỏi cái chết, từ nay trời cao đất rộng, muốn vây chân hắn cũng không dễ dàng gì. Khi hắn từ trong sông Hộ Thành bò dậy, trên màn trời vẫn còn mưa to chút xuống, sắc trời vẫn đen kịt, nhìn không thấy ngõ năm ngón tay. Đêm mưa lạnh rét, thiên địa tựa hồ như bị bao phủ trong màn lụa bằng sắt. Đi vội ở trong mưa đêm, đem bùn lầy trên đất tạo thành những dấu chân thật sâu, phía trước là một màu đen chạy dọc vô hạn, chỉ có thể nghe được thanh âm của những cổ xe kỵ binh đang đi vội. Trên bầu trời có tiếng một con chim lành lót. Một cái bóng đen to lớn bay qua trên đỉnh đầu, có người cưỡi phi cầm cự đại, đang đi vội ở trên bầu trời, hướng chạy tới chính là hướng của Kính Hoàn Sơn. Phong Phi Vân đứng ở trên một tòa ải sơn, nhìn từng đợt tu sĩ đang từ trong Tử Tiêu Phủ Thành đi ra, mỗi một đợt đều là những người tinh anh trong tinh anh, có cường giả trấn thủ tuyệt đỉnh ở trong đó. Xem ra bí văn của Kính Hoàn Sơn đã truyền khắp Tử Tiêu Phủ Thành rồi, những thế lực lớn đều bị kinh động. Tử Tiêu Phủ Thành chính là trung tâm của Nam Thái Phủ, loại thế lực lớn cấp bậc nhất lưu như Phong gia ở Tử Tiêu Phủ Thành có nhiều hơn năm, chiếm hơn một nửa của cả Nam Thái Phủ. Những thế lực lớn một khi bị kinh động, cũng chính là cả Nam Thái Phủ đều phải rung chuyển, không có người có thể ngoại lệ. Phong Phi Vân mặc nạp lan Phật y, một tay cầm phỉ thúy Phật châu, một tay cầm vô địch thiền trượng, trên ngón tay mang theo miểu quỷ ban chỉ, toàn thân từ trên xuống dưới đều là báu vật, bây giờ hắn cảm thấy cả người hắn đều là tinh khí, dù cho một mình đấu với một thế lực lớn thì cũng không phải là không dám. Một đội xe đồng từ trên cổ đạo đi qua, 9 chiếc xe đồng được thần lộc kéo đi, lao nhanh trên bầu trời, hướng về nơi xa bay đi. Trên xe đồng có dựng đại kỳ có chữ Phong gia, dẫn đầu chính là đệ bát trưởng lão của Phong gia, còn có mấy vị cường giả tuyệt đỉnh của Phong gia. Phong Phi Vân đứng ở trên ải sơn cách đó không xa, hai tay tạo thành quả đấm, rất muốn xông tới chặn đầu xe giết người, nhưng mà lý trí lại nói cho hắn biết, bây giờ không phải là lúc kích động, trong một đội cổ xe đồng này cất giấu sát khí to lớn, rất có thể có cường giả cấp bậc cự kình ngồi ở bên trong. Xông lên chỉ là tự chui đầu vào lưới. 9 chiếc xe đồng dần dần đi xa, cuối cùng biến thành 9 điểm màu đen nhỏ xíu, dần dần cũng biến mất hẳn ở cuối chân trời. Phong Phi Vân không dừng lại nữa, trực tiếp lao xuống ảo sơn, đi theo chiếc xe đồng ở phía sau, hướng về phía Kính Hoàn Sơn chạy tới. Mưa vẫn không dừng, nhưng mà sắc trời cũng dần dần sáng lên. Lúc sáng sớm vừa đến cũng là lúc ngọn núi to lớn từ từ hiện ra ở đằng xa, nằm ngang ở trong màn mưa. Đã đến Kính Hoàn Sơn, rất xa nhưng cũng có thể thấy được hào quang từ trong núi phóng ra, còn có mấy đạo khí tức cự kình cực lớn phát ra, khiến cho người ta cảm thấy áp lực vô cùng. Mưa to ướt đẫm quần áo, thấm ướt nhân tâm, khách nhân hà cớ gì không dừng lại uống chén trà nóng. Thanh âm của một lão giả vang lên ở bên tai của Phong Phi Vân. Lúc này Phong Phi Vân mới phát hiện, ở sâu trong rừng cây phong kia có một ngôi nhà gỗ của người khác, một mặt của lá cờ màu xanh cắm ở trên đỉnh của ngôi nhà gỗ, in chữ trà. Chỉ là bởi vì trời mưa thực sự quá lớn, hơi nước cũng thực sự quá nặng cho nên vừa rồi hắn mới không có chú ý đến ở nơi này còn có một quán trà. Lúc này hắn cũng đang bám theo 9 chiếc xe đồng của Phong gia, hiển nhiên không có tâm tư ngồi xuống uống trà. Nhưng mà sau khi hắn nghe rõ thanh âm của lão giả kia thì sắc mặt cũng mừng rõ, liền quay đầu lại, chỉ thấy lão giả kia đứng ở trong màn mưa đang mỉm cười nhìn hắn. Lưu! Phong Phi Vân không nhịn được kêu lên, nhưng lại vội vàng câm miệng, nghênh đón, kích động đón. Lưu gia gia, tại sao ngươi lại ở chỗ này? Lão hiển này lại chính là lão quản gia của nhà mẫu thân Phong Phi Vân, Lưu quản gia. Lưu quản gia không phải là cần phải ở Linh Châu Thành sao? Làm sao lại tới nơi này, hình như đặc biệt ở nơi này chờ hắn. Lão nô hiển nhiên là đặc biệt tới tìm thiếu gia cậu rồi, ta đã ở nơi này chờ cậu 2 ngày rồi. Lão quản gia đưa tay ra dẫn Phong Phi Vân đi vào trong ngôi nhà gỗ ở trong rừng phong, nơi này chính là nơi hắn chiếm cứ để nương thân, cũng là cách để che giấu tai mắt người khác.
Lão quản gia đem một bầu trà nóng hổi lên, rót cho Phong Phi Vân một ly đầy. Khói trà bốc lên, sau khi uống vào trong bụng liền cảm thấy toàn thân cũng dần ấm lên. Phong Phi Vân đặt chén trà xuống, nói. Lưu Gia Gia, phụ thân ta hiện giờ ở nơi nào, có biết là chấp pháp đường của Phong Gia đã cử rất nhiều cường giả đi đến chế tài phụ thân hay không? Lưu quản gia cười nói. Lão gia ông ấy đã rời khỏi Linh Châu Thành rồi, người của chấp pháp đường Phong Gia tìm không được ông ấy đâu. Phụ thân đi nơi nào? Trong lòng Phong Phi Vân an tâm hơn một chút. Ông ấy bây giờ sợ là đã đến Ngọc Lâu Quan, cửa ải cửa khẩu Ngọc Lâu. Lưu quản gia nhẹ giọng thở dài, nói. Thiếu gia, cậu bây giờ cũng coi như đã trưởng thành, tu vi cũng có thể một mình chống với một phương. Lão gia đã có thể yên tâm đi làm chuyện mà ngày trước ông ấy nên làm, con đường đi tiếp, chính là tự bản thân cậu rồi. Ngọc Lâu Quan chính là một trong 18 biên ải của Vương Triều Thần Tấn, ra Ngọc Lâu Quan, đó chính là ra khỏi Vương Triều Thần Tấn, lần này là phụ thân muốn đi đến nơi nào, lại muốn làm chuyện gì đây? Phong Phi Vân suy đoán điều này dám chắc là có liên quan tới vị mẫu thân mà hắn chưa từng gặp mặt, trong này nhất định có điều ẩn tình gì đó. Lưu Gia Gia, người cũng phải đi sao? Phong Phi Vân đột nhiên ngẩng đầu lên, nghe được ý muốn rời đi trong câu nói của Lưu quản gia. Ta hiển nhiên cũng cần phải đi, sở đi tới đây gặp cậu một lần cuối cũng là có một vài thứ muốn dặn dò ngươi. Trong lòng Lưu quản gia cũng có chút không muốn, dù sao thì hắn cũng là người nhìn Phong Phi Vân lớn lên, cũng xem hắn như đứa cháu trai ruột thịt của mình vậy. Lão nhân lại rót thêm một chén trà nóng đưa cho Phong Phi Vân, từ từ nói. Mẫu thân của cậu lúc còn sống từng để lại một món thánh y, cư cửu quái bào, vốn là định để lại di vật cho cậu, nhưng mà lại bị đứa nghịch tử Phong Tùy Vũ kia đánh cắp. Lão gia sau khi biết được chuyện này thì liền biết được sẽ xảy ra đại sự, vì vậy đặc biệt phái ta tới đây đánh chết Phong Tùy Vũ, đoạt lại cư cửu quái bào, không ngờ tới vẫn là đã muộn một bước. Phong Tùy Vũ đã chết ở trong tay của con rồi. Phong Phi Vân lại nói. Mẫu thân con thật đã chết rồi sao? Mẫu thân rốt cuộc có phải là yêu ma hay không? Phong Phi Vân thật ra đối với yêu ma cũng không có thành kiến, dù sao đời trước hắn cũng chính là một đời đại yêu, cho dù mẫu thân hắn thực sự là yêu tộc một phương, hắn cũng chẳng may may quan tâm, hắn chỉ quan tâm mẫu thân hắn còn sống hay không. Lưu quản gia chính là theo mẫu thân hắn cùng xuất giá rồi lại làm lão quản gia, khẳng định là đối với nguồn gốc của mẫu thân hiểu rất rõ ràng. Đôi mắt già nua của Lưu quản gia nhìn về phương xa, tựa như đang suy tư điều gì, một lát sau mới nói. Mẫu phân người là nhân vật bực nào chứ, đã sớm trải qua 4 đại kiếp, làm sao có thể dễ dàng chết như vậy chứ? Tứ đại kiếp. Phong Phi Vân chấn động trong lòng cực lớn. Lưu quản gia cho rằng tuổi Phong Phi Vân còn quá nhỏ, căn bản không biết cái gì gọi là tứ đại kiếp, nhưng lại không biết kiến thức của Phong Phi Vân cực kỳ rộng lớn, vừa nghe đến tứ đại kiếp thì trong nháy mắt cũng đã bị khiếp sợ. Đây thực sự không phải là đại nhân vật tầm thường, trong lòng Phong Phi Vân sôi trào lên, giống như bị thần lôi bổ vào trên đỉnh đầu, nhân vật cấp bậc tứ đại kiếp, cho dù là hắn ở kiếp trước cũng biết được mấy người như vậy nhưng cũng chưa bao giờ gặp mặt. Mẫu thân người bây giờ rốt cuộc ở nơi nào? Người rốt cuộc là ai? Phong Phi Vân liền vội hỏi. Những thứ này bây giờ còn chưa thể nói cho người biết, bây giờ chuyện cần làm đầu tiên của người chính là đem món cư cửu quái bảo lấy lại. Đồ vật kia vốn là thứ thuộc về người. Lưu quản gia nói thành khẩn. Trong thân thể của người chảy xuôi một nửa huyết dịch loài người, một nửa huyết dịch yêu ma, ở trên đường tu luyện sau này sẽ có một lần gặp đại kiếp, chỉ có cư cửu quái bảo mới có thể giúp người trải qua được một kiếp khó khăn này. Phong Phi Vân nói. Lần đại kiếp này bao giờ mới đến? Lúc máu yêu ma trong thân thể người thức tỉnh, lực lượng và nguy cơ sẽ cùng nhau gia tăng ở trên người của người. Nếu không phải có thể trấn áp được mối nguy cơ kia, người sẽ chết thảm ở trên con đường tu đạo, biến thành một tử thi mục nát. Lưu quản gia hiển nhiên là còn có chuyện quan trọng muốn làm, sau khi thông báo mấy thứ này, cũng đã rời khỏi quán trà, sau đó biến mất ở trong màn mưa. Phi Vân, con đường sau này ở dưới chân của người, đi như thế nào, đây cũng là do một ý niệm của người. Lưu quản gia đi xa hoàn toàn, thanh âm càng lúc càng trở nên mờ ảo, cuối cùng đã hoàn toàn biến mất. Phong Phi Vân ngồi chờ trong phòng của quán trà, suy nghĩ trong lòng phức tạp, mẫu thân rốt cuộc là ai, vậy mà lại vượt qua được tứ đại kiếp. Người tại sao lại để lại cư cửu quái bào, chẳng lẽ người đã sớm dự liệu được tương lai hắn tất có một kiếp,
đang lúc trên đường sinh tử nhưng mà người biết lại có một đại kiếp như vậy, tại sao người lại phải bất chấp rời đi, biến mất ở trong thiên địa? Cưu cửu quái bào, yêu ma chiến y. Làm sao mới có thể từ trong tay lão tổ của Phong gia đoạt lại được, xem ra chỉ có thể nỗ lực tu luyện, ngoại trừ thực lực tuyệt đối thì không có bất cứ biện pháp nào khác. Gió rét gào rít, sấm chớp, trận mưa càng lúc càng lớn. Hoang sơn dã lĩnh, một mình uống trà, người lại quá nhàn rỗi rồi. Ngoài cửa đi tới một người tuyệt sắc giai nhân, tay ôm đàn tỳ bà che nửa mặt. Không phải là Đông Phương Kính Nguyệt thì là ai? Nàng mặc bạch y la sam đi ở trong màn mưa nhưng lại không bị thấm ướt, chiếc khăn che mặt màu trắng trên mặt có thêu con tiểu hồ điệp màu xanh nhạt, trông rất là sinh động, giống như đang bay lượn trong màn mưa vậy. Nàng đã đi vào rồi, trên người rõ mang theo một mùi thơm tao nhã thanh mát, đôi mắt đang ngậm cười nhìn chằm chằm Phong Phi Vân, giống như là muốn câu dẫn Phong Phi Vân vậy. Ánh mắt của nàng hiển nhiên có thể hốt hồn được, đừng nói là ánh mắt của nàng, cho dù chỉ là một ngón tay bạch ngọc của nàng thì đã có thể dễ dàng hút hồn những nam nhân khác rồi, nhưng mà nàng lại không có hút hồn được Phong Phi Vân. Ở nơi hoang sơn dã lĩnh này cũng có thể gặp được ngươi, ta cũng không biết nên nói là chúng ta có duyên hay là nên nói ta rất là xúi quẩy nữa. Những người khác nếu như ở dưới điều kiện ngày lành tháng tốt thế này mà vô tình gặp được tuyệt sắc giai nhân, dĩ nhiên là sẽ mừng ngỡ ra mặt, nhưng mà Phong Phi Vân thì lại không ngừng than vãn, thậm chí thiếu chút nữa đã trực tiếp đánh vỡ cửa sổ mà bỏ chạy. Một mình trong quán nghe mưa gió, có phần rất là thê lương. Phong công tử, có thể nguyện ý nghe thiếp khẩy một bản Vũ Trung Miên không? Đông Phương Kính Nguyệt ngồi ở bên cạnh song cửa sổ cổ kính, dùng cành trúc đem cửa sổ chống lên, chỉ thấy ngoài cửa sổ là màu cỏ tươi xanh biếc đang chập chờn trong mưa gió, hạt mưa rơi vào trên giấy trên khung cửa sổ tạo ra một giọt mưa bụi. Bạch Y cùng với đàn tỳ bà màu đỏ, ngồi một mình bên cạnh song cửa sổ. Nàng lúc này giống như một bức họa, Phong Phi Vân đã nhìn ngây dại, ánh mắt nhìn thẳng, giống như lại đem nàng xem như là Thủy Nguyệt Đình, đó cũng là lần đầu tiên gặp mặt Thủy Nguyệt Đình. Khi đó cũng là giai nhân như tranh vẽ, khiến cho người ra say đắm trong mộng cảnh. Ngoài cửa sổ tiếng mưa rơi lã chả, hơi nước mênh mang mịt mù. Trong sơn lĩnh phong lâm, tiếng tỳ bà duy mỹ động lòng người, giống như tiên âm thần khúc. Đông Phương Kính Nguyệt dựa ở trước cửa sổ, tay ôm đàn ỳ bà màu đỏ, ngón tay mảnh khảnh thật nhanh nhún nhảy ở trên dây đàn, đem một khúc Vũ Trung Diện tấu lên làm cho lòng người say đắm. Dạ Ninh Trần Yên nhíu loạn, hàm nguyên đoản thì, cánh thị phong sương nguyệt hạ. Đạc bộ dư, tinh quang thiền đảm, hữu đàm hoa u địa, bắc kha trường từ. Thanh thích tốc tốc, lâm hương vi, hoa điểu vô ngữ, y vô miên. Đêm khuya yên tĩnh bụi khói bay loạn, giấc ngủ ngon chợt tỉnh, lại là sương gió dưới ánh trăng. Bước đi thong thả, tinh quang nhợt nhạt, có hoa quỳnh nơi vắng vẻ, bắc kha trường từ. Từng giọt trong suốt tuôn rơi, mưa dầm thơm mát, hoa điểu không nói gì, hắn vẫn chưa chợp mắt. Tiếng tỳ bà thật hay, mà tiếng hát của nàng lại càng hay hơn. Đôi mắt Phong Phi Vân càng trở nên mơ mơ màng màng, con người đen nhánh thâm thúy cũng càng lúc càng trở nên ảm đạm, suy nghĩ càng trở nên nặng nề, dần dần giống như muốn ngủ say ở nơi này trong tiếng hát. Vũ Trung Miên hình như chính là thôi miên ý chí của con người. Đông Phương Kính Nguyệt vừa nhẹ giọng ca hát, vừa nhìn chăm chú vào Phong Phi Vân đang dần dần hôn mê, đôi mắt xinh đẹp mê ly mỉm cười tựa như hai vầng trăng khuyết. Nhưng mà đang lúc nàng cảm thấy việc lớn đã thành, trong màn mưa chợt truyền tới một hồi tiếng tiêu rằng rặc, có một chân tiếng xé gió truyền tới, người tới đây không ít, mỗi người đều là cao thủ, đặc biệt là người thổi tiêu kia lại càng tuyệt vời, tu vi thâm bất khả trắc. Tiếng tỳ bà loạn một cái, Phong Phi Vân dùng mình một cái, đột nhiên tỉnh táo lại, trong lòng hô to nguy hiểm. Vừa rồi nếu như thật sự bị tiếng tỳ bà của Đông Phương Kính Nguyệt thôi miên thì chẳng phải mặc cho nàng ta ức hiếp sao? Phong Phi Vân không khống chế được mà ôm lấy thân mình, ánh mắt bất thiện nhìn sang Đông Phương Kính Nguyệt, nếu như bị bà nương chết bầm này thừa dịp hắn ngủ say mà làm chuyện thất lễ với hắn thì sẽ thua lỗ lớn lắm. Kính Hoàn Sơn quả nhiên là nhân kiệt địa linh, đất thiêng mới có nhân tài, lại đang ở nơi sâu trong rừng cây phong này lại có tiếng tỳ bà tuyệt diệu như vậy. Bổn công tử đoán không lầm thì bên trong nhất định có một vị tuyệt đại giai nhân. Trên đỉnh đầu cố kiệu là vân la màu trắng, đang từ trong màn mưa đi tới, phía dưới lót mây mù, phía trên là hoa vũ màu sắc rực rỡ lay động theo chiều gió, tiếng tiêu trong kiệu không dứt, càng thêm mấy phần thần bí. Vân la trên đỉnh đầu cổ kiệu cũng không có rơi xuống, cũng đã được bốn thiếu nữ tuyệt sắc nâng lên,
đứng ở bên ngoài một ốc trà lâu. Người trong kiệu có tu vi cao phi thường, phóng xuất ra một cổ linh lực, bao lại cả vùng không gian trong vòng mấy trượng, cho dù mưa gió cũng không thấm vào được chút nào. Thanh âm này. Phong Phi Vân cảm thấy thanh âm của người này rất là quen thuộc, vì vậy hơi ghé mắt nhìn ra bên ngoài, chỉ thấy trong mưa gió vốn cũng không phải là chỉ có cổ kiệu có Đính Vân La và bốn người nữ tử xinh đẹp, xa hơn nơi đó còn có vô số bóng hình xinh đẹp dịu dàng, mỗi người đều là tuổi trẻ có tướng mạo tuyệt sắc, giống như là một rừng hoa nở rộ trong mưa, rất là vui tai vui mắt. Có thể cùng lúc khiến cho nhiều nữ tử như vậy đi theo, thiên hạ cũng chỉ có một người như vậy. Vô Hà công tử. Đông Phương Kính Nguyệt hiển nhiên là rất không vui, dù sao thì vừa rồi nàng thiếu chút xíu nữa là đã thành công làm cho Phong Phi Vân bị thôi miên, có trời mới biết nửa đường lại xuất hiện một Vô Hà công tử, đây rốt cuộc là tên thần kinh từ nơi nào xuất hiện chứ? Tiếng tỳ bà vừa rồi chính là tiếng nhạc hay nhất là bình sinh tại hạ được nghe qua, cho dù là quốc thủ im hơi lặng tiếng, sợ là cũng không nhất định có thể cùng tranh cao thấp với cô nương. Tô Quân có hậu lễ đưa lên. Chỉ nguyện cậy cô nương một ngày đẹp trời cùng nhau đàm luận âm luật. Tay của Vô Hà công tử từ trong cổ kiệu đưa ra, hơi vẫy một cái, một nữ tử thanh tao nhã lệ liền bưng một cái khay thuần ngân, đi vào một ốc trà lâu, đem hậu lễ đặt ở trước mặt của Đông Phương Kính Nguyệt. Vô Hà công tử có thể có được nhiều kỳ nữ đi theo như vậy, nhất định là một người cực kỳ hiểu tâm tư nữ nhân, ra tay nhất định không phải là vật bình thường, chỉ có thể làm cho Đông Phương Kính Nguyệt không cách từ cự tuyệt. Chỉ cần hắn có thể một mình ở lại bên cạnh Đông Phương Kính Nguyệt một ngày một đêm, như vậy thì hắn có thể nắm chắc 10 phần khiến cho Đông Phương Kính Nguyệt một lòng một dạ thích hắn. Hắn rất có tự tin trong việc này, bởi vì hắn chính là Vô Hà công tử, hoàn mỹ không tì vết. Trong cái khay thuần ngân kia chính là một quyển trúc giản cổ lão, phía trên ghi chú khúc danh bất sát giả quy nhân. Trúc giản hết sức cổ lão, mờ nhạt mà cổ xưa, có nơi còn bị côn trùng cắn để lại vết. Lưu lại những lỗ tròn nho nhỏ, đại diện cho thời gian lâu đời, chừng mấy trăm năm lịch sử. Bất sát giả quy nhân, đây chẳng phải là quyển linh khúc thiên nhạc phủ mà thần linh cung đánh mất từ 500 năm trước, là một trong tam đại thiên nhạc phủ trấn phủ tiên nhạc sao? Đôi mày thanh tú của Đông Phương Kính Nguyệt hơi nhíu lại, trong lòng có chút kinh ngạc. Nàng đúng là hậu duệ quý tộc của gia tộc Ngân Câu, trong thiên hạ có tài bảo gì mà không có được. Nàng vốn vẫn không quan tâm đến trọng lễ mà Tô Quân đưa tới, nhưng mà sau khi thấy đúng là khúc phổ bất sát giả quy nhân thì cũng khó có thể kiềm chế vui sướng trong lòng. Bên ngoài lại truyền tới thanh âm của Vô Hà công tử. Từ trong tiếng tỳ bà vừa nãy của cô nương, tại hạ mơ hồ nghe được trong đó có vận luật thiên nhạc phủ của thần linh cung, cô nương có lẽ đã từng ở thần linh cung bái sư học nghệ qua, hơn nữa tu vi lại không thấp, tại hạ cũng có thể nói sai. Trong mỹ ngâu của Đông Phương Kính Nguyệt lại sinh ra mấy phần kinh ngạc, người này vậy mà cao minh như thế, nói. Các hạ nói không sai. Vậy thì thật sự quá tốt, khúc phổ bất sát giả quy nhân này chính là tại hạ tình cờ lấy được trong tay tiền bối, bây giờ coi như là vật quy nguyên chủ. Vô Hà công tử nói sang sảng. Vô Hà công tử không hổ là một hoa tùng cao thủ, lúc trước đã nói nếu như Đông Phương Kính Nguyệt nhận lấy hậu lễ của hắn thì sẽ bồi hắn một ngày một đêm. Nghiên cứu và thảo luận âm luật, mà bây giờ lại lấy danh nghĩa vật quy nguyên chủ, đem món trọng bảo kia giao vào trong tay Đông Phương Kính Nguyệt, muốn dẫn nàng mắc câu. Đông Phương Kính Nguyệt nếu như nhận lấy, cho dù là vật quy nguyên chủ, nhưng cũng đồng thời đáp ứng Vô Hà công tử, phải bồi hắn một ngày đêm. Nếu không nhận lấy, đây chính là khúc phổ tuyệt thế, càng là bí quyết chí cao trong tu tiên giới, quả thực khiến cho người ta không đành lòng buông tay. Bành! Phong Phi Vân liền huy động vô địch thiền trưởng, bất ngờ đập tới trước, đem chiếc khay bạc đánh thành nhiều mảnh bạc, mà khúc phổ trúc giản trong chiếc khay bạc lại càng bị đánh cho trở thành trúc phấn đầy đất. Như thế thì một quyển khúc phổ tuyệt thế, tam đại trấn phủ tiên khúc của thiên nhạc phủ, bây giờ coi như là hoàn toàn tuyệt thế. Một màn này làm cho Đông Phương Kính Nguyệt cũng phải sửng sốt, tên khốn Phong Phi Vân này điên rồi phải không, thần vật như vậy lại bị một gậy của hắn đánh cho tan thành cho bụi, đây quả thực là phí của trời. Tên mãng phu ngươi, ngươi có biết một kích vừa rồi của ngươi đã đem tài nguyên của cả 10 tòa cổ thành đánh cho thành mảnh vụn không hả? Đông Phương Kính Nguyệt rất không hiểu tại sao Phong Phi Vân lại lỗ mảng như vậy. Phong Phi Vân lại ngồi xuống, sờ sờ vô địch thiền trượng trong tay, ngây ngốc cười nói. Hi hi, đáng giá như vậy hả? Hai, ta đây không biết, nếu không thì sau này ta thường cho ngươi một quyển khác. Hừ,
chỉ bằng ngươi thì cho dù 10 đời ngươi cũng không thể mua được một mảnh trúc giản trong đó. Trời ơi, Bất Sát Dạ Quy Nhân từ nay về sau coi như là biến mất trong thiên hạ. Đông Phương Kính Nguyệt nhẹ giọng than vãn, trong lòng có chút mất mát. Phong Phi Vân cũng không mảy may có chút cảm giác có lỗi, chẳng qua là cảm thấy trong lòng có chút sảng thoái, đem băng ghế nhấc tới, làm chỗ ngồi ở trước cửa chính của Mộc Ốc Trà Lâu, đem Vô Địch Thiền Trượng vắt ngang, bá đạo nói. Vô Hà công tử, cô nương bên trong này đã là người của ta rồi, người vẫn đừng nên có ý đồ với nàng, nếu không thì. Nếu không thì thế nào? Vô Hà công tử hình như đã sớm biết Phong Phi Vân ở bên trong, cũng chẳng ngoài dự liệu chút nào. Khụ khụ, nếu không thì, ta sẽ không để cho ngươi bước qua nơi này vào trong. Phong Phi Vân chẳng biết tại sao lại đi quản loại chuyện này nữa, nhưng mà hắn luôn cảm thấy nếu như Đông Phương Kính Nguyệt dính vào tên dâm tặc Vô Hà công tử này thì trong lòng hắn cũng rất không thoải mái, hắn quyết không thể để cho loại chuyện như vậy xảy ra. Đông Phương Kính Nguyệt vẫn ngồi ở bên cạnh cửa sổ, bộ bạch y bao lấy cơ thể, cứ như thần tiên động lòng người, có phần rất nghiền ngẫm nhìn Phong Phi Vân đang có hành động hơi ấu trĩ. Trong lòng nàng rốt cuộc cũng có chút hiểu ra. Trong mắt nàng mang theo mấy phần sáng tỏ, thanh âm ôn nhu, lần đầu tiên mở miệng nói chuyện. Ngươi không ngăn cản được hắn, tu vi của hắn ở trên ngươi gấp 10 lần. Dưới màn mưa truyền tới tiếng Vô Hà công tử dường như đang nhắm mắt hưởng thụ, sau đó lại say mê lẩm bẩm. Thanh âm trong trẻo làm người khác sung sướng, mang theo linh tính bất thực nhân gian, ta thực sự là càng lúc càng không thể tự kiềm chế được nữa. Mỹ nhân như vậy, thiên hạ không có người nào có thể ngăn cản được Tô Quân ta và gia nhân gặp nhau. Lúc này trong lòng Phong Phi Vân càng trở nên không thoải mái, vào lúc này Đông Phương Kính Nguyệt chết bầm kia lại lên tiếng để làm gì, cái này chẳng phải là cố ý câu dẫn tên Vô Hà công tử phạm tội sao, ngược lại thì Phong Phi Vân hắn lúc này cũng giống như là một kẻ đáng thương đang cố tình chia rẽ uyên ương vậy. Loại buồn bực dầu dĩ này tương đối phức tạp, khiến cho trong lòng Phong Phi Vân tràn đầy tức giận và bực dọc. Loại tâm tình này thực sự rất không thể giải thích được, thật giống như một thứ rõ ràng là thuộc về mình lại bị người khác cướp đi trước mắt vậy. Chẳng lẽ đã vô tri vô giác thích Đông Phương Kính Nguyệt chết bầm kia rồi hay sao? Không, tuyệt đối không thể nào, Phong Phi Vân bắt đầu áp chế tâm tình của mình. Mà đang lúc trong lòng Phong Phi Vân hết sức buồn bực, Đông Phương Kính Nguyệt lại lên tiếng, cười nói. Vô Hà công tử ngươi hiểu lầm rồi, ta là muốn nói hắn quả thực không ngăn cản được ngươi. Nhưng mà cộng thêm ta nữa thì không nhất định. Phong Phi Vân, ngươi nói thử xem nếu như chúng ta liên thủ, chiến lực có thể đạt tới trình độ nào. Phong Phi Vân hơi hướng về phía nàng nhìn chăm chú, chỉ thấy nàng đang mỉm cười trở lại, liền biết mới vừa rồi mình đã bị nàng kéo vào một con đường, nhưng mà không có vấn đề gì, bà nương chết tiệt này thật ra thì so với tưởng tượng của hắn lại có cá tính hơn, khiến cho Phong Phi Vân hắn không khỏi kích động. Cái này, hai người chúng ta liên thủ. Vậy nhất định là kinh thiên động địa quỷ thần khiếp sợ, thần ngăn cản giết thần, Phật ngăn cản giết Phật, Vô Hà công tử, người vẫn nên biết khó mà lui đi. Phong Phi Vân ngồi ở trên băng ghế bắt chéo hai chân, đem Vô Địch Thiền Trượng nắm trong tay quay không ngừng, có vẻ khá đắc ý, nếu như lúc này Đông Phương Kính Nguyệt có thể phối hợp cùng ngồi ở trên chân của hắn, vậy thì rất là hoàn mỹ, nhất định làm cho Vô Hà công tử kia tức giận đến hộc máu. Nhưng mà đây cũng là Phong Phi Vân suy nghĩ một chút mà thôi. Với tính kiêu ngạo của Đông Phương Kính Nguyệt, có thể lúc ở trong tình thế cực kỳ nghiêm trọng trước mắt nói ra lời muốn kề sai chiến đấu cùng Phong Phi Vân thì cũng đã là ranh giới cuối cùng của nàng. Nữ nhân này cũng không phải là thông minh như vậy, sở dĩ nói ra liên thủ, cũng chỉ là muốn làm cho Vô Hà công tử khiếp sợ, dù sao thì Vô Hà công tử thực sự quá cường đại, cho dù là nàng cũng chưa chắc có thể địch được 10 chiêu của hắn. Cho nên mới kéo mượn thế Phong Phi Vân kéo vào, muốn lấy điều này khiến cho Vô Hà công tử nản mà thối lui. Nàng hiển nhiên cũng đã nghe qua đại danh của Vô Hà công tử, trong lòng hết sức kiêng kỵ, ngược lại thì tên khốn Phong Phi Vân này bây giờ cũng đã khiến cho nàng sinh ra một chút cảm giác thân thiết, cũng giống như vậy, loại cảm giác thân thiết này có chút không thể giải thích được. Ngoài cửa sổ hạt mưa như mành, kèm theo tiếng thở dài khe khẽ của Vô Hà công tử. Vô Hà công tử tự nhận là phong lưu kiệt xuất, tuấn lãng phi phàm, dĩ nhiên nếu như chẳng qua chỉ nói đến dung mạo, khó tránh cũng quá tầm thường, hắn có thể có danh tiếng như hôm nay, làm sao có thể chỉ dựa vào gương mặt cùng với vô số tài nguyên chứ? Từ trước tới nay trên cõi đời này cũng chưa từng có vị nữ tử nào sẽ cự tuyệt ta. Hắn lại một lần nữa thở dài, không ngừng thở dài ba lần. Vẻ mặt Đông Phương Kính Nguyệt bình thản,
như một bụi ôn thất mỹ hoa, nói. Vô Hà công tử, tài hoa vô song, thao lược siêu phàm, mặc dù là người khiêm tốn nhưng mà danh tiếng đã sớm truyền khắp tu tiên giới của vương triều thần tấn, được xưng là khắc tinh của mỹ nhân đương thời, là kẻ phong lưu đa tình và vô tình. Người vậy mà cũng nghe đến tục danh của ta. Vô Hà công tử mang theo mấy phần hớn hở. Hiển nhiên có nghe qua, tên của ngươi đã sớm khắc ở trên sinh tử bộ của Thái Thượng Đoàn Mệnh Cung, được lục tọa đại thế lực lớn đoàn kết lại với nhau tốn một số tiền lớn để treo giải thưởng, mạng của ngươi đúng là khác đáng giá. Đông Phương Kính Nguyệt nói. Phong Phi Vân vẫn thật không ngờ tới địa vị của vị Vô Hà công tử này lại to lớn như vậy, vậy mà chọc cho lục tọa đại thế lục cũng muốn giết hắn, xem ra tác phong sinh hoạt của người này quả thực là khá bậy bạ. Nói không chừng cũng đã mê hoặc lão bà của trưởng giảo một thế lực lớn nào đó, hoặc là ngủ với đệ nhất phu nhân của một đại gia tộc nào đó. Nhưng mà lời của bà nương chết bầm Đông Phương Kính Nguyệt này cũng không thể tin hoàn toàn được, nàng hết sức thông minh cộng thêm giảo quyệt, nói không chừng nói ra những lời này chẳng qua cũng chỉ hù dọa Vô Hà công tử mà thôi. Trời mưa nhỏ lại, mưa phùn như tơ, xen lẫn gió rét, đem cổ kiệu bạch sắc vân la thổi chó chút dập dờn. Vô Hà công tử ngồi ở trong kiệu, lại thản nhiên tự đắc bật cười. Không tệ, không tệ, tên của ta lại có thể khắc lục lên trên sinh tử bộ, quả thực có chút ngoài dự liệu của ta. Nhưng mà sát thủ của Thái Thượng Đoạt Mệnh Cung tuy mạnh, nhưng có thể giết được ta lại không có mấy người, trừ khi có mấy vị tôn cổ sát thần tự thân xuất thủ, nếu không thì ta vẫn có thể vạn hoa tùng trung quá, quá sự tẫn tàn hoa. Hiểu vu vơ là phong lưu vẫn cứ phong lưu, lướt qua vạn bông hoa rồi cũng sẽ làm hoa tàn hết. Đại loại thế, mình cũng chả biết phải hiểu thế nào. Vạn hoa tùng trung quá, quá sự tẫn tàng hoa. Lời nói này chính là khẩu hiệu của bổn thiếu gia, Vô Hà công tử ngươi sợ là không có được bản lĩnh cao như vậy. Phong Phi Vân cười nói. À, Phong huynh đệ, hình như đối với tại hạ có thành kiến rất lớn, chẳng lẽ muốn tỉ thí một phen sao? Vô Hà công tử nói. Phong Phi Vân nói. Tỉ thí thì tỉ thí, cách thức thế nào? Vô Hà công tử nói, nếu Phong huynh đệ đã xưng là vạn hoa tùng trung quá, quá sự tẫn tàn hoa thì ta liền đưa lên 6 vị thủy tộc mỹ nhân, tuổi các nàng ấy đều không quá 16, tài sắc song tuyệt, nếu như ngươi có thể làm cho các nàng ấy trở thành tàn hoa, thì ta liền tin ngươi. Ống tay áo của hắn hơi vẫy một chút, trong màn mưa liền bay ra 6 đạo lam ảnh mãnh khảnh, các nàng ấy tựa như dung thân trong nước, nhẹ nhàng vai lên. Đều cầm cây ngân tỏa mảnh khảnh sợi dây xích bằng bạc giống như kiếm quang du tẩu vậy. Ngân tỏa kia mảnh khảnh giống như ngân châm, quất ra một roi thì có thể dễ dàng đem một con đại ngư lớn cắt thành hai khúc. Phong Phi Vân đã sớm lãnh hội được sự lợi hại của những cô nương bên cạnh Vô Hà công tử, mỗi một người đều là nhân vật hung ác khó dây dưa, lúc này 6 vị thủy tộc thiếu nữ cùng nhau xuất thủ, càng là hung mãnh khác thường, sát ý khắp nơi. 6 vị nữ tử này yêu diễm quyến rũ, tú sắc khả san, trên người chỉ mặc một bộ lâm lân tiểu y trũng ngực, lộ ra nửa cặp bồng đảo, chọc ghẹo người khác. Hai chân các nàng ấy thon dài dị thường, mịn màng trắng noản, hết sức thon thẳng, tràn đầy sự dẻo dai và tính đàn hồi. Hạt mưa lăn dài trên làn da trắng nõn, phía trên còn mang theo hương thơm dịu dàng cùng với nhiệt độ cơ thể, làm cho toàn thân Phong Phi Vân cũng đều là hương vị của các nàng ấy. Vèo, vèo, vèo. Nhưng mà lúc này Phong Phi Vân lại không được phép có chút thời gian thưởng thức sự hương diễm trước mắt, 6 đạo ngân tỏa kia giống như 6 con độc xà, bên trên mang theo linh mang, thấm sát quang, hết sức hung ác độc địa, làm cho không gian bị phong tỏa không lưu lại chút khe hở. Xẹt xẹt, Phong Phi Vân xuyên qua giữa 6 vị thiếu nữ thủy tộc, bước chân nhanh chóng biến hóa, chợt vỗ ra một trường, làm cho y phục của một thiếu nữ xinh xắn lanh lợi bị phá rách lộ ra một vết thương. Dưới lớp y phục kia lộ ra mảng da thịt trắng như tuyết. Quả thực là làm cho người xem hoa mắt thần trí. Nếu như đổi thành những người khác, lúc này đâu còn có tâm tư chiến đấu, đã sớm kích động ôm chầm lấy vị thiếu nữ này, đại chiến 300 hiệp. Cho dù tâm trí Phong Phi Vân kiên định thì lúc này cũng hô to không chịu nổi, sức chiến đấu đã giảm đi nhiều. Cái này hoặc giả chính là kết quả mong muốn của Vô Hà công tử. Nữ nhân tự mình phải cùng nữ nhân giao thủ. Một đại nam nhân như Phong Phi Vân ngươi đôi co với nữ nhân, cũng không sợ là trong lòng phải luống cuống. Đông Phương Kính Nguyệt biết rõ nếu để cho Phong Phi Vân này tiếp tục chiến đấu, nhất định lộ ra bộ dạng lúng túng, đến lúc đó nếu như là bị 6 vị thủy tộc yêu diễm này chủ động lột trần y phục, sợ là tên háo sắc bao thiên này sẽ trực tiếp vứt mũ khí giới áo giáp,
vậy thì liền bị ảnh hưởng đến sĩ khí. Nàng đối với Phong Phi Vân không nhiều lòng tin lắm, quyết định tự mình xuất thủ. Bá! Một tiếng đàn tỳ bà vang lên, kinh động đến phong lôi khắp bầu trời, đem nước mưa xung quanh đều bị đông lại, biến thành từng đạo băng đao, dốc sức gào rét xông ra đến. Khúc phong hồn sát của Đông Phương Kính Nguyệt khá lợi hại, Phong Phi Vân sợ bị thương, liền nhanh chóng lui về phía sau, bay trở về Mộc Ốc Trà Lâu. Bà nương chết tiệt này rõ ràng là không tin ta, đối với ta cũng không có một chút lòng tin nào. Phong Phi Vân hung hăng xem thường liếc Đông Phương Kính Nguyệt, mặc dù hắn vừa rồi quả thực là có chút dạo dực xuân tình, nhưng mà thử hỏi một chút, ở dưới sự bao vây của sáu vị tuyệt sắc giai nhân thế kia, thân thể lại bị vùi lấp trong hương hải, lại có người nam nhân nào có thể không sôi máu chứ? Đây đều là chuyện thường tình của con người, trừ phi là thái giám mới có thể ở dưới loại tình huống đó mà trong lòng vẫn không nổi loạn. Nhưng mà ánh mắt của Phong Phi Vân vừa liếc nhìn mảng thịt tráng lòa ở trước ngực vị nữ tử kia vài lần thì đã bị Đông Phương Kính Nguyệt phát hiện, đem hắn hoán đổi mặt trận, thật giống như chỉ sợ hắn lâm trận chơi điều, thua ở trong tay sáu vị thiếu nữ kia vậy. Tiếng tỳ bà của Đông Phương Kính Nguyệt vừa bắt đầu vang lên liền chấn đắc khắp núi làm phong diệp bay lên, mưa gió khắp trời ngưng kết, một cổ túc sát khí cuốn sạch bạch vân không trung. Âm! Sóng âm trùng trùng điệp điệp, tràn đầy sát khí, cắn nát bụi đất trên mặt đất, đem ngân tỏa trong tay sáu vị thiếu nữ thủy tộc kia đánh gãy thành trăm mảnh, càng là làm cho các nàng ấy bị đánh bay ra ngoài. Bành, bành! Sáu vị nữ tử có tu vi cao thâm đều là bị đụng vào trong rừng cây phong, làm cho những cây phong to cỡ miệng chén bị đập gãy, sụp đổ thành một mảng lớn, các nàng ấy đều bị bao phủ trong lá cây, cả người tràn đầy tiên huyết. Sáu vị nữ tử tuyệt sắc lúc này đã biến thành sáu huyết nhân, không ngừng run rẩy trên mặt đất, da thịt mịn màng trắng như tuyết đã bị cắn nát, không còn một chỗ nào hoàn hảo. Khụ khụ! Các nàng ấy ho ra máu, nhưng không cách nào từ dưới đất bò dậy. Trán Phong Phi Vân toát đầy mồ hôi hột, ánh mắt nhìn chăm chú Đông Phương Kính Nguyệt đang vô cùng bình thản, trong lòng cảm thán bà nương chết bầm này lại hạ thủ quá độc ác, quả nhiên là nữ nhân đối với nữ nhân đều là thủ đoạn độc ác, lại đặc biệt là nữ nhân xinh đẹp đối với nữ nhân xinh đẹp hạ thủ, nhất định là tàn nhẫn vô tình. Nước mưa lại rơi xuống, rơi vào trên người của sáu vị thiếu nữ thủy tộc kia, bởi vì da thịt các nàng ấy đều bị cắn nát, lộ ra một ít huyết dịch, ở dưới màn mưa rót xuống, quả thực không khác nào lấy nước muối sát lên trên người, khiến cho các nàng ấy lại càng run rẩy kịch liệt hơn, phát ra tiếng kêu rên nhẹ nhẹ. Nhưng lại chỉ có thể cuộn người lại, vùi vào trong lá cây, căn bản không đứng dậy nổi, dễ nhận thấy khúc phong hồn sát vừa rồi của Đông Phương Kính Nguyệt đã làm cho các nàng ấy bị thương quá nặng. Ngay cả Phong Phi Vân cũng thấy có chút không đành lòng, nhưng mà Vô Hà công tử và những cô gái kia cũng chỉ đứng nhìn. Lại không có bất cứ người nào tới giúp các nàng ấy, vì các nàng ấy mà bôi thuốc, thậm chí cũng không có người nào lại đỡ các nàng ấy đứng lên, hoặc là giúp che dù. Đây cũng là lòng dạ quá ác độc rồi. Phong Phi Vân thực sự có chút nhìn không vừa mắt, nói. Vô Hà công tử lẽ nào thực sự vô tình như vậy, ngay cả nữ tử từng đi theo mình cũng mặc kệ. Mỹ nhân thế gian như danh tướng, không được phép để cho nhân gian thấy tuổi già. Mỹ nhân luôn có một ngày tàn héo. Khi các nàng ấy không còn là mỹ nhân, cũng không còn có tư cách ở lại bên cạnh ta, nếu đã tàn héo rồi, vậy thì để cho các nàng thuộc cõi tục, đất trở về đất thôi. Thanh âm của Vô Hà công tử bình thản, rất dễ nhận thấy đây chính là chân lý của hắn. Vân Nhi đứng ở bên cạnh Vân La Cổ Kiệu, cũng nói. Bên cạnh công tử nhà ta từ trước tới nay chỉ có mỹ nhân, bây giờ các nàng ấy đã bị hủy hoại dung nhan dưới khúc phong hồn sát. Cũng sẽ không còn là mỹ nhân nữa thì không có tư cách đi theo bên cạnh công tử. Phong Phi Vân còn muốn nói cái gì nữa, nhưng mà vẫn là không có nói ra, ngay cả những cô gái này cũng nói ra lời như vậy thì hắn chen miệng vào cũng coi như là thừa thãi. Ánh mắt lại hướng về phía trong rừng phong kia, sáu bị gia nhân là lướt kia lúc này đã biến thành huyết nhân, ngâm mình trong màn mưa, hấp hối, tất cả phồn hoa và vinh quang đều đã rời xa các nàng ấy. Hoặc là không qua hết hôm nay các nàng ấy sẽ chết ở trong cảnh lá rụng đầy trời kia, bị chó hoang gặm ăn thịt, chỉ còn lại một đống bạch cốt và tốc xốc xếch. Hồng nhan thì bạc mệnh, cho dù là nữ nhân xinh đẹp, cuối cùng cũng rơi vào trong bùn đất mà làm bạn, ai cũng không cách nào đi giúp đỡ các nàng ấy được, đây là sự lựa chọn của các nàng, cũng là kết quả của các nàng. Mệnh nữ nhân hèn hạ như cỏ rác, mệnh nam nhân lại càng chẳng phải giống như vậy sao? Nếu như hôm nay không đủ sức đem Vô Hà công tử đánh lui,
Phong Phi Vân có lẽ sẽ bị chết thảm hại hơn. Không có nhất thiết phải quá thương cảm người khác, trước tiên nên thương cảm cho bản thân mình. Tâm tình của Phong Phi Vân cao bực nào, ngoại trừ cảm tình, còn đem rất nhiều chuyện cũng nhìn thấu qua, bình tâm tĩnh khí trở lại, biến thành một pho bàn thạch. Tiếng tỳ bà của cô nương không những hay mà lại còn có thể sát nhân, trong lòng ta thực sự là có chút kích động không nén được, bản thân muốn cùng cô nương tiếp qua hai chiêu. Vô Hà công tử nói xong thì liền xuất thủ, một đạo hư ảnh trong suốt lúc này liền hiện ra ở phía trên Vân La cổ kiệu, giống như một cự nhân khiêng một cây búa to, khoác chiến giáp lên trên người, hai mắt giống như lôi tử. Cái này chẳng qua chỉ là một đạo hư ảnh nhân hình nhưng mà cổ chiến ý lại dũng mãnh cực kỳ, một cước đạp ở trên mặt đất liền nứt ra một đạo khe hở. Phong Phi Vân cảm giác được trùng kích lực cực lớn đang ra chỉ ở trên người, có lực lượng vô hình đang đến từ phía trước. Thiếu chút nữa đã đem hắn đánh bay ra xa, một cổ lực lượng này quá cường đại. Hắn liền đứng dậy, vô địch thiền trượng trong tay liền cắm thẳng trên mặt đất, biến thành một cây thần trụ, cùng với thân hình của hắn kết hợp với nhau, lôi đả bất động. Hai ngón tay trắng như tuyết từ trong Vân La cổ kiệu đưa ra ngoài, đầu ngón tay kẹp một quả ngọc phù, đang huy động ở trong không khí, đạo hư ảnh cầm trong tay cây búa lớn kia bất ngờ huy động chiếc búa trong tay, đập xuống phía dưới. Bành! Chiếc búa lớn mặc dù là sát binh vô hình, nhưng mà đem toàn bộ một ốc trà lâu bị chém thành hai nửa, vách tường sụp đổ, song cửa sổ trở nên vỡ nát, ngay cả trên mặt đất cũng lưu lại một đạo búa vắt ngang to lớn, đạo khe rãnh này kéo dài chừng 10 trượng, sâu chừng 3 thước. Trên mặt đất tràn đầy mảnh gỗ vụn, hơn nữa còn có vô số khí lãng đang quay cuồng xung quanh, phát ra tiếng xé gió gào rít, đâm vào màng nhĩ người phát ra sự đau buốt. Trên lưng của Đông Phương Kính Nguyệt chìa ra đôi quang rực bạch sắc, lông vũ chỉnh khiết, màu trắng kia không có một chút tì vết nào, bạch y trên người nàng ở dưới cơn gió lạnh bay phấp phới, có vẻ càng phát ra sự say mê hấp dẫn. Bay ở trên trường không, ngón tay nhảy múa trên dây đàn, nhẹ nhàng phẩy một cái. Bá! Khúc phong hồn sát bay ra, một đạo sóng âm đâm trách bầu không khí, đem cự ảnh cây búa trong tay chấn vỡ, hóa thành khói xanh. Giao thủ thật sự đã bắt đầu, đối thủ lần này là Vô Hà công tử, dựa theo những gì Đông Phương Kính Nguyệt nói, người này 16 tuổi đã xuất đạo, bây giờ đã thành danh đã gần 20 năm, tuy là tuổi gần 40 nhưng mà dung mạo lại như nam tử tuổi 20, tu vi cao lại càng kinh hãi thế tục, cực kỳ khó đối phó. Với tu vi chắc tuyệt của Đông Phương Kính Nguyệt, nhiều nhất cũng chỉ có thể tiếp hắn được 10 chiêu, đây cũng đã là tình huống tốt nhất. Ngọc phù trong tay Vô Hà công tử xuất ra một đạo tinh mang bạch sắc, đan vào nhau tạo ra một đạo thần bàn hình tròn. Thân thể của một đạo hư ảnh cự đại kia trở nên ngưng kết càng thêm thật, chiến giáp trên người cũng bộc phát ra thiết quang màu xanh, thật giống như một ma thần chân thật quá bộ đến. Nhãn lực của Phong Phi Vân nhạy bén, nhìn thấu ra một tia manh mối. Vô địch thiền trượng trong tay biến thành một con bút phong cự đại. Trên đất cũng khắc họa ra một đạo viên bàn, vòng tròn, hình dáng vậy mà cùng với thần bàn thiểm động vừa rồi trên ngọc phù trong tay của Vô Hà công tử giống nhau như đúc. Đây là khôi lỗi thuật mệnh bàn đồ của Phong gia, một loại chỉ có chí sư hoặc là luyện khí sư mới có thể khắc họa, hơn nữa nếu muốn đem một tòa mệnh bàn đồ khắc họa thành công có uy lực cường đại, coi như là một vị chí sư ngũ phẩm cũng phải mất đến 3 canh giờ. Nhưng mà vừa rồi Phong Phi Vân chẳng qua chỉ nhìn thoáng qua một cái. Liền lập tức khắc họa ra trên mặt đất, tế vân phía trên nhiều hơn trăm đạo, quy tắc và mệnh lý lại càng phức tạp huyền bí, cho dù Vô Hà công tử cũng tự nhận là không có cách nào khắc lục được. Lợi hại thật! Lần đầu tiên thanh âm của Vô Hà công tử có chút khác thường, bị trình độ tại trận pháp đồ văn của Phong Phi Vân làm cho kinh ngạc giật mình, chẳng lẽ tên tiểu tử này che giấu tu vi? Phong Phi Vân tập trung cực hạn, toàn bộ tâm thần đều ngưng tụ ở trên mệnh bàn đồ. Ngón tay điểm vào giữa bàn đồ, khẽ quát một tiếng. Nghịch chuyển. Thần bàn hình tròn cực lớn trên mặt đất xoay tròn, đem quang mang bắn nhanh đến trên người tôn cự ảnh cao 9 trượng kia, cự ảnh chợt xoay người, gầm thét, hướng về Vô Hà công tử phản sát trở lại. Bành. Vô Hà công tử hừ lạnh một tiếng, đem ngọc phù cầm trong tay bóp nát, bàn tay hướng về phía trước duỗi một cái, một chảo tung ra ở tại hư không, một cổ sát mang vô hình từ ngũ chỉ lao ra. Đem tôn chiến ảnh cự đại kia bóp nát. Hai đạo tinh mang từ trong Vân La cổ kiệu lao ra, bắn thẳng lên trên trường không, một con thủ trưởng cự đại từ trên trời giáng xuống, đem Đông Phương Kính Nguyệt ở trên bầu trời chụp rơi xuống,
Đôi quang rực bạch sắc trên lưng nàng trong nháy mắt bị xé nát, cái khăn che mặt trên mặt cũng bị trận gió thổi bay ra ngoài, thổi tới trong cổ Kiệu Vân La. Phốc! Trong đôi môi đỏ mọng óng ánh của Đông Phương Kính Nguyệt phun ra một ngụm máu tươi, trong mắt đều là vẻ mặt không thể tin được, tu vi của Vô Hà công tử vậy mà lại biến hóa như vậy, một chiêu đã đem nàng từ trên đám mây đánh rớt xuống. Lúc này sắc mặt Phong Phi Vân cũng ngưng trọng, một đạo thủ ấn vừa rồi rộng chừng mấy chục thước, giống như một tòa tiểu sơn, có loại đè nén làm cho người ta cảm thấy hít thở không thông. Tu vi của Vô Hà công tử này tuyệt đối là loại cùng cấp bậc với đệ bát trưởng lão, thậm chí so với đệ bát trưởng lão lại càng cường đại hơn. Phong Phi Vân hiển nhiên không phải là loại người chịu thua, cùng lắm thì đem một quả cổ tu đan tứ phẩm do Tử Nhục Hòa Thường đưa cho ăn vào, đến lúc đó là có thể trực tiếp dụng ra lực lượng một bán tôn cực kình, một quyền đánh ra lực lượng mấy trăm cân. Vô Hà công tử cho dù mạnh hơn nữa, cũng không có đạt được cấp bậc cự kình, sau khi Phong Phi Vân ăn vào cổ tu đan tứ phẩm, sẽ đánh hắn cho răng rơi đầy đất, tuyệt đối không có chút khó khăn nào. Nhưng mà cổ tu đan tứ phẩm chỉ có một quả, hơn nữa lại quý báo hết sức, không phải vạn bất đắc dĩ, lúc nguy cơ sinh tử, Phong Phi Vân tuyệt đối sẽ không sử dụng. Vô Hà công tử đem chiếc khăn che mặt kia nhẹ nhàng nắm lại, sau đó đem lên đầu mũi nhẹ nhàng ngửi một cái, không diễn tả được sự say mê chìm đắm thế nào, sau một hồi thật lâu mới từ từ thở ra một hơi mạnh. Thơm quá! Vô Hà công tử gặp qua đại mỹ nữ thực sự rất nhiều, trong Đế-tô không thiếu gì tiên môn thánh nữ, tài nữ của đại gai tộc, nhưng mà khi hắn lần đầu tiên nhìn thấy dung mạo thực sự của Đông Phương Kính Nguyệt thì cũng khó mà rời ánh mắt đi. Loại mỹ nhân này khiến cho hắn thấy rung động, khiến cho hắn có loại cảm giác cho rằng những năm qua hắn sống cũng không uổng phí, thiên hạ tại sao lại có nữ nhân đẹp như vậy chứ? Xinh đẹp thế này có chút không thật. Vô Hà công tử vốn là một kẻ phong lưu, một loại người đa tình, một người lạm tình mà đa tình, hắn tự nhận là từ lâu đối với nữ tử đã sinh ra lực miễn dịch, cho dù nhìn thấy tiên nữ trên trời thì cũng sẽ không có một chút động tình nào. Nhưng mà lúc này tim của hắn lại đập loạn lên kịch liệt, giống như có quỷ ngưu đại cổ đang sao động vậy. Quỷ ngưu hình như là thú thần á. Nàng rốt cuộc là ai? Nàng là nữ tử của Hà gia. Không, nàng không phải là nữ tử, nàng là nữ tiên nhân. Chưa từng có bất cứ người nào có thể mang đến cho hắn loại kích động lớn như vậy, khiến cho đại não của hắn trong phút chốc trống rỗng, khi hắn tỉnh táo trở lại thì trong lòng cũng không cách nào quên được gương mặt này, người này, vị nữ nhân này. Trong lòng hắn xin thề, cho dù vứt bỏ hết toàn bộ tài phú, bỏ hết tất cả nữ nhân ngoại trừ nàng, chỉ cần có thể khiến cho nàng nhìn hắn một cái, như vậy cũng là đủ rồi. Loại cảm giác này càng lúc càng mãnh liệt, càng lúc càng khiến cho hắn không thể nào tự kiềm chế được. Nhưng mà thân thể dịu dàng của Đông Phương Kính Nguyệt lại hơi nghiêng, ôm lấy tỷ bà, đôi tinh mâu nhìn viễn sơn trong màn mưa, trong mắt đầy mơ màng, căn bản cũng không có liếc mắt nhìn hắn một cái. Yên tĩnh, vẫn là yên tĩnh. Tiếng mưa lúc này cũng có vẻ càng rõ ràng hơn, hạt mưa rơi vào trên lá cây phát ra nhạc thanh tí tách Những vị nữ tử có mặt ở đây cũng không có chỗ nào không phải là tuyệt sắc giai nhân, hồng nhan phấn đại, nhưng mà sau khi cái khăn che mặt của Đông Phương Kính Nguyệt rơi xuống thì sắc mặt cũng trở nên xám xịt, hóa thành bình thường vô cùng. Hạc đứng giữa bầy gà, trăng sáng giữa trường không, đủ để dùng để hình dung thời khắc lúc này của Đông Phương Kính Nguyệt. Phong Phi Vân hiển nhiên biết rõ trong thiên hạ căn bản không có bất cứ một vị nam nhân nào có thể chống lại trước vẻ đẹp của Đông Phương Kính Nguyệt, giống như Thủy Nguyệt Đình năm đó. Khiến cho hắn đường đường là tộc trưởng yêu tộc Phượng Hoàng cũng bởi vì nhìn nàng một cái mà từ lúc đó mê tình. Đông Phương Kính Nguyệt và Thủy Nguyệt Đình thì giống hệ nhau, các nàng ấy đều là một loại người. Đừng nói là Vô Hà công tử, cho dù là Phật Đà chuyển thế sợ là cũng phải quỳ dưới gấu quần của nàng. Có điều là bây giờ phiền phức lại càng lớn rồi. Phong Phi Vân nói, lúc này lòng dạ của Vô Hà công tử đã không còn ở trên người của hắn nữa, một đời phong lưu. Một đời thiên túng thần tài, lại là thua ở dưới dung mạo tuyệt mỹ của Đông Phương Kính Nguyệt. Cô nương tên là gì? Không biết đã qua bao lâu, Vô Hà công tử mới mở miệng ra nói câu đầu tiên. Không có người trả lời cho hắn. Đông Phương nhìn màn mưa giả dích cuối ngày, trong lòng đối với Vô Hà công tử không có nửa phần thiện cảm, hiển nhiên là một chữ cũng không nguyện nói. Mảnh rèm trắng của cổ Kiệu Vân La nhẹ nhàng được vén lên. Vô Hà công tử rốt cuộc cũng từ bên trong đi ra, đây là lần đầu tiên hắn lộ ra hình dáng, cũng là lần đầu tiên Phong Phi Vân thấy được bộ dáng của hắn.
Hắn quả thực là một vị nam nhân anh tuấn bất phàm, trên người mang theo khí chất nho nhã, ôn hòa, nếu như nói về trình độ dung mạo tuấn mỹ, chỉ có Phong Tiên Tuyết nữ giả nam trang ngày hôm đó mới có thể so sánh với hắn. Nhưng mà lúc Phong Tiên Tuyết nữ giả nam trang, càng nhiều hơn chính là sự yêu diễm âm nhu, cùng với sự dương cương khí của Vô Hà công tử mang theo bên người thì tuyệt nhiên bất đồng. Vô Hà công tử, quả nhiên là hoàn mỹ không tì vết, mỗi một cúc áo trên người cũng tương đối cầu kỳ, mỗi một động tác lại càng là tràn đầy mỹ cảm, không lưu lại nửa phần thiếu sót. Một người nam nhân nếu như có thể giữ được sự hoàn mỹ không tì vết, mà lại có tài phú địch quốc, tu vi kinh thế, như vậy thì chỉ cần là nữ nhân thì cũng sẽ không cự tuyệt hắn. Phong Phi Vân vẫn luôn quan sát hắn, cũng là âm thầm gật đầu, vị Vô Hà công tử này quả thực là không phải vị nam nhân nào cũng có thể có được, khiến cho hắn cũng có chút tự ti. Ngón tay của Vô Hà công tử nhẹ nhàng vẫy một cái, phác họa ra một đạo đường cong, vị tài nữ Vân Nhi vẫn luôn ở bên cạnh hắn bắt đầu từ phía sau hắn đi lên trước. Vân Nhi tuổi khoảng 17, chính là tuổi thanh xuân, tướng mạo dịu dàng lịch sự tao nhã, mà lại tài tình thông thái, đặc biệt là tài họa kỹ cực kỳ tuyệt vời, có thể dễ dàng đồ mực đan thanh, vẽ ra giang sơn xã tắc đồ lục. Phong Phi Vân, nếu như ngươi nói cho ta biết quý tính của vị cô nương kia, ta liền đem nàng ta tặng cho ngươi. Ngón tay của Vô Hà công tử chỉ vào người Vân Nhi, thái độ hết sức nghiêm túc, ai cũng không nghi ngờ tính chân thật của câu nói này của hắn. Vân Nhi đứng ở giữa hai đại nam nhân, tuy bản thân chính là một vị tài nữ nghiêng nước nghiêng thành, tu vi cũng đạt đến cấp bậc trưởng lão nhưng mà bây giờ lại giống như một món hàng hóa. Nàng không có cậu oán hận nào, chỉ là đôi tinh mâu sáng rỡ kia lại xám xịt xuống. Nàng biết mình không có vị trí ở trong lòng Vô Hà công tử, nàng ngay cả một cái tên của Đông Phương Kính Nguyệt cũng không bằng, thậm chí bây giờ nàng ở trong lòng của Vô Hà công tử cũng không phải là cái gì nữa hết. Bởi vì trong lòng của Vô Hà công tử, bây giờ chỉ có Đông Phương Kính Nguyệt. Phong Phi Vân cười cười lắc đầu, nụ cười có chút càn rỡ, giống như đang cười sự vô tri của Vô Hà công tử. Vô Hà công tử vẫn tương đối nghiêm túc. Vân Nhi vốn có tên là Kỷ Vân Vân, chính là con cưng của gia chủ thần hổ quận Kỷ gia, nếu như ngươi có thể lấy được nàng, thì liền tương xứng trở thành vị hôn phu ở rể của Kỷ gia, sau này tiền đồ sáng lạng, nếu như nhận được chỗ dựa của Kỷ gia, cho dù là những cường giả kia của Phong gia cũng phải bận tâm đến mấy phần, sẽ không truy sát ngươi nữa. Hơn nữa Vân Nhi theo ta cũng chỉ mới 3 tháng, ngay cả ngón tay của nàng ta cũng chưa có chạm qua, thân thể tuyệt đối thuần khiết. Vô Hà công tử thật giống như chỉ sợ Phong Phi Vân không mở miệng nói ra, liền đem thân thế của Vân Nhi đều nói rõ ràng thanh bạch ra hết. Đại danh thần hổ quận Kỷ gia, Phong Phi Vân hiển nhiên cũng đã nghe qua, đây chính là một gia tộc cổ lão truyền thừa hơn ngàn năm, thế lực to lớn không kém gì Phong gia, là bá chủ một phương của Nam Thái Phủ. Phong Phi Vân lắc đầu, tiếp tục cười. Vô Hà công tử vẫn rất nghiêm túc, lại phất tay một cái, trong màn mưa lại có hai tỷ muội song sinh dáng dấp giống nhau như đúc đi ra, các nàng ấy không có chỗ nào mà không phải là tuyệt đại giai nhân nhân gian, đi tới chỗ nào cũng có thể diễm quá lưu danh. Da rẻ nhẵn mịn, trắng nõn chẳng khác nào sữa dê, mỹ nhân tuổi thanh xuân như thế thì quả thực so với thần tiên còn phải hoan hỉ hơn mấy phần. Tỷ muội Lâm gia, chính là hai vị ái đồ của đệ tứ trưởng lão Đại Diễn Tiên Môn, tu vi đã đạt đến thần cơ sơ kỳ, thiên phú cao tuyệt, ở trong thế hệ trẻ của Đại Diễn Tiên Môn đủ để đứng vào tiền ngũ. Các nàng ấy cũng là thân thể hoàn bích, trong sạch không tì vết, ta cũng đem các nàng ấy cùng tặng cho ngươi, bây giờ ngươi có thể nói cho ta biết phương danh của vị cô nương kia được chưa? Vô Hà công tử đem hai vị tỷ muội sinh đôi kia cũng đẩy về hướng Phong Phi Vân, ánh mắt nghiêm nghị, đều là sự thân thiện. Phong Phi Vân rốt cuộc vẫn là không nhịn được mà mở lời, cười nói. Kỷ Vân Vân cô nương, hai tỷ muội Lâm gia, quả thực đều là đương đại hồng nhan mỹ nhân, cho dù là kiêu hùng một phương, có thể có được một trong bất kỳ các nàng ái mộ, cũng khẳng định sẽ nguyện ý vì các nàng ấy mà nhiệt huyết bỏ cả tính mạng. Nhưng mà, vị nữ tử ở sau lưng ta cũng rất hung ác, nếu ta có lòng muốn đem tên của nàng nói cho ngươi, chỉ sợ ta còn chưa mở miệng thì cũng đã bị nàng ấy một chưởng đánh chết. Tên khốn khiếp Phong Phi Vân kia nói không sai một chút nào, Vô Hà công tử, ngươi vẫn là đừng hao tâm tổn trí nữa, nếu ngươi không thối lui, lập tức liền có người tới đây đánh đuổi ngươi đi. Trong tay của Đông Phương Kính Nguyệt bay ra một đạo ngọc quang, một đạo quang hoa hướng về trên màn trời bay đi, giống như lưu tinh phá không vậy. Đây là công cụ để đưa tin Ngọc Phi Phù, Đông Phương Kính Nguyệt đã đem tin tức truyền đi,
hiển nhiên là muốn báo cho người nào đó. Gia tộc Ngân Câu chính là một trong tứ đại quý tộc của Vương Triều Thần Tấn, gia cảnh tuyệt đối cường đại, cao thủ hiển nhiên nhiều như cá giết ngoài Trường Giang, Kính Hoàn Sơn xảy ra chuyện lớn như vậy, cường giả của gia tộc Ngân Câu không thể nào không chạy tới. Vô Hà công tử tuy là thấy Ngọc Phi phù bay lên khoảng không, nhưng vẫn thản nhiên tự đắc, cũng không có ý muốn rời đi. Trong thiên hạ cũng không có nhiều người có thể đuổi ta đi được, nàng thông báo là người phương nào, cũng đủ trọng lượng sao? Vô Hà công tử nói. Phong Phi Vân cũng tương đối khá hiếu kỳ vấn đề này, tu vi của Vô Hà công tử thật sự là cường đại vô cùng, chỉ có loại nhân tài cùng cấp bậc như đệ bát trưởng lão Phong gia mới có tư cách cùng so chiêu với hắn. Cường giả gia tộc Ngân Câu tuy là không ít, nhưng mà có thể đạt đến loại cấp bậc như đệ bát trưởng lão thì chỉ sợ cũng không có nhiều người. Đông Phương Kính Nguyệt rốt cuộc là thông báo cho người nào, có thể ngăn cản Vô Hà công tử cường giả như vậy sao? Nếu như hắn tới, giữa các ngươi tất phải có đánh một trận kinh thiên động địa. Mỹ ngâu của Đông Phương Kính Nguyệt nhìn lên trên trời cao, trong đôi đồng tử tuyệt mỹ thoáng hiện lên vẻ vui mừng. Hắn đã tới. Ầm ầm ầm. Một cổ tà khí hắc sắc từ ngọn núi phía xa đang chạy như bay tới, giống như là một đám mây đen cuốn lên trên trời, cuồn cuộn như vũ bão. Một cổ sát khí dũng động ngập trời, tuy là vẫn còn ở xa ngoài 10 dặm nhưng đã khiến cho người ta cảm thấy như là thiên quân vạn mã đang chém giết tới vậy. Đây tuyệt đối là một vị cường giả. Đông Phương Kính Thủy đứng ở trên hắc vân cao 20 trượng, ánh mắt trông về phía xa, toàn bộ thiên địa đều thu hết vào trong tầm mắt. Trong rừng phong, hai bên đối trì, muội muội của hắn thì lẻ loi đứng ở trong mưa gió, đang nhìn về phía hắn. Hắn mặc trên người bộ nhuyễn giáp da tê giác, bọc chiếc áo lông cáo trắng muốt không nhiễm chút màu hỗn tạp nào, trên đôi vai khổng vũ đanh thép khoác chiếc áo choàng đỏ thắm, theo chiều gió bay phất phới. Gió rét gào thét, lạnh thấu xương, nhưng lại không đông lạnh được một khối nước cuộn trào trong lòng của hắn. Hắn chính là ca ca của Đông Phương Kính Nguyệt, thiên tài cấp bậc bát đại sử thi của Vương Triều Thần Tấn. Đệ nhất cường giả của thế hệ trẻ của gia tộc Ngân Câu, 8 tuổi có thể khiêng đỉnh, 10 tuổi tu đạo, 12 tuổi tu ma, 14 tuổi thần thông đại thừa, tà khí lăng nhiên, giết người như ngóe, từ đó đến nay bách chiến bách thắng, cũng chưa từng bị thất bại. Đông Phương Kính Thủy đến, khiến cho Vô Hà công tử cảm thấy được áp lực lớn lao, cổ áp lực này tới cùng với khí tức của cường giả cùng đẳng cấp va chạm nhau, tuy là còn chưa có giao thủ nhưng mà hai cổ thế lực này cũng đã đụng vào nhau, chém giết lẫn nhau. Phong Phi Vân hơi nhích lại gần Đông Phương Kính Nguyệt, nhìn vị thần mãnh nam tử tràn đầy tà khí ở trên đám mấy kia, hỏi. Người từ đâu tìm tới mãnh nam thế, ta cảm thấy trong thân thể của hắn đúng là ma khí, sát khí trên người hết sức nồng nặc, không có chặt xuống hơn 1000 cái đầu của người khác thì không thể nào có được sát khí cường đại như vậy. Tà khí trên người Đông Phương Kính Thủy sát ý đều nồng nặc, đem bầu không khí đều hóa thành bản chất vậy, một ánh mắt của hắn cũng có thể dọa một người nhát gan chết ngất. Hơn nữa từ trên người của hắn Phong Phi Vân còn thấy được một cổ khí tượng, chính là cửu ngũ chí tôn thân. Long hổ chi khí tương hỗ dây dưa, kim long và kim hổ ở trên đỉnh đầu của hắn không ngừng gầm gừ, diễn hóa thành một cổ khí vương giả. Đây chính là sự cường hãn của cửu ngũ chí tôn thân, có thể đem khí tượng cấp bậc thấp hoàn toàn áp chế đi, giống như quân vương thống trị thần dân. Ca ca ta, Đông Phương Kính Nguyệt nói. Phong Phi Vân có hơi kinh ngạc, nói. Ca ca ngươi, chẳng lẽ chính là cái người đầu uống nước? Cảnh Phong đại chí sư của cổ cương tộc đã từng viết một phong thơ cho Phong Phi Vân, bảo hắn mang theo phong thư này đến Tử Tiêu Phủ Thành tìm ca ca của Đông Phương Kính Nguyệt, để cho hắn giúp một tay hóa giải ân oán giữa Phong Phi Vân và Đông Phương Kính Nguyệt. Nhưng mà khi đó, Cảnh Phong đại chí sư hiểu lầm chính là Đông Phương Kính Nguyệt bởi vì thích Phong Phi Vân nên mới truy sát hắn, cho nên đã sớm lấy Ngọc Phi Phủ báo cho Đông Phương Kính Thủy. Trong lòng Phong Phi Vân có mờ ám, không có nói thật, hiển nhiên là không dám đi tìm ca ca của Đông Phương Kính Nguyệt, cho nên phong thơ kia vẫn luôn được cất ở trên người hắn, nếu không phải ca ca của nàng đột nhiên xuất hiện, sợ là Phong Phi Vân cũng đã quên mất chuyện này. Là Đông Phương Kính Thủy, không phải là đầu uống nước. Ở trước mặt hắn ngươi vẫn nên nói chuyện đàng hoàng một chút, nếu không thì hắn rất có thể sẽ một tát lấy mất đầu của ngươi như là quả dưa hấu bị đập bể vậy. Đông Phương Kính Nguyệt tức giận. Phong Phi Vân hiển nhiên cũng nhìn thấu được Đông Phương Kính Thủy tương đối quá tà ma, tuyệt đối không có chút hiền lành nào, mà đúng lúc này, Đông Phương Kính Thủy đứng ở trên đám mây lại chợt đưa mắt nhìn chăm chú vào trên người của Phong Phi Vân. Chẳng qua chỉ là một ánh mắt.
Phong Phi Vân chỉ cảm thấy trong đại não phát sinh ra một tiếng sấm sét, chấn đắc làm hắn choáng váng, thiếu chút nữa đã ngã xuống đất ngất đi. Đông Phương Kính Thủy khẽ gật đầu, cười tà ma một tiếng, miệng lưỡi cọ sát mài rũa, nghi ngờ nói một câu. Đây chính là tên tiểu tử mà Cảnh Phong đại trí sư nhắc tới. Chậc chậc, nhãn quang cũng không tệ, giết người trước, sau đó sẽ xử lý chuyện này sau. Nếu nói giúp người thân không giúp người ngoài, thì tên nam nhân mà muội muội vừa ý, há lại có đạo lý đào thoát, cũng là có thể cắt đứt hai chân của hắn trước, sau đó sẽ khiên hắn đến Long Hồ, bái đường thành thân. Bởi vì hắn đứng ở trong đám mây, tiếng gió và tiếng mưa làm cho thanh âm của hắn hoàn toàn bị bao phủ, căn bản không có nghe được câu nói lẩm bẩm của hắn. Trong mắt của Đông Phương Kính Thủy lại tràn đầy chiến ý, lại có vẻ vui mừng bức thiết. Nếu như Phong Phi Vân biết rõ suy nghĩ trong lòng của nhất đại sử thi cấp bậc thiên tài này, sợ lẽ sẽ liền ói ra máu, mắng to rằng quả nhiên là loại đầu uống nước. Đông Phương Kính Thủy liền như một vị ma thần, tà khí trên người rất nặng, mày kiếm dựng ngược, gương mặt uy phong mà không mất đi vẻ tuấn tú. Một cỗ khí phách và tà khí lượn lờ chung quanh thân thể, chúng biến thành đám mây màu đen. Áo choàng trên người đỏ tươi như máu đang không ngừng tung bay, trông cực kỳ dễ coi. Trên trán công tử Vô Hà liền hiện ra vài nếp nhăn, hiển nhiên đã nhận ra thân phận kẻ vừa mới đến. Nam nhân đặc biệt giống như Đông Phương Kính Thủy vậy, bất kể đi đến chỗ nào đều là khí thế mười phần. Cho dù là người chưa từng gặp hắn thì khẳng định cũng đã nghe qua đại danh của hắn, nên có thể chỉ vừa liếc mắt liền đã nhận ra hắn. Thiên tài cấp bậc bát đại sử thi của thần Tấn Vương Triều, Đông Phương Kính Thủy. Công tử Vô Hà nhẹ nhàng lui về phía sau một bước. Trong đôi mắt toát ra từng đạo hào quang nhìn thẳng vào mắt hổ của Đông Phương Kính Thủy, lại nói. Ma đạo song tu, tự nghĩ ra đạo thể chủng ma đại pháp, hôm nay gặp mặt quả nhiên phong độ bất phàm. Công tử Vô Hà mặt mũi tươi cười, mặc dù trong lòng có thêm vài phần cẩn thận, nhưng là hoàn toàn không có ý sợ hãi. Thiên tài cấp bậc bát đại sử thi của thần Tấn Vương Triều, công tử Vô Hà. Ngươi là vương tử điện hạ Bà La Quốc. Có thể tu luyện thành công bí điển tối cao Bạch Long thần kiếm của Hoàng thất Bà La Quốc sao? Đông Phương Kính Thủy vẫn cứ đứng ở đám mây mà quan sát xuống phía dưới, hai tay ôm quyền, áo giáp trên người hắt ra những ánh sáng chói mắt. Phong Phi Vân bừng tỉnh, khó trách tỏ ra kiêu ngạo như thế. Thì ra hai người đều là một thiên tài trong bát đại sử thi của thần Tấn Vương Triều, là bậc vương giả trong thế hệ trẻ tuổi, từ nhỏ bất bại, đùa với trời cao. Chỉ có điều công tử Vô Hà không là vương tử Bà La Quốc gì cả, vậy làm thế nào lại được xưng là một thiên tài cấp bát đại sử thi trong thần Tấn Vương Triều? Đông Phương Kính Nguyệt tựa hồ nhìn ra nghi hoặc trong lòng Phong Phi Vân nên nói. Thần Tấn Vương Triều chính là một quốc gia khổng lồ, xứ sở vô biên vô tận, dân cư ngàn ức. Mà Bà La Quốc chính là một tiểu quốc biên tùy bên cạnh thần Tấn Vương Triều. Là một nước phụ thuộc về thần Tấn Vương Triều, công tử Vô Hà tài năng thiên tư tuyệt đỉnh. Chưa từng thất bại, cho nên được vạn tượng tháp liệt vào một thiên tài cấp bậc bát đại sử thi của thần Tấn Vương Triều. Các tiểu quốc phụ chung quanh thuộc thần Tấn Vương Triều rất nhiều, Phong Phi Vân đã đọc qua quyển giáo trình địa lý thần Tấn Vương Triều. Hắn biết chung quanh thần Tấn Vương Triều có rất nhiều quốc gia nhỏ, chỉ là nước phụ thuộc lớn nhỏ mà có đến 300 cái. Bà La Quốc hẳn chính là quốc gia tương đối lớn trong số 300 nước phụ thuộc này. Quả nhiên là vương tử một nước, khó trách lẳng lơ như thế. Phong Phi Vân và Đông Phương Kính Nguyệt giờ phút này đều lùi lại rất xa, bởi biết rằng giữa hai vị thiên tài cấp bậc sử thi này, hôm nay tất sẽ đánh nhau một trận. Đến lúc đó phỏng đoán sẽ trời long đất lở, sụp đổ một chốn sơn hà. Nếu mà đứng ở gần quá thì sẽ chết không có chỗ chôn. Hai người này đều là nhân vật cấp tuyệt đỉnh, Phong Phi Vân tự nhận là cho dù có tu luyện bất tử Phượng Hoàng Thanh, thì trong vòng 3 năm cũng không cách nào ganh đua cao thấp cùng bọn họ. Dù sao hai người này đều là thiên tài siêu cấp, hơn nữa từ nhỏ lại bắt đầu tu luyện thần thông bí pháp tối cao nhất. Mà Phong Phi Vân bắt đầu thật sự quá muộn, đến thời gian gần đây cũng mới tu luyện mấy tháng thôi, làm sao có thể so sánh với người khác đã khổ tu mấy chục năm. Đều là thiên tài, ai dùng thời gian càng nhiều, ai khắc khổ nhiều hơn, như vậy người đó chính là vương giả đứng đầu. Tu vi của Đông Phương Kính Nguyệt mặc dù đủ để đứng ở một chỗ gần để xem cuộc chiến. Nhưng mà nàng thấy tốt hơn là cứ theo Phong Phi Vân cùng thối lui đến hơn mấy chục dặm đến giữa Kính Hoàn Sơn. Hai người đứng ở trên một ngọn núi, ngắm nhìn về hướng xa xa.
một đạo thiên lôi từ trên trời cao giáng xuống, lực lượng âm thanh công phá cực mạnh, tựa như hai khối thần thiết đang va chạm đâm tới làm màng nhĩ người ta phải đau nhói. Có long hình kiếm khí cùng thiên lôi đen xì công phạt lẫn nhau, đánh đến mưa gió đột nhiên ngừng lại, còn đất trời mù mịt. Tiếng sấm sét cuồn cuộn không ngớt, tiếng kiếm khí xé gió không dứt bên tai. Rầm rầm, cả mặt đất đều bắt đầu dao động, mặc dù vẫn còn đứng ngoài cách xa mấy chục dặm, nhưng đều có thể cảm giác được thân thể đang lắc lư lay động. Quả nhiên là hai kẻ biến thái, cảnh tượng chiến đấu đến bầu trời đen kịt, tựa như hai đạo long quyển, vòi rồng đang uốn lượn trên bầu trời. Mỗi một chiêu va chạm đều đánh ra tia chớp sát phạt vô biên vô tận. Chiến đấu tiến hành đã một canh giờ cũng không hề dừng lại, ngược lại càng ngày càng khủng bố. Nó biến mặt đất thành đất khô cằn, cả một quả núi nhỏ đều bị đánh cho thành đất bằng phẳng, cỏ cây bị nghiền nát thành phấn, trên mặt đất chỉ còn hoàng thổ. Phong Phi Vân cảm giác được một cỗ chiến ý bừng bừng. Cái này đại biểu chiến đấu giữa bậc vương giả của thế hệ trẻ tuổi. Mặc dù nó phát sinh trong rừng sâu núi thẳm, nhưng mà có khả năng dự liệu rằng không lâu sau, tin tức ở nơi này sẽ bị lan truyền đi. Hai vị thiên tài cấp bậc sử thi đại chiến làm kinh động sợ hãi thiên hạ, sẽ trở thành chủ đề đàm đạo của đám anh tài nam nữ hơn người trong lớp tu tiên giới của thần Tấn Vương Triều. Bọn họ chính là hai mục tiêu của tu tiên giới, rất nhiều người đều lấy bọn họ làm mục tiêu, biến bọn họ trở thành đối tượng, hy vọng có thể đánh một trận nổi danh cho thiên hạ biết. Mà Phong Phi Vân giờ phút này chỉ thấy chứng kiến trận đại chiến này, giờ phút này trong thân thể chiến hắn huyết sôi sùng sục. Nếu không phải do tu vi chênh lệch quá lớn, hắn rất muốn cũng xông tới, đại chiến một hồi cùng hai vị vương giả của thế hệ trẻ tuổi. Giờ phút này Phong Phi Vân vẫn còn chỉ có thể coi là tiểu nhân vật, hoàn toàn không có cách nào để cùng so sánh với hai vị thiên tài cấp bậc sử thi. Đông Phương Kính Nguyệt nói, với thiên phú bẩm sinh của ngươi, nếu mà lại tu luyện thêm 20 năm thì nhất định có thể đạt tới trình độ hiện tại của bọn họ. Nàng vẻn vẹn đúng là nói đạt tới trình độ hiện tại của bọn họ. Mà sau 20 năm, hai vị thiên tài cấp bậc sử thi chỉ sợ sẽ có tu vi càng sâu không lường được hơn mà thôi. Ngầm trong ngụ ý của nàng, căn bản không xem trọng rằng Phong Phi Vân có thể cao hơn hai người này. Mà trên thực tế lúc trước chính là một chuyện không có khả năng làm được. Nên cũng không thể trách nàng xem thường Phong Phi Vân. Ngược lại nàng cảm giác được rằng chính mình đang an ủi Phong Phi Vân. Dù sao sau 20 năm, nếu mà Phong Phi Vân thật sự có thể đạt tới trình độ như công tử Vô Hà và Đông Phương Kính Thủy vậy, thế thì hắn cũng có thể được xưng là thiên tài cấp bậc sử thi. Phong Phi Vân lắc đầu, đáp. Trong vòng 5 năm, ta nhất định có thể ganh đua cao thấp cùng bọn họ. Đến lúc đó nhất định đều sẽ dẫm nát thiên tài cấp bậc bát đại sử thi dưới chân, xông lên trời cao, đánh nhau với cự kình đại nhân vật. Trên con đường tu tiên này, nhất định phải gặp rất nhiều kẻ mạnh mẽ, nên không được sợ hãi khiêu chiến. Trong thế giới cường giả như rừng này phải tiến đánh một mảnh đất thuộc về địa vị của chính mình. Như vậy mới có thể đi được nhanh hơn so sánh với những người khác trên con đường tu tiên, đạo lý này Phong Phi Vân so sánh bất luận kẻ nào đều biết. 5 năm nói dài cũng không dài, nói ngắn cũng không ngắn. Nhưng mà theo Đông Phương Kính Nguyệt xem ra, hắn muốn trong thời gian 5 năm mà đạt tới trình độ thiên tài cấp bậc sử thi, thật sự là có vẻ như hơi nằm mơ giữa ban ngày, nên trong lòng cũng không tin chút nào. Đông Phương Kính Nguyệt, ở đây ta có lời xin lỗi ngươi. Phong Phi Vân trầm tư thật lâu mới nói ra được một câu như vậy. Muốn một người đàn ông nói xin lỗi với một nữ nhân, đích xác không phải là một chuyện dễ dàng. Mắt ngọc của Đông Phương Kính Nguyệt hơi mờ đi, có vẻ cảm thấy kinh ngạc. Thật giống như nghe được một câu nói khó có thể tin nổi nhất. Cuối cùng không nhịn được nàng bật cười thành tiếng. Nhìn thấy chiến lực vô song anh của ta, đủ sức vô địch thiên hạ, nên hiện tại biết nhận lỗi. Ngươi thật đúng là loại người nhu nhược. Phong Phi Vân lạnh nhạt hầm hừ một tiếng. Ta nói xin lỗi với cũng không có nửa xu quan hệ đến anh ngươi. Chỉ là lúc trước ta tưởng ngươi đến Phong gia, mật báo với gia chủ Phong gia cho nên mắng ngươi một câu tiện nhân. Chuyện này đích thật là ta phát sinh hiểu lầm ngươi, ta chỉ là vì điều này mà nói xin lỗi ngươi thôi. Còn về phần ân oán giữa chúng ta vẫn không xong như trước. Thật buồn cười, nếu dùng lời nói khó nghe một chút thì cho dù là ca ngươi thật sự ra tay, cũng chưa chắc có thể làm gì được ta. Phong Phi Vân cũng là một người ân oán phân minh, cô nàng chết tiệt Đông Phương Kính Nguyệt này mặc dù đáng hận, nhưng mà lại đích xác được cho là một thiếu nữ quang minh lỗi lạc. Phát sinh hiểu lầm chính là phát sinh hiểu lầm.
nói lời xin lỗi với nàng thì trên người cũng sẽ không mất đi hai lạng thịt. Chỉ là cái tên đại thánh hiền chó má gì kia lại chạy đến Phong Gia há mồm nói lung tung, đích thật là khiến cho Phong Phi Vân cảm giác rất tức giận. Nếu mà hắn biết đại thánh hiền này là ai thì đừng có để hắn bắt gặp được, ắt sẽ vả cho hai cái tát lệch mặt. Đông Phương Kính Nguyệt thật giống như lại lần nữa nhận ra khía cạnh khác của Phong Phi Vân, nàng cười nói. Đại trượng phu mà có bao dung là đáng quý. Phong Phi Vân, nếu như ngươi mà gia nhập gia tộc Ngân Câu chúng ta, trở thành thuộc hạ của ta, thì ân oán giữa chúng ta không những được xóa bỏ, còn có thể lại được gia tộc Ngân Câu che chở và bồi dưỡng trọng điểm. Gia tộc Ngân Câu chúng ta đối với thiên tài tuấn kiệt chính là ai đến cũng không cự tuyệt. Đông Phương Kính Nguyệt từ ban đầu nhìn thấy Phong Phi Vân, liền có chút tán thưởng khen ngợi hắn. Nếu không phải bởi vì phát sinh vài trường hợp hiểu lầm thì quan hệ giữa hai người cũng không thể lại trở nên bế tắc như vậy. Giờ phút này, Phong Phi Vân làm ra nhượng bộ trước, khiến cho Đông Phương Kính Nguyệt có một chỗ để xuống thang. Vì vậy nàng lại động lòng nảy tâm tư muốn lôi kéo. Chỉ là cảm giác của nàng có hơi không giống trước, trong đó tựa hồ vẫn còn pha lẫn một chút tâm tình khác. Trong mắt Đông Phương Kính Nguyệt mang theo vẻ chờ mong, nhưng là lại bị che giấu thật sự kín đáo, cũng không biểu lộ ra ngoài chút nào. Đông Phương cô nương đích thật là một người rất khoan dung. Trong nữ nhân thiên hạ không một người nào có thể sánh được hơn ngươi. Chỉ tiếc Phong Phi Vân ta không phải một kẻ thích ăn nhờ ở đậu. Con đường tương lai ở dưới chân chính mình. Nếu mà tương lai có một ngày chúng ta còn có thể gặp mặt, hy vọng đến lúc đó chúng ta không hề là hô đánh hô giết với nhau nữa. Ít nhất có khả năng ngồi xuống uống với nhau một chén trà. Đang thấy Đông Phương Kính Thủy và công tử Vô Hà đánh một trận đỉnh cao, đã làm thần kinh Phong Phi Vân kích thích mãnh liệt. Hắn quyết định sau khi đưa Nạp Lan Phật Y và Phỉ Thúy Phật Châu đến chỗ Tửu Nhục Hòa Thượng, liền sẽ rời đến Kính Hoàn Sơn bế quan tu luyện. Tu vi không đạt được, tuyệt không xuất quan. Tu vi mới có thể quyết định tất cả, Phong Phi Vân cảm giác mãnh liệt chính mình hiện tại không đủ. Nếu mà không có lực lượng của vô địch thiền trượng, hắn thậm chí chỉ có thể coi là một tu sĩ tiên căn trung kỳ, căn bản vô phương chân chính đánh một trận cùng cường giả. Trong mắt Đông Phương Kính Nguyệt lóe ra một tia thất vọng, nhưng mà trên dung nhan tuyệt mỹ lại nở rộ ra nụ cười. Thì ra ở trong lòng của ngươi, đánh giá đối với ta không ngờ lại cao như thế. Kỳ thật trong lòng ta một mực có một vấn đề cũng muốn hỏi ngươi, Thủy Nguyệt Đình kia rốt cuộc là gì của ngươi, thật sự là có vóc người giống với ta như vậy sao? Khiến ngươi lại hai lần nhận nhầm ta thành nàng ấy. Trái tim Phong Phi Vân thật giống như bị lưỡi dao hung hăng xía cho một cái. Hai tay gắt gao nắm chặt phát ra âm thanh răng rắc, hắn cắn răng nói. Một nữ nhân đẹp nhất, độc nhất, mạnh nhất thiên hạ. Cũng là đại địch từ lúc sanh ra của ta. Chỉ có chính tay đâm nàng dưới đao mình, thì đạo tâm của ta mới có thể không có sơ hở, đạt tới đỉnh cao con đường tu tiên. Nhưng mà ta cuối cùng cảm giác, ngươi không giết được nàng. Bởi vì ngươi nhận nhầm ta thành nàng, nhưng lại cũng không hạ thủ giết ta. Vậy thì làm sao ngươi giết được nàng? Đông Phương Kính Nguyệt là một nữ nhân vô cùng thông minh. Nàng biết trong lòng Phong Phi Vân đối với Thủy Nguyệt Đình tuyệt đối không chỉ có hận ý. Nhưng trong lòng nàng cũng có vài phần ghen tuông. Thì ra chính mình từ đầu đến cuối đều vẻn vẹn chỉ là bóng dáng của một nữ nhân khác. Phong Phi Vân biến nàng trở thành Thủy Nguyệt Đình, cho nên mới đối địch cùng nàng. Phong Phi Vân biến nàng trở thành Thủy Nguyệt Đình, mới cứu nàng trong Thương Sinh Động Phủ. Phong Phi Vân biến nàng trở thành Thủy Nguyệt Đình, cho nên mới không tiếc làm địch với công tử Vô Hạ. Tất cả đều vẻn vẹn chỉ là bởi vì Thủy Nguyệt Đình, mà không phải vì Đông Phương Kính Nguyệt nàng. Một người, một bóng dáng. Phong Phi Vân không trả lời câu nói của nàng, có lẽ hiện tại hắn cũng trả lời không được, lại có thể là hắn lảng tránh vấn đề này. Hắn chỉ là xoay người liền đi, lao nhanh về hướng chỗ sâu trong Kính Hoàn Sơn, nhắm phương hướng tới Thương Sinh Động Phủ. Bóng lưng của hắn tràn ngập lực lượng, có một cỗ khí thế chưa từng có từ trước đến nay, tựa hồ một lần đi này liền không bao giờ quay trở về nữa, cũng sẽ không còn được gặp lại hắn. Phong Phi Vân, nếu là có một ngày ngươi lâm vào cảnh cùng đường, thì có thể đến thần đô tìm ta. Long hồ tam thiên lý, bạch ngọc quải ngân câu, long hồ 3000 dặm, bạch ngọc sánh ngân câu. Đông Phương Kính Nguyệt nhìn Phong Phi Vân dần dần đi xa, trong lòng không có một chút vui mừng, ngược lại tràn ngập một sự mất mát thấp thoáng. Loại cảm giác này tới không hiểu ra sao cả, tịnh không có nguyên nhân. Phải nhiều năm sau, nàng mới biết được đó là một tình cảm lờ mờ. Phong Phi Vân cuối cùng đã biến mất ở trong dãy núi.
cũng không biết hắn có thể nghe được lời của nàng hay không. Đông Phương Kính Nguyệt đứng một mình trên đỉnh Thúy Phong, nàng nhìn mưa rơi đầy trời mà bất động hồi lâu. Ầm, 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 ầm. Một đám mây chiến hạ xuống, khí đen đầy trời đều tan đi. Đông Phương Kính Thủy mặc áo giáp, khoác áo choàng màu đỏ tươi đã đứng ở bên cạnh nàng. Hắn vẫn cực kỳ khí phách, tà khí hào hùng. Hắn mài quyền soàn soạt, cánh tay cứng rắn như sắt đá, mắt hổ sắc bén như muốn xuyên thủng lòng người. Mặc dù hắn đứng trên mặt đất như vậy, nhưng lại như một tấm bia đá cắm ở đỉnh núi, vạn năm bất diệt. Thắng bại như thế nào? Đông Phương Kính Nguyệt nhận lấy cái khăn che mặt trắng tinh từ trong tay ca ca, rồi lại quấn ra sau đầu, che lấp đi tuyệt đại dung nhan nghiêng nước nghiêng thành. Cái khăn che mặt này chính là Đông Phương Kính Thủy đoạt lại được từ trong tay công tử Vô Hà. Bạch Long thần kiếm của Tô Quân đã tu luyện tới tầng thứ 6, kiếm khí có thể hóa thành long hình. Vừa rồi chúng ta đánh nhau hơn 700 chiêu, chẳng phân biệt được thắng bại. Đông Phương Kính Thủy chắp tay đứng thẳng, lồng ngực rộng rãi ưỡn ra, chiến ý trên người vẫn không hoàn toàn mất đi. Hắn lại nói, nhưng mà chúng ta đều cảm giác được ở trong Kính Hoàn Sơn vừa phát sinh sự biến đổi lớn lao làm kinh động thế gian, cho nên đồng thời thu tay lại, cũng không có đại chiến đến cùng. Rất nhiều tuyệt học cũng chưa đem ra dùng, nếu mà thời gian và địa điểm cho phép, thì sau 8.000 chiêu hẳn là có thể phân ra thắng bại. Đông Phương Kính Nguyệt đáp, không ngờ dâm tặc này lại mạnh như thế, tuyệt học của Hoàng thất Bà La Quốc quả nhiên xứng đáng kiêu ngạo với thiên hạ. Có thể tu luyện Bạch Long thần kiếm tới tầng thứ 6, xem ra hắn hẳn là đã được chân truyền từ vị cự kình cực mạnh nào đó của Bà La Quốc. Vị cự kình cực mạnh kia chính là nhân vật trong truyền thuyết, rất có thể đã ngã xuống. Những chuyện trong lời đồn đại không nhất thiết quá mức giống sự thật. Đông Phương Kính Thủy đưa mắt quét về bốn phía nhìn xung quanh, liếc nhìn giữa đám sông núi khe rãnh, tựa hồ đang tìm người nào đó. Hắn tìm kiếm mọi nơi, nhưng rồi không thấy một chút bóng dáng đối phương. Phong Phi Vân đâu? Đông Phương Kính Thủy mặc dù ma khí sôi sùng sục, nhưng là giờ phút này khóe miệng lại lộ ra nụ cười, ở trước mặt muội muội mà hắn thương yêu nhất, hắn cũng là ngoan ngoãn hiền lành đi không ít. Đông Phương Kính Nguyệt không khỏi kinh ngạc. Làm sao ca ca biết hắn tên là Phong Phi Vân? Đông Phương Kính Thủy lấy ra từ trong ngực một quả ngọc phi phù mà nói. Không lâu trước đây, Cảnh Phong Đại Chí Sư từng truyền tin cho ta, mọi chuyện giữa bọn ngươi đều đã nói cho ta. Bảo cho ta hỗ trợ đứng giữa hóa giải. Hắn rất muốn lại thêm một câu. Tại sao muội lại coi trọng tiểu tử này? Nhưng mà lời đến khóe miệng thì hắn lại nuốt trở vào. Dù sao muội muội của mình hình mũi lên trời, cái nhìn tự nhiên không có sai. Không ngờ lão chết tiệt kia lại xen vào việc của người khác như vậy. Đông Phương Kính Nguyệt nghiến hàm răng kèn kẹt một cái, rồi lại hung hăng trợn mắt liếc nhìn ca ca của mình mà hỏi. Vậy ca ca là giúp hắn, hay là giúp ta? Đông Phương Kính Thủy nhìn thấy muội muội của mình lại có vẻ mặt như vậy, thì cho là nàng ngượng ngùng lẫn tức giận, trong lòng càng khẳng định hơn những lời Cảnh Phong Đại Chí Sư đã nói. Xem ra một vị muội muội của mình này bình thường như núi băng, nay thật sự là có người yêu. Ta đương nhiên là đứng ở bên phía muội rồi. Đông Phương Kính Thủy đáp. Đông Phương Kính Nguyệt nói. Tốt lắm, hiện tại ca ca phải đi bắt hắn về cho muội. Muội phải đem hắn về Thần Đô Long Hồ, nhốt hắn vào trong nhà tù, dùng 18 loại hình pháp để hành hạ hắn thì mới có thể làm tiêu tan mối hận trong lòng của muội. Đông Phương Kính Thủy ha ha phá lên cười. Biết muội muội của mình là da mặt mỏng, không dám dễ dàng thừa nhận chính mình có người yêu, cho nên mới dùng loại giọng điệu kịch liệt như vậy. Như vậy có thể hơi quá độc ác một chút hay không? Một nữ nhân nếu là rất hung dữ, thường thường sẽ hù dọa nam nhân bỏ chạy hết sạch. Đông Phương Kính Thủy thở dài nói. Hắn chạy trốn rồi chứ? Đông Phương Kính Nguyệt nói dữ dằn. Có muội muội của ta trông coi thì hắn muốn đi nơi nào cũng không chạy được. Đông Phương Kính Thủy nói với vẻ giễu cợt trêu ghẹo. Đông Phương Kính Nguyệt tựa hồ là không nghe được ẩn ý trong lời nói của hắn. Nàng tức tối dậm chân mà nói. Vậy cuộc ca ca có giúp muội bắt hắn hay không? Ha ha, ta xem muội không phải muốn bắt hắn, mà là muốn cứu hắn. Đông Phương Kính Thủy phá lên cười, âm thanh vang vọng trời mây. Không thể nào. Đông Phương Kính Nguyệt nói. Tiểu tử Phong Phi Vân này chính là yêu ma chi tử. Trong thân thể có yêu ma chi huyết chảy, đã trở thành đối tượng săn giết của vô số cao thủ Phong gia. Không chỉ có là Phong gia,
hiện tại rất nhiều thế lực lớn ở phủ Nam Thái đều muốn lấy cái mạng của Phong Phi Vân. Những thế lực lớn này đều không mong muốn Phong gia chiếm được yêu ma chi huyết để tế luyện ra yêu ma chiến y. Cho nên Phong Phi Vân nhất định phải chết, hiện tại chính là lúc các tu tiên giả đang chạy tới giết hắn. Coi như không có 10.000 thì phỏng đoán cũng có 8.000. Đông Phương Kính Thủy mặc dù nhìn là kỳ quái, nhưng mà tâm tư lại cực kỳ kín đáo. Hắn nói, nếu muốn cứu hắn chỉ có một biện pháp, đó chính là để cho hắn ở chung một chỗ với chúng ta. Muội sai khiến ta đi bắt hắn, đây không phải đang cứu hắn thì là cái gì? Đông Phương Kính Thủy khóe miệng nhếch lên thành một vệt cong, tựa hồ nhìn thấu tâm tư của muội muội. Chính tự mình Đông Phương Kính Nguyệt cũng không biết rõ ràng lắm nguyên do trong đó. Có lẽ thật sự như ca ca nói, chính mình vẻn vẹn chỉ là muốn cứu hắn một mạng, không muốn thấy hắn chết dưới loạn đao, phơi thây hoang dã. Làm thế nào mà ca ca biết được rõ ràng như vậy, chẳng lẽ kẻ đi Phong ra mật báo kia chính là ca ca? Đông Phương Kính Nguyệt lạnh lùng trợn mắt liếc nhìn Đông Phương Kính Thủy, trong mắt nhung lộ vẻ trách cứ. Đông Phương Kính Thủy vẫn còn chưa từng bị muội muội của mình trợn mắt nhìn như vậy, trong lòng không khỏi cảm khái, nữ nhân này có người yêu thì đều là lục thân không nhận a. Hắn không hề mở miệng nói gì, nhưng mà đã có người mở miệng trước. Loại thủ đoạn tài ba như vậy thì ca ca của ngươi là không làm được, chỉ có nhị gia gia ta của ngươi mới có thể khôn khéo đến như vậy, liền xuất ra chiêu giải quyết tận gốc này. Từ bầu trời có một đạo hào quang bay tới. Trong hào quang tựa hồ có một bóng người, đang cưỡi một con phi thú. Đây là một ông lão xấu xí tóc tai rối bù, cưỡi trên lưng một con sơn dương nhỏ. Y phục trên người lão coi như có chút phú quý, chỉ là lão không có tắm rửa qua trong không biết bao nhiêu năm nên trên mặt phủ đầy bụi bặm. Lão mà đi hai bước thì trên mặt đất sẽ rơi xuống một tầng cho bụi. Thân hình lão cực kỳ gầy đét, giống nhau như đúc cùng với con sơn dương gầy trơ cả xương dưới thân kia. Trông lão thật giống như một lão chăn dê vừa mới đi ra từ khe suối nào đó. Trong tay của lão cầm một cái tẩu hút thuốc lá, trong miệng khói thuốc lượn lờ, phun ra những vòng tròn đầy mùi vị thuốc lá thấp kém. Nhị gia gia, sao người lại tới phủ Nam Thái này? Đông Phương Kính Nguyệt nhìn chăm chú ông lão trước mắt này, vô phương che giấu sự vui sướng trong lòng. Nếu so sánh với ông nội nàng thì ông lão xấu xí trước mắt này chính là còn phải thương yêu nàng hơn. Từ nhỏ đến lớn, chỉ cần là món đồ mà nàng muốn có được, nhị gia gia đều sẽ không chút do dự giúp nàng kiếm cho bằng được. Lão gia hỏa này chính là một lão ngoan đồng, già mà tính tình như trẻ con, từ nhỏ liền chơi đùa thật sự sung sướng với Đông Phương Kính Nguyệt. Hơn nữa lão gia hỏa này có địa vị cực cao tại gia tộc Ngân Câu, mà ngay cả gia chủ đều phải nhường lão ba phần, tu vi sâu không lường được. Chuyện đại sự cả đời của Nguyệt nha đầu, đó chính là chuyện lớn nhất thiên hạ. Đừng nói thần đô và thành tử Tiêu phủ cách xa nhau 20.000 dặm, coi như là cách xa nhau 200.000 dặm. Thì nhị gia gia ta cũng thúc ngựa không ngừng vó câu chạy tới, để giúp Nguyệt nha đầu giải quyết chuyện to lớn này. Đát đát, con dê gầy chậm rãi hạ xuống từ tầng mây. Ông lão xấu xí kia vẫn cứ ngồi ở trên lưng dê rít khói thuốc, một đôi nheo lại đang cười đến chỉ còn một khe hở nhỏ. Đông Phương Kính Nguyệt trong lòng giật thột một cái, liền hỏi. Vậy đại thánh hiền đi Phong ra qua loa nói chuyện lung tung chính là người. Hắc hắc, nhị gia gia ta lần này làm quá là hay đi. Ta vừa mới tới đứng ở trước cánh cửa đại môn của Phong gia, hắc hắc, thì con cháu lão Quy Phong Nam Thiên kia lập tức đúng là đứng tránh sang một bên. Sau đó ta liền nói chuyện của các ngươi với hắn ta. Ngươi đoán hắn nói như thế nào? Nhị gia gia để tẩu thuốc lá xuống, thật giống như đang kể chuyện mà rất có cảm giác đắc ý liền phun ra một ngọn nước miếng nhỏ. Đông Phương Kính Nguyệt tức thì trực tiếp tóm lấy mớ tóc rối bù của ông lão xấu xí, lôi lão từ trên lưng con sơn dương gầy xuống. Rất muốn đạp hai cái vào miệng lão. Người lần này khiến cháu và Phong Phi Vân đều bị hại thảm. Cái này không phải hỗ trợ, quả thực chính là hại người rất nặng. Đông Phương Kính Nguyệt đã siết chặt quyền, muốn nện hai quyền trên mặt lão gia hỏa này. Nhị gia gia hoảng hốt, vội nói. Trời đất chứng giám a, nhị gia gia ta đây thực sự đều là vì muốn tốt cho cháu a. Cháu thử nghĩ đi a, chỉ có dồn tiểu tử Phong Phi Vân kia đến chỗ sinh tử tuyệt địa. Cùng đường, hắn mới có thể đúng là đi vào khuôn khổ. Đến lúc đó căn bản là không cần cháu theo đuổi hắn, chính hắn sẽ mặt dày mày dạn đến năn nỉ cháu. Hiện nay mỗi thế lực lớn khắp cả Nam Thái Phủ đều muốn lấy tính mạng của hắn.
chỉ có lại được gia tộc Ngân Câu chúng ta che chở thì hắn mới có thể giữ được mạng sống, nếu không thì chỉ có một con đường chết. Đông Phương Kính Nguyệt chậm rãi thả lỏng quyền ra, ngón tay cũng chậm rãi buông ra, nàng lại trở thành thục nữ mà né tránh sang một bên, khẽ gật đầu. Hiển nhiên cũng hiểu được ông lão xấu xí này nói rất có đạo lý. Nàng không hề tức giận nữa, lại trở nên thanh tân tao nhã, sóng gió không sợ hãi, mang theo một cỗ khí chất của tiên nữ giáng trần. Hừ, không đúng à, ta theo đuổi hắn bao lâu này, ta là muốn lấy mạng tiểu tử này. Hắn từng đánh một quyền trên đầu ta, thù này nếu mà không báo thì trong lòng ta khó yên tĩnh. Trên gương mặt Đông Phương Kính Nguyệt hiện ra một vệt đỏ ửng, may là bị cái khăn bịt mặt che đi. Nếu không nếu nhớ bị hai người ở đây nhìn thấy, thì tâm tư nàng không khỏi tự nhiên trở thành là chưa phá tự vỡ. Cái gì, đồ vô liêm sỉ vương bát đản kia lại dám đánh muội muội của ta, hãy xem ta đi phế bỏ hai cái tay của hắn. Đông Phương Kính Thủy giận dữ, ma vân trên người bốc lên, trực tiếp biến thành một đạo cuồng long màu đen truy theo về hướng Kính Hoàn Sơn. Ầm. Trên người hắn sát khí đằng đằng, giống như phải bầm thây Phong Phi Vân thành vạn đoạn. So với bất kỳ ai khác, Đông Phương Kính Nguyệt chính là đều biết rõ ràng tính tình nóng này của vị ca ca này. Nếu mà thật sự để cho hắn tìm được Phong Phi Vân, phế bỏ đôi cánh tay Phong Phi Vân, thì chuyện như vậy, hắn tuyệt đối dư sức làm được. Nàng vốn định trách mắng Đông Phương Kính Thủy, nhưng mà cũng đã muộn. Thương Sinh Động phủ đen nhánh vô biên vô tận, đã tồn tại trên thế gian hơn 1.800 năm. Vào lúc Thương Sinh tự chìm vào lòng đất, Thương Sinh Động phủ liền tự nhiên xuất hiện ở trong thiên địa. Hiện nay hơn phân nửa phủ Nam Thái đều đã bị kinh động, các thế lực lớn phàm là có thể chạy tới đều đã tập kết ở đây. Chỉ có số ít mấy tiên môn và gia tộc xa xôi bởi vì ở cách thật sự quá xa, nên mới không hề điều động cường giả đến đây kiếm một chén canh. Cơn mưa to đã dừng lại, không khí vẫn còn có hơi ướt át. Di chỉ Thương Sinh tự từ thuở xa xưa vẫn tọa lạc trong lòng đất với phong cách cổ xưa mà lại thần bí. Bên trong mỗi chiếc đèn đồng, mỗi pho tượng kim Phật đều là của quý phi phàm, đã được thấm đẫm Phật vận của các cao tăng Phật môn, có công hiệu tĩnh thần chấn ma. Hơn 1.000 năm trôi qua, tất cả mọi thứ nơi này đều đã biến thành báu vật vô giá, đáng giá cho rất nhiều vị có cấp bậc trí sư phải hao phí tinh lực cả đời để nghiên cứu. Phàm là đám tu tiên giả chạy tới thì rất nhiều người đều là muốn đục nước béo cò. Cho dù không chiếm được thần bảo Phật môn độc nhất vô nhị, nhưng nếu mà có thể nhặt được dẫu chỉ nửa viên Phật châu, như vậy đều được xem như kiếm trác đáng giá. 1.800 năm trước, Thương Sinh tự chính là thánh địa Phật môn số 1 số 2, mỗi một vị tăng nhân bên trong đều là cao tăng Phật môn đắc đạo, đủ để truyền thừa giáo lý, tự lập miếu thờ. Nghe nói vị trụ trì Thương Sinh tự kia chính là một vị đại nhân vật Phật môn khó lường, chính là nhân vật được mọi người kính trọng trong tu Phật giới lúc ấy. Mà ngay cả Tấn Đế Đô lúc đó cũng muốn tôn xưng ngài một tiếng Phật sư. Một tòa thánh địa Phật môn như thế, cao thủ nhiều như mây, nhưng mà đúng là vẫn còn bị người ta diệt sạch, mà ngay cả sơn môn đều bị chấn đến chìm xuống đất, hòa thượng trong chùa cũng bị giết hết. Cũng không biết bọn họ rốt cuộc chọc tới kẻ địch đáng sợ như thế nào, mới đưa tới tai họa bất ngờ như thế. Trong số tu tiên giả chạy tới có rất nhiều người đều sở hữu kiến thức phi phàm. Nghe nói cũng có liên quan đến truyền thuyết Thương Sinh tự. Thế nhưng bọn hắn không ai biết cao tăng trong Thương Sinh tự đều là bị trụ trì giết chết. Thương Sinh tự cũng là bị diệt trong tay trụ trì nhưng lại là bởi vì một nữ nhân. Cái này chính là vụ bê bối của Phật môn, kỳ thật cũng có thánh đồ Phật môn biết đến những điều cực kỳ bí mật, nhưng mà lại đều bị giấu giếm giếm, không muốn công bố sự thật với công chúng. Phong Phi Vân đi theo đông đảo tu tiên giả cùng nhau tiến vào Thương Sinh động phủ. Hắn đứng ở bên ngoài thần miếu đổ nát, ngẩng đầu nhìn về hướng ở phía trên hoàng nê cổ tỉnh. Chỉ thấy nữ thi kia vẫn trôi nổi ở phía trên cổ tỉnh, trên làn da hoàn hảo trắng nõn tỏa sáng như thể châu báu, lấp lánh những vầng ánh sáng thần thánh. Hiu hiu, từng đạo linh tuyền, suối linh đang trôi nổi trong không khí, chúng đang không ngừng chảy vào trong thân thể của nàng, làm sục sôi sức sống tiềm ẩn, muốn tranh thủ cho nàng một tia sinh mệnh ấn ký, do đó sống lại. Người đã chết đi hơn 1.800 năm mà nay muốn sống lại, nói dễ vậy sao? Tu vi của Phong Phi Vân đã từng đạt tới võ hóa cửu trọng, được xưng là đệ nhất thiên hạ, nhưng mà nếu muốn làm cho một người chết đi nay sống lại thì vẫn cần phải trả giá vốn liếng rất nặng nề, cơ hồ có khả năng muốn nửa cái mạng của hắn.
Hơn nữa người có tu vi càng cao, làm sống lại cũng càng khó khăn. Nếu mà vẻn vẹn làm sống lại người bình thường, kiếp trước của Phong Phi Vân chỉ cần tổn thất nửa cái mạng liền có khả năng làm cho đối phương sống lại. Nhưng mà nếu như kẻ chết chính là loại người cấp bậc công tử vô hà này thì cho dù Phong Phi Vân kiếp trước, nếu muốn làm sống lại cũng sẽ bị nguy hiểm đến tính mạng. Cho nên coi như là người có tu vi sâu xa khó dò, thì cũng tuyệt đối sẽ không đi làm sống lại người khác. Bởi vì cái đó không chỉ có cần phải dùng đến phép cấm, càng là cần phải mang tính mạng của mình đi đánh cuộc, hơn nữa tỷ lệ thành công còn không đến 1%. Nghịch thiên sửa mệnh thì mức độ gian nan có thể nghĩ. Vị nữ thi này mặc dù sắc mặt tái nhợt, nhưng mà lại có gương mặt tinh xảo đẹp đẽ, dáng người thon thả làm cho người ta phải thán phục. Cũng khó trách vị trụ trì thương sinh tự lại si tình với nàng, chịu chết vì nàng. Mà ngay cả sau khi đã chết vẫn đều nhớ mãi không quên, muốn Phong Phi Vân tha cho nàng một mạng. Ta đáng chết, nàng nên còn sống. Trong miệng Phong Phi Vân lại niệm ra một câu này. Nếu mà hiện tại hắn liền giao Nạp Lan Phật Y và Phỉ Thúy Phật Châu cho Tử Nhục Hòa Thượng, như vậy với tu vi của Tử Nhục Hòa Thượng lại có thêm hai kiện Phật môn thánh bảo, tất nhiên sẽ hủy hoại sinh lộ cuối cùng của nữ thi kia, siêu độ nàng thành một nắm đất đen, hoặc là hóa thành một khối bạch cốt. Nhưng thế này thì làm sao không làm thất vọng trụ trì thương sinh tự đã phó thác lúc lâm chung đây. Một đạo linh khí kích động ra từ trên người nữ thi kia, ngón tay của nàng tựa hồ nhẹ nhàng di động một cái. Rất nhiều người đều mơ hồ thấy được một cảnh này, nhưng mà lại đều dụi dụi mắt vài lần, cho là chính mình nhìn lầm rồi. Đích xác, ngón tay một người chết lại có hơi cử động. Loại rung động không thua xác chết nhỏm dậy. Quả thực có hơi nghe rợn cả người. Có người không nhịn được tò mò trong lòng, đi về hướng tới Hoàng Nê Cổ Tỉnh. Nhưng mà còn chưa tới chỗ cách 10 trượng, thì từ mi tâm nữ thi kia liền lại có một tia sáng lạnh bay ra, nó trực tiếp xuyên thủng vị tu tiên giả này, thân thể biến thành bột máu. Tia sáng lạnh kia cực kỳ lợi hại, sau khi xuyên thấu qua thân thể người, vẫn còn đào một cái hố thật sâu trên mặt đất, đen xỉ trống rỗng. Không thấy đáy đâu cả. Một cỗ túc sát chi khí mới rồi kia thật sự quá mức sắc bén, giết người quyết đoán, sát khí bao phủ cả thương sinh tự. Trong thân thể nữ thi này thật sự giấu khí tức tà ác vô biên vô tận, nó đang căm hận cả thế giới. Phong Phi Vân có thể cảm giác được rõ ràng sát ý trong thân thể nàng. Còn chưa sống lại cũng đã nuốt trời ngốn đất, nếu mà để cho nàng sống lại, vậy thì nguy rồi. Cứ giao Nạp Lan Phật Y và Phỉ Thúy Phật Châu cho Tử Nhục Hòa Thượng. Ta liền quyết đoán rời đi. Còn về phần sinh tử của nàng thì cũng không liên quan đến chuyện của ta. Phong Phi Vân không hề do dự nữa, lặng lẽ đi đến chỗ bóng dâm dưới bức tường thấp của thần miếu rồi khắc đổ vân trên mặt đất. Một tòa đài sen nhập trận liền nhanh chóng ngưng tụ thành hình, hắn dẫm trên đài sen, trực tiếp hóa thành một đạo quỷ mị, lắc mình bay vào thương sinh tự. Các ngươi nhìn kìa, có người xông vào thần miếu nhưng mà không bị trận pháp cổ xưa của thần miếu công kích. Mà ngay cả nữ thi ngàn năm kia cũng không hề vận dụng thần niệm giết hắn. Mặc dù Phong Phi Vân đã rất dè dặt, nhưng mà khi hắn phóng qua tường cao thì vẫn bị người ta nhận thấy được. Người kia có dáng dấp rất quen thuộc. Đúng rồi, không phải là phản đồ IA của Phong gia, Phong Phi Vân, yêu ma chi tử trong đồn đại. Chẳng lẽ hắn có liên lạc gì đó cùng với xác ướp cổ ma nhân trong thần miếu này? Cho nên những xác ướp cổ ma nhân này đều không công kích hắn. Nghe nói rất nhiều người đều muốn giết hắn, hắn lại còn dám đến nơi đây. Các ngươi nhìn cao thủ Phong gia đã phát hiện ra nên bắt đầu vây quanh cả thần miếu. Xem ra là đang ôm cây đợi thỏ. Một khi Phong Phi Vân đi ra từ trong thần miếu thì sẽ bị vô tình giết chết tươi, cướp lấy yêu ma chi huyết trong thân thể hắn. Những xác ướp tăng nhân cổ trong thần miếu mặc dù dục dịch bất an, nhưng mà lại cũng không hề lao ra khỏi thần miếu. Chúng bị một cỗ lực lượng vô hình áp chế. Nên chỉ có thể phát ra những tiếng gầm giống tựa như dã thú. Phong Phi Vân cố ý tránh né những xác ướp tăng nhân cổ cường đại này, đi qua giữa những chiếc Phật điện từ thuở xa xưa. Hắn thấy được thương sinh tự suy bại, thời huy hoàng trước đây đều đã kết thúc, chỉ còn lại một vẻ thê lương. Trên Phật tháp cao cao, hợp với một chiếc Phật trúc đèn Phật mờ mờ, đang tỏa ra ánh sáng cực kỳ êm dịu, thật giống như một hạt đậu màu đỏ. Tử Nhục Hòa Thượng lần này không có ăn thịt nướng. Mà đang ngồi xếp bằng dưới Phật trúc, hai tay nắm Phật ấn. Trên đỉnh đầu là một pho tượng Phật màu vàng, trên người tản mát ra một cỗ sức mạnh to lớn mênh mông.
ánh vàng rực rỡ của lão tỏa ra bốn phía, ở trên trán nhỏ dòng dòng những giọt mồ hôi hột. Hiển nhiên lão đang ở gian nan áp chế vật gì đó. Chẳng lẽ lão thật sự đang lấy lực của bản thân để trấn áp những xác ướp tăng nhân cổ trong thần miếu này? Đại hòa thượng, những gì lão muốn thì ta đã mang tới cho ngài. Phong Phi Vân cởi nạp lan Phật y trên người, lại cũng lấy ra phỉ thúy Phật châu rồi đặt ở trước mặt của lão. Cuối cùng Phong Phi Vân cũng để vô địch thiền trượng ở trên mặt đất. Mấy thứ này, mỗi một món đều là chí bảo Phật môn, nhưng mà Phong Phi Vân không có một chút không đành lòng, trong lòng cực kỳ vô tư. Tử nhục hòa thượng vẫn không nhúc nhích, lớp da vàng óng ánh tỏa ra hào quang. Thật giống như một pho kim cương La Hán bất động. Cũng không biết trải qua bao lâu, hắn mới hơi mở mắt. Trong đồng tử kia lại cũng là màu vàng, bên trong in vết hai pho Phật ấn. Thế nhưng mà không cách nào che giấu sự mỏi mệt giờ phút này của lão, tựa hồ đã phải hao phí vô số chân nguyên. Lão vẫn không nhúc nhích, chỉ mở miệng nói với âm thanh già nua. Rốt cuộc cũng xem như ngươi đã đến đúng lúc, nay để cho nha đầu kia mặc nạp lan Phật y vào, sau đó hai người các ngươi mang theo phỉ thúy Phật châu đi đến trấn áp Tiêu Nặc Lan. Nữ thi kia đã chết đi hơn 1.800 năm, đã qua một thời đại vô cùng hào hoa. Lúc ấy tên tuổi của nàng không người không biết, nhưng mà hiện nay năm tháng thay đổi, thời đại biến hóa. Người còn có thể biết tới danh tiếng của nàng lại cực kỳ ít ỏi đến đáng thương. Tiêu Nặc Lan chính là tên của nàng. Một đời thiên nữ, vẻ đẹp cùng tu vi nàng đều là tuyệt thế vô song. Mà nay coi như nàng sống lại, tất cả cố nhân khi còn sống cũng đã chết sạch, loại đau thương đó liền như cách một thế hệ. Cái gì, lão nói giỡn à, phải dựa vào hai người chúng ta đi trấn áp Tiêu Nặc Lan, đây là lão bảo chúng ta đi chịu chết chăng? Phong Phi Vân vốn đang tính toán đặt các thứ xuống, rồi liền mang theo Phong Tiên Tuyết rời khỏi nơi đây. Nhưng mà bây giờ nhìn lại tựa hồ chuyện không hề đơn giản. Căn bản không có khả năng cứ làm mà không đếm xỉa đến gì hết. Tử nhục hòa thượng mặt mày đầy vẻ mệt mỏi, đôi bàn tay chắp tay trước ngực làm ngưng tụ ra một pho tượng Phật màu vàng trông nghiêm túc vô cùng. Lão liền giống như một vị chân Phật đang trấn áp cự ma. Đây chính là đại sự liên quan đến muôn dân thiên hạ, nếu mà để cho Tiêu Nặc Lan sống lại, với oán khí trong thân thể, đến lúc đó nhất định máu chảy thành sông, núi thây biển máu. Tử nhục hòa thượng nói năng chuẩn xác. Ngôn từ hùng tráng lộ vẻ liên quan đến bá tánh trăm họ, nói thật hay khiến người ta không thể không cảm động. Chỉ là trên ngực hòa thượng nọ lại có hình xăm thanh long bạch hổ, mặt mày thì dữ tợn nên lại làm cho người ta không thể không hoài nghi tính chân thật trong lời nói của lão. Phong Phi Vân nghe những lời người người đại nghĩa này, đều phải nổi da gà mà nói. Ta kệ lão, nếu chuyện này quan hệ trọng đại như thế, một mình lão tại sao không đi? Nói giỡn. Nữ thi kia mặc dù bây giờ vẫn còn chưa sống lại, nhưng mà cũng đã vô cùng nguy hiểm. Người bình thường vẫn chưa đi đến trong vòng 10 trượng quanh nàng liền bị sát khí trong thân thể nàng cắn nát. Hơn nữa ngay cả tổ sư cấp bậc cự kình đều không thể làm gì được nàng. Nay chỉ dựa vào hai con tép diêu Phong Phi Vân và Phong Tiên Tuyết mà muốn đi trấn áp nàng, quả thực chính là người si nói mộng. Lại nói vào giờ phút này ở bên ngoài thần miếu đang tụ tập nhiều cường giả như thế từ mỗi thế lực lớn. Người nào mà không phải vì của quý trong thần miếu cùng với linh tuyền đang trôi nổi chung quanh nữ thi kia. Một khi có người thật sự đến gần một khối nữ thi kia, nhất định khiến cho mọi người vây công. Đến lúc đó coi như là một vị cự kình đều phải bị nện thành mảnh vụn. Vị tử nhục hòa thượng này thì cứ ở chỗ này làm chó giả chết, lại muốn để cho Phong Phi Vân đi mạo hiểm thay lão. Chuyện như vậy ai đi làm, người đó chính là kẻ ngu thứ hai. Tiên Tuyết, chúng ta đi thôi. Ca ca mang muội rời khỏi địa phương quỷ quái này. Phong Phi Vân nắm bàn tay nhỏ bé của Phong Tiên Tuyết, đang muốn dẫn nàng rời đi. Chà! Tay nàng lạnh như băng dị thường, cái giá lạnh làm cho toàn thân Phong Phi Vân dùng mình một cái, thật giống như vừa nắm vào một khối hàn băng. Giờ phút này Phong Phi Vân mới nhận thấy được chỗ không đúng. Khó trách nhà đầu kia từ đầu đến giờ đều cũng không mở miệng nói một câu. Thì ra nàng đang bị đông lạnh dữ dội đến như vậy. Trên làn da đều kết một tầng xương trắng, môi không ngừng run rẩy, trên trán không ngừng toát mồ hôi lạnh. Giọt mồ hôi hột còn không kịp nhỏ xuống thì tiếp theo liền đã đóng băng, dính khắp mặt mày nàng. Nàng thật giống như đã biến thành một pho tượng bằng băng. Nàng đã bị lạnh đến cốt tủy, trực tiếp xúc vào trong lòng Phong Phi Vân mà nói run run. Hảo, lạnh quá, ôm muội được không?
Phong Phi Vân vội vàng cởi y phục trên người xuống, khoác vào trên thân thể mềm mại cho nàng. Hai tay gắt gao ôm lấy eo nhỏ của nàng, dùng chính nhiệt độ cơ thể của mình để giúp nàng chống lại cái lạnh. Tại sao có thể như vậy, với tu vi của muội mà lại đều không thể áp chế khí lạnh trong thân thể? Này, Đại Hòa Thượng, có đúng là lão cho nàng ăn độc dược không? Phong Phi Vân hàm răng cắn chặt, nhìn thấy dáng vẻ tội nghiệp kia của Phong Tiên Tuyết liền thấy đau lòng một hồi. Không, rõ ràng là chính nàng ta phát bệnh, lại đi trách lão tử. Lão nạp hạ độc, cái này không khoa học à? Tử Nhục Hòa Thượng đáp. Phong Phi Vân có hơi sửng sốt. Phát bệnh, bệnh gì? Cho tới bây giờ hắn vẫn còn không có nghe nói qua tu tiên giả cũng bị ngã bệnh. Bởi càng là người có tu vi uyên thâm, lại càng là có thể ngăn cản tật bệnh và sinh tử. Tu vi của Phong Tiên Tuyết so sánh Phong Phi Vân chỉ cao hơn chớ không thấp hơn, làm sao có thể phát bệnh đến dữ dội như vậy? Nàng trời sinh Phật cốt, trong thân thể tự hình thành 6 viên thiên tủy xá lợi tử, đối với người tu Phật mà nói thì cái này quả thực chính là Phật môn thánh thể. Tương lai có thể thành Phật, thành Bồ Tát, nhưng mà đối với người không tu Phật mà nói, cái này cũng là một loại bệnh nan y. Từ 14 tuổi bắt đầu sẽ phát bệnh, lần sau so với lần trước dữ dội mãnh liệt hơn, có rất ít người có thể sống quá 16 tuổi. Tử Nhục Hòa Thượng nói lải nhải. Phong Tiên Tuyết toàn thân co giật, một câu cũng đều nói không nên lời, mà ngay cả hơi thở đều đã sắp đình chỉ, trái tim đều bắt đầu đập chậm dần, huyết dịch trong thân thể nàng tựa hồ đều đã bị đông lạnh đọng lại. Phong Phi Vân trong lòng sốt ruột, hắn đá một cước mãnh liệt vào cái đầu chọc lóc của Tử Nhục Hòa Thượng mà mắng to. Con lừa già ngốc, lão tử chỉ muốn biết làm thế nào mới có thể cứu được nàng. Ngươi nói thừa nhiều như vậy để làm chi? Khụ khụ, cái, này, chỉ cần mặc nạp lan Phật y ở trên người của nàng, là xá lợi hàn độc trên người nàng có thể tạm thời bị trục xuất. Nhưng nếu muốn hoàn toàn trị bệnh trên người nàng thì nhất định phải cùng lão nạp tu luyện thương sinh cổ kinh, gia nhập Phật môn ta, làm một nữ ni cô. Tử Nhục Hòa Thượng tựa hồ tính tình tương đối tốt. Mặc dù bị Phong Phi Vân đá một cước ở trên đầu, nhưng mà không tức giận, lại bắt đầu nói lải nhải. Phong Phi Vân nào có còn nghe được lão đang nói cái gì? Hắn vội vàng nhặt nạp lan Phật y trên mặt đất lên, sau đó cẩn thận giúp nàng mặc vào trên người, cài xong cúc áo rồi lẳng lặng quan sát sự thay đổi của nàng. Một kiện nạp lan Phật y này mặc ở trên người Phong Phi Vân thì chỉ như một kiện áo vải sam bình thường. Nhưng sau khi mặc trên người Phong Tiên Tuyết thì lại lập tức sinh ra sự biến hóa kỳ diệu, phát sinh cộng hưởng thần kỳ. Chiếc áo vải Phật sam vốn có màu xám như chì, giờ phút này quét sạch một lượt tất cả vẻ cũ kỹ ngày xưa. Mỗi một sợi vải vóc đều phát ra ánh sáng xanh nhạt, dùng mắt thường cũng có thể nhìn thấy từng tia sáng xanh như tơ lưu động bên trên bề mặt vải. Chúng đan vào nhau tạo ra những đạo thành ấn Phật môn. Có cái giống như ấn của Phật Đà, có cái tựa ấn của Âm Dương Bồ Tát. Ấn của Kim Cương Phật Ma, v.v. Hào quang Phật y trên người nở rộ càng ngày càng mãnh liệt, càng ngày càng thánh khiết. Mà lớp ngụy trang trên mặt Phong Tiên Tuyết cũng bị Phật quang hòa tan, để lộ ra dung mạo vốn có của nàng. Gương mặt đẹp như tranh, sóng mắt trêu người, mũi ngọc thanh tú cao thẳng, môi đỏ óng ánh. Đây mới là bộ dáng vốn có của nàng, so sánh với dáng vẻ lúc đầu của nàng thì đẹp hơn không chỉ gấp hàng chục lần. Đó cũng là vì sao lúc nàng đóng nữ giả nam trang thì có thể tuấn tú khác người bình thường, bị Phong Phi Vân gọi là yêu nam. Nếu mà vẻn vẹn chỉ là từ mức độ xinh đẹp mà nói, Phong Tiên Tuyết so sánh Đông Phương Kính Nguyệt căn bản không kém bao nhiêu, đều là tồn tại làm điên đảo chúng sinh. Chỉ là bọn họ đều ở lấy phương thức không giống nhau để che giấu sự xinh đẹp của mình. Do Phật quang từ nạp lan Phật y chiếu khắp, 6 viên thiên tủy xá lợi tử trong thân thể Phong Tiên Tuyết bị tác động phát ra ánh sáng. Khiến nàng từ tận xương cốt đều sinh ra một cỗ Phật mang, khiến cho nha đầu điêu ngoa này lại sinh ra một vẻ thánh khiết và đoan trang của Phật môn Bồ Tát. Đây không phải ảo giác, loại cảm giác này thật sự tồn tại, hơn nữa càng ngày càng mãnh liệt. Một đóa đài sen màu xanh chậm rãi ngưng tụ thành hình dưới chân nàng. Tổng cộng có 9 cánh hoa liên hoa, màu xanh tỏa ra hài hòa cùng thân thể của nàng và Phật y trên người nàng, hoàn toàn hòa hợp làm một thể. Giờ phút này, nàng liền như một vị Bồ Tát chuyển thế, chân Phật giáng xuống, trên người không dính một tia khí thức phàm trần. Hai chân Phong Phi Vân có hơi run lên, thiếu chút nữa liền quỳ trên mặt đất bái Bồ Tát. May là tâm tình tu vi của hắn cao tuyệt, nên mới có thể gượng gạo khống chế phản ứng của thân thể, thế cho nên không bị bêu xấu.
Nếu mà đổi thành bất cứ một người tu tiên giả nào khác, chỉ sợ sớm đã quỳ gối trước mặt nàng, thật giống như bái tượng Phật trong chùa chiền. Chết tiệt, không ngờ Nạp Lan Phật y này lại lợi hại như thế, làm cho người ta tạo thành sự áp chế về tinh thần, dưới đáy lòng sinh ra tín ngưỡng chi lực. Tại sao ta mặc vào liền không được lợi hại như vậy? Phong Phi Vân đều không nghi ngờ chút nào, nếu lúc này Phong Tiên Tuyết mà đi ra ngoài lừa tiền, chỉ cần đưa tay là những người đó liền sẽ chủ động quỳ trên mặt đất, tất cả tích góp trên người đều móc ra đưa cho nàng bằng hết. Loại công kích tâm hồn, so sánh công kích đọ sức trên thân thể càng đáng sợ hơn. Xì, Nạp Lan Phật y vốn lúc trước cũng chỉ có người nào trời sinh Phật thể mặc vào thì mới dễ phát sinh cộng hưởng. Tương lai chờ nhà đầu kia tu luyện thương sinh cổ kinh thì Nạp Lan Phật y này sẽ càng thần kỳ hơn. Coi như người cầm linh khí trong tay mà đều không thể gây tổn thương đến một sợi tóc của nàng. Tửu Nhục Hòa Thượng bắt đầu lên tiếng ba hoa tiếp. Hàn độc trên người Phong Tiên Tuyết cuối cùng cũng bị trục xuất, một đôi mắt nhung nhẹ nhàng mở ra, lông mi có hơi rung động. Mỗi một động tác đều lồ lộ phong thái hiển thánh. Chẳng lẽ nàng thật sự biến thành chân Phật? Phong Phi Vân, ta nghĩ là chàng sẽ không trở về đón ta. Ta đã cho là coi như ta chết ở chỗ này, thì chàng cũng sẽ không thèm để ý đến ta. Nàng vừa mới mở miệng liền khiến cho bao nhiêu vẻ thánh khiết trên người nàng đều bị phá hư hầu như không còn. Từ trong đôi mắt có nước mắt chảy ròng ròng, nàng khóc đến đau lòng muốn chết, rất đáng thương. Phong Tiên Tuyết mặc dù cũng là một nữ nhân mạnh mẽ, nhưng là dù sao mới chỉ có 14 tuổi, hơn nữa lá gan tương đối nhỏ. Nhất là không chịu được những thứ quỷ quái thần quái. Thế nhưng trong thần miếu ở chỗ này đầy xác ướp tăng nhân cổ thì nàng liên tiếp phải đợi vài ngày. Điều này đích thật là khiến cho nàng sợ đến có hơi muốn khóc. Nhưng là mà nàng một mực cũng không hề khóc, nàng đã giữ lại nước mắt tới lúc Phong Phi Vân đến, rồi nhất loạt toàn bộ đều trút ra hết. Nàng khóc cho hắn nhìn, để cho lương tâm hắn bị khiển trách. Làm sao có thể không chăm lo nàng? Nàng đã quên sao, nàng là vợ ta. Phong Phi Vân trong lòng có hơi mềm nhún, lấy ngón tay nhẹ nhàng sờ sờ cái mũi dễ thương của nàng, nhưng lại là trêu ghẹo nàng. Phong Tiên Tuyết lập tức liền dừng khóc, nín khóc mà cười. Cười ra lệ. Khụ khụ, trọng địa Phật môn cấm chỉ nói chuyện yêu đương, hiện nay rất khó đương đầu. Nữ ma sắp sửa xuất thế, thế gian sẽ máu chảy thành sông, núi thây biển máu, các ngươi lại vẫn còn chàng chàng thiếp thiếp. Thế này còn ra thể thống gì? Thế này còn ra thể thống gì? Tửu Nhục Hòa Thượng giờ phút này rất là khó chịu. Dù sao lão rất muốn thu hoạch Phong Tiên Tuyết làm đồ đệ, tự nhiên không muốn để cho nàng và Phong Phi Vân có bất cứ gì liên quan về tình cảm. Người trong Phật môn một khi động tình, kết quả cuối cùng tất nhiên so sánh thương sinh tự sẽ không kém được bao nhiêu. Liên quan đến ngươi đánh giám, vợ chồng chúng ta đi đây. Loại chuyện đại sự liên quan đến sinh tử dân chúng trăm họ thật sự quá lớn, không phải chúng ta dây vào được. Cứ để cho đại sư đến hóa giải trận tai nạn này đi. Phong Phi Vân kéo Phong Tiên Tuyết liền muốn rời đi. Tửu Nhục Hòa Thượng khẩn trương, thiếu chút nữa nhảy dựng lên từ trên mặt đất. Lão vươn cổ hét lớn. Phong Phi Vân, đừng trách lão tử không hề nhắc nhở ngươi. Hàn độc của Xá Lợi trong thân thể nha đầu kia chỉ là tạm thời bị áp chế, nhưng mà hiện nay đã bị Nạp Lan Phật ý kích thích, Phật cốt và Xá Lợi trong thân thể đều đã bị kích hoạt. Hàn độc Xá Lợi sau một tháng sẽ lại tái phát lần nữa. Nếu mà không tu luyện thương sinh cổ kinh, thì chỉ sau một tháng chính là hạn chết của nàng. Kịch! Bốn bước chân của Phong Phi Vân đều đã rộm đi ra ngoài, nhưng mà rồi đột nhiên dừng lại. Đại trưởng phu đương nhiên đội trời đạp đất. Nữ ma xuất thế trăm họ lầm than, nam nhi tốt tự nhiên không sợ hãi nguy hiểm, nghênh đón khó khăn mà xông tới, thể đánh dẫu bể đầu chảy máu, chiến đấu dù thấy chết không sờn. Tửu Nhục Hòa Thượng ngồi xếp bằng như đá, vẻ mặt xúc động phẫn nộ, nói đến nước miếng lại là văng như mưa. Phong Phi Vân hỏi, thế tại sao lão lại không đi? Tửu Nhục Hòa Thượng đáp, âm âm ớ ớ, nếu không phải vì hàn độc Xá Lợi trong thân thể Phong Tiên Tuyết, thì Phong Phi Vân làm sao phải lắm mồm lại nhảy cùng hòa thượng nọ lâu như vậy, mà cũng sớm đã nhanh chân bỏ chạy lấy người. Thế nhưng nếu những điều Tửu Nhục Hòa Thượng nói đều là sự thật, như vậy hắn thật đúng là không thể đi. Đi, chính là hại Phong Tiên Tuyết. Lão Nạp phải lấy Phật lực vô biên vô tận để áp chế những xác ướp tăng nhân cổ trong thương sinh tự, căn bản không thoát được thân ra. Vì thế trách nhiệm trấn áp nữ ma đầu cũng chỉ có thể giao cho các ngươi. Tửu Nhục Hòa Thượng vẫn cứ như chó giả chết, ngồi xếp bằng trên mặt đất,
căn bản là không có ý định đứng lên. Phong Phi Vân cười nói. Cũng được, hiện nay ta thu hồi lại Nạp Lan Phật Y và Phỉ Thúy Phật Châu, người trước giao ra một viên ngũ phẩm Bách Thiên Linh Đan cho ta. Ta tất nhiên thấy chết không sờn đi trấn áp nữ ma đầu kia, tuyệt đối không để cho nàng ta còn nửa phần đường sống. Ngũ phẩm linh đan hiếm có quý giá tới đâu, nó có khả năng được xưng là vương giả trong đan dược. Nó có thể làm bạch cốt sinh cơ, xương trắng mọc thịt, có thể làm cho người ta đột phá một đại cảnh giới. Thậm chí chỉ là ngửi mùi một phen, là có thể khiến cho người bình thường kéo dài tuổi thọ 20 năm. Mỗi một viên ngũ phẩm linh đan so sánh linh dược đều là báu vật vô song, càng quý giá, hiếm có trên đời hơn hết. Cả phủ Nam Thái có vô số thế lực lớn, nhưng mà có thể tìm ra một, hai viên ngũ phẩm linh đan thì đều vô cùng gian nan. Loại báu vật, trăm năm khó khăn xuất hiện một viên. Nếu phải vào sanh ra tử, như vậy tự nhiên là muốn trước hết cầm được ngũ phẩm linh đan này vào trong tay. Nếu mà có viên ngũ phẩm linh đan này, muốn điều trị hàn độc xá lợi trong thân thể Phong Tiên Tuyết tự nhiên là khỏi phải bàn. Đến lúc đó có được linh đan thì cứ như vậy chạy lấy người, căn bản là không cần liếc mắt nhìn Tửu Nhục Hòa Thượng này. Tửu Nhục Hòa Thượng người này cũng là cực kỳ khôn khéo, sao có thể không biết trong lòng Phong Phi Vân đang suy nghĩ cái gì, vì vậy lão nói. Tiểu thí chủ, nếu như ngươi có thể trấn áp xong nữ ma, ta tất nhiên hai tay dâng lên ngũ phẩm Bách Thiên Linh Đan. Phong Phi Vân đã biết rõ người này không phải ngọn đèn hết dầu, lạnh nhạt hầm hư. Đại sư đây là lật lọng a. Người xuất gia không nói dối. Tửu Nhục Hòa Thượng đáp. Ầm ầm ầm, ầm ầm ầm, ầm ầm ầm. Bên ngoài Phật tháp, một tiếng nổ nặng nề vang lên. Từ trong hoàng nê cổ tỉnh phun ra hào quang mênh mông, liền như một cột sáng chói mắt vọt thẳng lên trời cao. Nó nối liền với một ngôi sao đỏ bầm màu máu đang trôi nổi ở phía trên cái giếng cổ. Xác chết của Tiêu Nặc Lan được tắm rửa trong hào quang, ánh lên làn da trắng nõn nà, gương mặt xinh đẹp thanh tú, phảng phất như đã sống lại, tràn ngập sự linh khiết của thánh nữ. Những giọt linh tuyền đang trôi nổi trong không khí vốn ước chừng có mấy trăm giọt, nhưng mà hiện tại lại đều nhanh chóng chảy tràn về hướng vào trong thân thể nàng, thật giống như vô số ngôi sao băng đang đột phá vào thân thể của nàng. Một cỗ sinh mệnh ấn ký sinh ra trong mi tâm nàng, giống như một đóa hoa mai ấn ký nho nhỏ. Nhưng lại không phải màu đỏ mà là màu trắng, tràn ngập linh tính. Trời à, đây là nghịch chuyển sinh tử đại pháp, người đã chết hơn 1.000 năm chẳng lẽ sắp sửa sống lại. Một vị tu tiên giả thần cơ sơ kỳ bị cảnh tượng trước mắt làm cho kinh sợ. Mọi người không cần kinh hoàng, coi như là cao thủ cái thế thi triển nghịch chuyển sinh tử đại pháp, cũng vẻn vẹn chỉ là tranh thủ giành lấy một tia cơ hội sống lại. Một tia cơ hội này cực kỳ mờ ảo, ngay cả xác suất 1% cũng không đến. Có người có hơi hiểu bia đối với chuyện nghịch chuyển sinh tử, biết khó khăn của nó thật sự quá lớn, cơ hội thành công cực kỳ xa vời. Không đúng a, ta cảm giác huyết dịch trong thân thể đã bị kích hoạt, bắt đầu chậm rãi chảy ra từ trong trái tim, đang lan tỏa khắp toàn thân để quay vòng. Linh khí trong huyết dịch mênh mông cuồn cuộn, sức sống cực mạnh, tựa hồ như nàng thật sự sắp sống lại. Những người ở đây không có người nào mà không phải là tu tiên giả, phàm là người có thể vượt qua ngưỡng cửa tu tiên. Trong thân thể hoặc nhiều hoặc ít đều có ẩn chứa linh tính. Người có linh tính mạnh mẽ có thể bằng vào cảm giác suy đoán ra được rất nhiều thứ mà dùng mắt thường không thấy được. Mới rồi chính là một tu sĩ có linh tính cực mạnh tu sĩ đang nói. Linh giác của hắn nói cho hắn, một tai họa đáng sợ đang đến gần, một vị nữ ma đầu sắp sửa sống lại. Không chỉ có là lực lượng sinh mệnh, còn có một cỗ sát khí hận thế gian đố kỵ đời ngút trời. Ta phảng phất thấy được một con sông máu lớn đang cuồn cuộn chảy, những quả núi lớn xây nên từ hài cốt. Thiếu nữ này nếu mà sống lại, tuyệt đối sẽ là một vị ma đầu có 102. Không chỉ có là vị tu sĩ với linh tính cực mạnh này, mà ngay cả các tu tiên giả khác, giờ phút này đều cảm giác được một cổ sát khí đè nén khiến cho người ta phải sợ run, nó chính là phát tán ra từ trong thân thể nữ thi đang trôi nổi ở giữa không trung kia. Một nữ thi tuyệt mỹ, càng là một khối hung thi. Không ai nguyện ý thấy một vị nữ ma đầu sống lại, một vị cự kình lại ra tay lần nữa. Ầm, 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 ầm. Người ra tay xuất thủ chính là đệ tam điện chủ trước đây của Xâm La Điện. Lão biến thành một khối hỏa nhân cực lớn cao trăm thước, trên người mặc phi hỏa ma chiến giáp, cầm trong tay minh hỏa chiến mâu. Lão vừa há mồm hô lớn, liền phun ra một luồng hỏa vân đỏ rực. Khói lửa ngập trời, hung uy cái thế.
Đây chính là hung ma có thể tiếp được một chiêu của tấn đế mà không chết. Cho dù bị giam hãm dưới tầng thứ 13 của thần đô đại ngục, nhưng hắn đều trốn thoát. Hung ma sổ lồng, đây là muốn đại chiến tứ phương. Cường giả cấp bậc cự kình quả nhiên không phải chuyện đùa, vẻn vẹn chỉ là công kích xuất ra một quyền vô cùng đơn giản, liền đánh ra một cột lửa to như quả núi nhỏ. Phảng phất một quyền này là có thể di cho cả thần miếu trở thành đất bằng phẳng. Âm âm âm, âm âm âm, âm âm âm. Từ trong hoàng nê cổ tỉnh có hào quang vô cùng vô tận lao ra, biến thành một tầng ánh sáng đủ sức ngăn trời chặn đất. Mặc cho một quyền hủy thiên diệt địa này nện vào trên bề mặt của nó, nhưng mà lại không công phá được phòng ngự của lớp hào quang. Tiêu Nặc Lan đã đến thời khắc mấu chốt nhất, có người đã thành lập hoa văn trận pháp phòng ngự tuyệt đối cho nàng. Cho dù là cự kình đều không thể công phá. Đó cũng không phải nói một quyền hỏa đầu đà này là không đủ mạnh, mà là thủ đoạn của vị nào đó bố trí trận pháp cổ này thật cao siêu, tu vi so sánh với hỏa đầu đà thì càng đáng sợ hơn. Để cho ta, lại có một vị cự kình nữa ra tay xuất thủ. Lão xuất ra một thanh linh kiếm dài mấy trượng, linh tính trên linh kiếm đã hoàn toàn kích hoạt, bóng dáng một đạo băng tinh giá lạnh hình con ve sầu từ trên thanh kiếm hồi phục, khiến cho lực lượng linh kiếm hoàn toàn được phát ra. Thần thiền linh kiếm kiếm linh hình ve sầu, đó là một kiện linh khí thượng cổ đích thực. Một kiện linh khí đã được hoàn toàn thức tỉnh lại, tất nhiên sẽ phát ra chiến uy vô cùng. Người nào có tu vi không đạt cảnh giới thần cơ tạm thời rút lui khỏi thương sinh động phủ. Nếu không sẽ bị linh khí chiến uy đánh chết. Có người nói nhắc nhở mọi người. Một vị cường giả cấp bậc cự kình, nếu mà đã làm linh khí thức tỉnh lại, thì có thể từ cách ngàn dặm bắn cho cả một tòa cổ thành trở thành phế tích. Từ đó có thể thấy được uy lực đáng sợ của linh khí đích thực. Những tu tiên giả này đều đã cảm giác được khí tức của linh khí, đều là sợ vỡ gan vỡ mật. Không ai dám dừng lại một giây, tất cả như ong vỡ tổ đều nhanh chân chạy về hướng ra ngoài thương sinh động phủ. Mà ngay cả cao thủ cảnh giới thần cơ, đều chạy đi một hơn phân nửa. Cự kình đều đã ra tay xuất thủ, không người nào dám lưu lại ở chỗ này mà chịu chết. Phàm là người lưu lại, nếu không phải lá gan lớn thì chính là người đặc biệt tự tin đối với tu vi của chính mình. Âm, 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 âm. Lực lượng linh khí quả nhiên rung động lòng người, một kiếm chém ra ngoài liền khiến hào quang đầy trời đều bị nện đến run lên, cả kính hoàn sơn đều rung động theo. Liền giống như xảy ra động đất, có nhiều nơi mặt đất đều nứt ra những rãnh lớn. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hết tập 6.